Vào buổi tối, thông tin 9 người đẹp đại náo thành ủy bắt đầu lan truyền với tốc độ chóng mặt trên, chỉ trong một đêm đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Có người nhiều chuyện bắt đầu bới móc chuyện của Đồng Hiểu Minh, nào là Đồng Hiểu Minh toàn dùng rượu ngoại, quen với các em sinh viên xinh đẹp, miêu tả sinh động như thật rằng, hàng năm ở khách sạn sang nhất thành phố Thiên Trạch bao 18 nữ sinh viên xinh đẹp nhân danh 18 cây hải đường, chính vì thế khi nói đến cục trưởng Đồng người ta liên tưởng đến 18 cây hải đường. Thậm chí đến vài năm sau, chuyện của cục trưởng Đồng vẫn còn được bàn tán rất say sưa, bởi vì có một lần trong nước đề cập đến chuyện tham quan bao tình nhân, cục trưởng Đồng là một cái tên được người ta nhắc đến, trên danh sách tổng cộng có 9 quán quân đoạt huy chương thì Đồng Hiểu Minh được xếp thứ 2. Dù sao so với chỉ số số lượng và chất lượng của các tham quan khác, việc khiến người ta tán thưởng Đồng Hiểu Minh là bao 18 sinh viên xinh đẹp, gã chú trọng chất lượng hơn là số lượng. Danh tiếng của Đồng Hiểu Minh bị 9 cô nhân tình làm cho mất hết, sau khi bị cách chức, Bì Bất Hưu và Trần Khiết Văn còn bí mật dồn Đồng Hiểu Minh vào bước đường cùng, không cho ông ta cơ hội bước tiếp. Vì thế ủy ban kỷ luật làm việc hết mình để làm sáng tỏ các vụ tham ô nhận hối lộ của Đồng Hiểu Minh, cũng nhận lỗi trước thị trưởng Hạ vì sự sơ suất của mình nên chỉ trong vài ngày ngắn ngủi dựng lên được kết quả về tội danh tham ô của Đồng Hiểu Minh, số tiền tham ô công quỹ lên tới mấy chục triệu, hàng năm bao 18 nữ sinh viên. Phí bao gái hơn 5 triệu, tất cả khiến cho Đồng Hiểu Minh chỉ có con đường chết. Chính trị là như vậy, có khi rất êm dịu nhưng có lúc lại tàn khốc vô tình, chỉ cần chạm đến lợi ích của nhiều người, hơn nữa anh lại mang lại cho người ta nhiều tai họa, mà chính bản thân anh không trong sạch gì thì coi như mọi việc chấm hết, không có chốn dung thân cho anh. Hạ Tưởng không nghĩ đến việc Trần Khiết Văn và Bì Bất Hưu nhân cơ hội này mà mượn gió bẻ măng, cũng là bất đắc dĩ. Nhưng nói đi nói lại cũng là lỗi của Đồng Hiểu Minh, tội lỗi chồng chất như vậy làm sao thoát được, Hạ Tưởng cũng không đếm xỉa đến, tỏ thái độ không liên quan vốn dĩ Đồng Hiểu Minh và Hạ Tưởng không có liên quan, Lưu Nhất Cửu đứng sau chuyện này cũng không phải do Hạ Tưởng sai khiến. Gần đây Bành Vân Phong có rất nhiều tiến bộ, có mấy việc làm rất tốt. Điều làm cho thị trưởng Hạ hài lòng chính là Lưu Nhất Cửu, người này vừa có thể dùng quái chiêu ngoài tầm với, lại có năng lực hoàn thành chính sự, là nhân tài có thể trọng dụng. Thân là bề trên, bên cạnh vừa cần một người thư ký hơi chút cứng nhắc như Từ Tử Kỳ, cũng cần một người suy xét chu toàn, làm việc chu đáo và có thể nắm bắt nhanh ý của lãnh đạo như Bành Vân Phong, càng cần một người nhìn có vẻ hoang đường nhưng lại có rất nhiều sáng kiến như Lưu Nhất Cửu. Việc Đồng Hiểu Minh khắc phục giải quyết hậu quả như thế nào Hạ Tưởng cũng không quan tâm, ông ta chỉ có con đường chết. Nhưng ở nội bộ thành ủy đang lan truyền một tin đồn. Nói là Đồng Hiểu Minh là người tiên phong của bí thư Trần lần trước cùng thị trưởng Hạ có xung đột, kết quả thị trưởng Hạ giận dữ nên lật xe của Đồng Hiểu Minh chứng minh một vấn đề, thị trưởng Hạ cho rằng bí thư Trần cầm đầu mạng lưới quan hệ tầng tầng lớp lớp vây quanh thành phố Thiên Trạch, nên lợi dụng sự kiện Đồng Hiểu Minh, mở ra một con đường máu. Tiếc thay cho cục trưởng Đồng, lại phải làm bia đỡ đạn. Tuy nhiên cũng đáng, một người có lối sống buông tha, bao hẳn 18 nữ sinh viên thì có đáng là một quan chức không? Sự kiện của Đồng Hiểu Minh làm chấn động đến tỉnh ủy, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Lý Ngôn Hoàng đưa ra chỉ thị, yêu cầu nghiêm túc xét xử vấn đề Đồng Hiểu Minh và kịp thời thông báo tiến độ vụ án đến ủy ban kỷ luật tỉnh. Hạ Tưởng cũng không để ý nhiều đến vận mệnh của Đồng Hiểu Minh, mục đích giết gà dọa khỉ hắn đã đạt được rồi, tin chắc rằng sau này có ai dám cản trở việc thực hiện chính sách mới cũng phải đắn đo suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên vụ án của Đồng Hiểu Minh chỉ liên quan đến Đồng Hiểu Minh mà thôi, tất cả những lãnh đạo thành ủy có liên quan cũng không bị ảnh hưởng gì, thậm chí biệt thự Tây Đinh cũng không có trong hồ sơ vụ án. Chính trị là chính trị, chỉ công khai một phần nhỏ, phần được giữ bí mật mới khiến người ta phát hoảng. Nội tình bên trong vĩnh viễn không được công khai, bởi sẽ đem lại điều bất ổn, Hạ Tưởng tuy có tiếc nuối nhưng cũng phải chấp nhận sự thật này. Đồng Hiểu Minh liên lụy đến hầu như toàn bộ lãnh đạo thành ủy Thiên Trạch. Vậy có thể nào vạch trần được không? Tỉnh ủy có biết cũng sẽ áp chế. Hạ Tưởng chỉ quan tâm đến việc thay thế chức vụ cục trưởng cục giám sát có thuận lợi hay không. Ý tưởng của Bành Vân Phong hắn cũng biết sơ qua, đang âm thầm hành động. Hết giờ làm, Hạ Tưởng gọi điện cho Tiêu Ngũ, bảo anh ta tiếp tục ở lại thành phố Thiên Trạch khảo sát thị trường. Tiêu Ngũ là chủ tịch bất động sản Giang Sơn, lại ở bên cạnh làm vệ sĩ cho hắn, cũng là không thích hợp cho lắm, hắn khuyên Tiêu Ngũ không được. Nên quyết định để Tiêu Ngũ ở lại thành phố Thiên Trạch với thân phận là nhà đầu tư để khảo sát thị trường, tìm kiếm dự án thích hợp. Bất động sản Giang Sơn dựa trên việc khai thác, phát triển bất động sản là chính, thị
thị trường bất động sản ở thành phố Thiên Trạch cũng đáng chú ý nhưng cũng rất khó khăn, hơn nữa kinh tế thủ đô lại đang phát triển, thành phố Thiên Trạch cũng chuẩn bị khởi công một tòa Kinh Bắc Tân Thành. Nhưng không giống thành phố Lang, khoảng cách giữa thành phố Lang và thủ đô rất gần, có thể bảo đảm triển vọng lợi nhuận của dự án, nhưng thành phố Thiên Trạch cách thủ đô những 150 km, khẩu hiệu Kinh Bắc Tân Thành được kêu gọi khá vang nhưng cũng chỉ có ít nhà đầu tư chân chính hưởng ứng. Hạ Tưởng không cùng ăn tối với Tiêu Ngũ, hắn phải đến chỗ Vệ Tân. Vệ Tân thuê một chỗ ở khá yên tĩnh, một ngôi nhà có hai phòng, được bố trí khá ấm áp. Hạ Tưởng đi đến nửa đường mới chú ý không biết từ khi nào ngoài trời đang có rất nhiều tuyết đang rơi, mùa đông ở thành phố Thiên Trạch nhiệt độ thấp nhất là 30 độ, mà bình thường thành phố Yến không vượt quá 10 độ, rốt cuộc phía Bắc thủ đô xem như là lạnh nhất. Không bao lâu sau đã tới nhà Vệ Tân, tuyết đã phủ một lớp mỏng. Hạ Tưởng vừa vào đến cửa Vệ Tân vội không ngừng phủi tuyết trên người hắn, còn xoa nóng hai bàn tay, làm ấm tai Hạ Tưởng, hắn mỉm cười nói. Không đến mức lạnh thế đâu, lúc nào cũng xem anh như là trẻ con. Đàn ông có đôi khi giống trẻ con, ít tuổi hay nhiều tuổi cũng không biết chú ý chăm sóc bản thân mình. Vừa nói cô vừa đưa cho Hạ Tưởng một cốc nước nóng. Uống đi anh, nước đang nóng đấy. Sự quan tâm của Vệ Tân như một ly rượu nồng khiến người ta mê muội trong đó, hưởng thụ sự ấm áp của tình yêu mà không thể thoát ra. Hạ Tưởng giơ tay ôm Vệ Tân vào lòng nói. Anh hối hận vì trước kia không cưới em làm vợ. Chương 926, lửa mượn sức gió. Hứ, nói dối không chớp mắt, thời điểm em đến bên anh đã có vợ, em là người đến sau, anh không phải nói thế để làm em vui đâu, em không dám mơ ước viển vông như vậy. Không được làm vợ anh nhưng được ở bên cạnh anh thế này là em mãn nguyện rồi. Vệ Tân dựa đầu trong lòng Hạ Tưởng, mùi hương cơ thể cô toát lên sự quyến rũ mà Hạ Tưởng đã rất quen thuộc. Từng khiến hắn bị cuốn hút mấy năm liền nhưng lại không biết quý trọng người con gái ấy. Hạ Tưởng luồn tay vào chiếc áo của Vệ Tân. Hôm nay tuyết rơi nhiều, anh sẽ ở lại. Vệ Tân cảm nhận được bàn tay của Hạ Tưởng trắng trợn di chuyển trên cơ thể mình, mặt đỏ bừng. Bồng môn kim thủy vi quân khai, cánh cửa vì quân tử mở ra. Lời còn chưa dứt, trên người cô đã không còn một mảnh vải. Tuyết rơi suốt cả đêm. Trời đã sáng, ánh sáng rọi qua cửa sổ như muốn nhắc nhở Hạ Tưởng, tuyết rơi rất nhiều. Mùa đông ở thành phố Yến ít tuyết, không ngờ đến thành phố Thiên Trạch không bao lâu đã được gặp trận tuyết đầu tiên. Hơn nữa xem chừng trận tuyết này vẫn chưa chấm dứt, từng bông tuyết vẫn thi nhau bay lả tả xuống đất. Hạ Tưởng nhìn Vệ Tân đang nằm trong lòng mình, cô vẫn còn đang ngủ, hắn ngượng ngùng cười ngắm nhìn Vệ Tân, bờ vai trần đến mê người, xương quai xanh sâu hút xinh đẹp như một viên ngọc. Đêm qua mai mở hai lần, gió xuân bạo gan đến trải cành liễu, đêm mưa giấu người ươm hoa, tuyết rơi không tiếng động, ươm hoa không nói thành lời, đều có sự dịu dàng ngọt ngào. Không cùng thời gian và không gian, cơ thể Hạ Tưởng lại lần nữa hòa cùng Vệ Tân, hương vị khó có thể nói thành lời. Toàn thân Vệ Tân ửng hồng, mắt ngân ngấn nước, nụ hoa trước ngực run nhẹ nhẹ, cơ thể buộc chặt không dám thả lỏng để Hạ Tưởng tiến vào. Hạ Tưởng đã quen với cơ thể Vệ Tân, hắn nhẹ nhàng hôn toàn thân cô, khẽ cắn vành tai cô, đưa tay trượt tới nách cô, đó là điểm nhạy cảm của Vệ Tân. Vệ Tân liền thả lỏng người, chậm rãi mở rộng hai chân, để Hạ Tưởng trượt xuống. Đúng lúc hắn muốn đi tới tận cùng, Vệ Tân khẽ cắn vai Hạ Tưởng nói. Anh, nhẹ thôi. Vệ Tân thở hổn hển sau đó thét lên một tiếng kinh hãi, cô đã trở thành người đàn bà thật sự của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cảm nhận được nhiệt độ và mùi thơm thân thể quen thuộc của Vệ Tân, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô thì thầm nói. Kiếp này, ngoại trừ việc kết hôn, việc gì anh cũng có thể làm cho em. Vệ Tân ôm chặt Hạ Tưởng nói. Kiếp này em cũng không mong muốn gì hơn, chỉ cần anh bên cạnh thế này là đủ. Dường như đó là số phận. Kiếp trước Vệ Tân liều mình muốn được vĩnh viễn mà không được. Kiếp này cô chưa từng nghĩ tới vĩnh viễn, chỉ muốn có được giờ này khắc này. Mỗi người sinh ra đều đã có vận mệnh, muốn thay đổi cũng không được. Sau khi việc xảy ra Vệ Tân vô cùng thẹn thùng, cố nén đau đớn nói. Anh muốn, thì cho anh thêm một lần. Không được, còn tiếp nữa, anh sợ em không chịu được. Em có thể. Một đêm triền miên, một đêm giằng co. Vệ Tân cũng không biết rằng vận mệnh mình đã có sự thay đổi lớn. Trong lòng Hạ Tưởng lại rất hiểu rõ, có lẽ có áy náy và cả sự tiếc nuối và có lẽ lại có sự khởi đầu mới. Tất cả mọi thứ đều tự nhiên như thế, hoàn toàn khác với sự mê loạn cùng Mai Hiểu Lâm,
Sự hoang đường cùng cổ ngọc là một đêm của hắn với vệ tân rất hoàn mỹ, thuận theo tự nhiên. Sau một trận tuyết rơi khiến thành phố Thiên Trạch yên ắng hơn nhiều, trên đường bóng người trở nên thưa thớt, tốc độ xe cộ chậm lại tựa như ốc sên. Tọa lạc tại phương Bắc giá lạnh, nơi có mùa đông dài thế này cũng ảnh hưởng rất nhiều vấn đề, nửa năm trời lạnh kéo theo kinh tế cũng chậm phát triển, trời lạnh, mọi người đều không muốn đi ra ngoài, kéo theo đó thương trường và thị trường tiêu thụ sẽ bị ảnh hưởng. Những năm qua, cứ đến mùa đông là các đơn vị cơ quan xí nghiệp lại trở nên nhàn rỗi, bởi vì người đến làm việc ít, các công việc hầu như lâm vào tình trạng tạm dừng, lượng công việc so với bình thường giảm xuống hơn một nửa, đại bộ phận các cán bộ sử dụng nửa ngày vào việc uống trà, hút thuốc, xem báo, tiền lương và thưởng vẫn được lĩnh đầy đủ, thật là nhàn nhã như thần tiên. Nhưng mùa đông năm nay vì có sự kiện của Đồng Hiểu Minh nên có rất nhiều chuyện để nói. Đối với những người hướng về phía trước muốn tiến thêm một bước mà nói, thì không chỉ là đề tài câu chuyện, mà là trong chóng hướng theo chiều gió. Cũng có người tự cho rằng hiểu rõ nội tình lại nói, Đồng Hiểu Minh bị lật đổ, là ngọn lửa đầu mà thị trưởng Hạ khiêu chiến với bí thư Trần, cứ chờ xem rất nhanh sẽ có ngọn lửa thứ hai nổi lên. Ngọn lửa thứ hai còn chưa xuất hiện lại có tin đồn rằng, thị trưởng Hạ và bí thư Trần có mâu thuẫn trong việc chọn người tiếp nhận chức vụ cục trưởng cục giám sát chất lượng. Dựa theo trình tự bình thường, nếu muốn đề bạt cán bộ trong cấp phó cục lên cấp cục, phải tiến hành điều tra lấy ý kiến của các đồng nghiệp cấp phó cục được đề bạt, đương nhiên đại bộ phận sẽ đồng ý. Đề bạt ai đều do lãnh đạo cấp trên bổ nhiệm, nhưng bề ngoài cũng phải có sự đồng ý của các đồng nghiệp. Phó thị trưởng thường trực Dương Kiếm, đại biểu Ủy ban Nhân dân thành phố đã tiến hành điều tra ở cục đất đai, đã cố tình đưa ra ý đề bạt Khương Đào. Nhưng trong quá trình lấy ý kiến lại thấy Khương Đào không được đánh giá cao. Ngược lại Phó Cục trưởng Vương Cảnh Lược người này trùng tên trùng họ với một đội trưởng đội bảo an của Tề Á Nam, nhưng Vương Cảnh Lược này và Vương Cảnh Lược lại khác nhau một trời một vực được đánh giá rất cao. Rõ ràng có người muốn đề bạt Vương Cảnh Lược, không cần nói, người đó chắc chắn là Bí thư Trần. Chức Cục trưởng tuy là lãnh đạo một đơn vị chuyên môn của nhà nước, điều hành toàn bộ công việc, muốn can thiệp là can thiệp được, nhất là vấn đề nhân sự, Bí thư không thể buông tay. Hạ Tưởng cũng như Trần Khiết Văn, nhất định không buông tha vị trí cục trưởng cục đất đai. Cục đất đai là phòng ban quan trọng không nắm được trong tay Trần Khiết Văn cũng rất lo lắng. Vẫn biết việc có tiến có lùi mới là chính trị, sự việc Đồng Hiểu Minh, Trần Khiết Văn đã có điều nhượng bộ rồi. Lần này Trần Khiết Văn tuyệt đối không nhượng bộ, quyết can thiệp vào lần bổ nhiệm lần này, thầm nghĩ chỉ tiến mà không lùi, hơi quá đáng. Hạ Tưởng quyết định phải nắm trong tay cục đất đai. Nếu không về sau quan niệm chấp chính không thể thi hành, hơn nữa hắn đã cảm nhận được sơ lược về thành phố Kinh Bắc mới, hắn phải từng bước một thực hiện kế hoạch. Nhìn chung ở thành ủy Thiên Trạch, những người hiểu biết về kinh tế và thực tế là không có nhiều, hắn nhất thiết phải nắm được những chỗ quan trọng mới làm nên chuyện. Trước khi mở hội nghị công việc bí thư, đúng như dự tính của Hạ Tưởng, Trần Khiết Văn chủ động trao đổi cùng Hạ Tưởng về các ứng cử viên cho vị trí cục trưởng cục đất đai. Hắn liền biết. Đến lúc đặt điều kiện rồi. Hạ Tưởng với vẻ mặt thản nhiên ngồi trước mặt Trần Khiết Văn cũng đã dự tính trước, hai người gật đầu cười chào nhau rồi ngồi xuống, Trần Khiết Văn lên tiếng. Thị trưởng Hạ, so với Khương Đào thì Vương Cảnh Lược lớn tuổi hơn, tư cách cao, uy vọng cao, anh ta đảm nhiệm vị trí cục trưởng cục đất đai là rất thích hợp. Bí thư Trần, Vương Cảnh Lược tuổi nhiều nhưng chính vì thế mà có ý nghĩ bảo thủ, không có ý thức đổi mới, hiện tại cần trọng dụng những người trẻ tuổi. Có tài, thích ứng nhanh với sự phát triển. Nếu Trần Khiết Văn trực tiếp vào thẳng vấn đề thì Hạ Tưởng cũng không quanh co mà thẳng thừng đáp lại, hắn cũng biết rõ, hôm nay vì vấn đề nhân sự mà sẽ đối đầu với Trần Khiết Văn. Đồng chí Khương Đào từng ngoại tình, ảnh hưởng không tốt lắm. Đồng chí Vương Cảnh Lược trước kia phạm phải sai lầm, trên chính chỉ có chỗ vết nhơ. Sau vài lần đối đáp, Trần Khiết Văn mỉm cười nói. Lão Triệu bên Cục Công Thương sẽ sớm về hưu. Lúc đó đưa Khương Đào lên, thế nào? Khương Đào luôn công tác tại cục đất đai, anh ta đã quen việc rồi. Hạ Tưởng cũng mỉm cười đáp, trong lòng cười thầm, Trần Khiết Văn quả nhiên rất độ lượng, giỏi kiềm chế, hắn không chịu nhường nhưng cô cũng không buồn bực, không lấy uy của một bí thư mà ép hắn, cũng coi là người hiếm có. Tuy nhiên cũng là vì Trần Khiết Văn đang dựa theo quy củ nên Hạ Tưởng cũng theo lẽ thường quy ra bài. Trên thực tế nếu Trần Khiết Văn không tuân theo quy củ mới tốt, có dám phá quy tắc chứng tỏ cô rất tự tin, nắm vững trong tay mọi chuyện. Và khi nào cô đột nhiên không tuân theo lẽ thường,
chính là lúc cô đang tự làm loạn. Bước tiếp theo, thị trưởng Hạ có cao kiến gì nhằm giúp cho nền kinh tế ở thành phố Thiên Trạch phát triển? Trần Khiết Văn cũng giống các lãnh đạo khác, có lối suy nghĩ rất nhanh, thoáng chốc đã chuyển sang đề tài khác. Để cho người khác đuổi theo ý nghĩ của mình, nắm giữ thế chủ động trong khi nói chuyện là cả một kỹ xảo, tuy nhiên với Hạ Tường, phương pháp này của cô cũng không mấy hiệu quả. Bước tiếp theo, về phía chính phủ sẽ có chính sách nâng đỡ, tôi và Lão Dương cùng chung ý tưởng, vài ngày tới đến hội nghị chính phủ sẽ đem ra thảo luận. Chỉ nói đến Dương Kiếm chứ không đả động đến Hứa Phàm Hoa, điều đó cũng có ngụ ý, sắc mặt Trần Khiết Văn có chút thay đổi tuy nhiên vẫn giả bộ như không có gì, chú ý lắng nghe tiếp. Các doanh nghiệp tư nhân ở thành phố Thiên Trạch không đủ lớn mạnh, Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định chọn 10 doanh nghiệp tư nhân trọng điểm để miễn giảm thuế, áp dụng mọi chính sách ưu đãi, nâng đỡ các doanh nghiệp này. Vẻ mặt Trần Khiết Văn biến sắc. Mặt không biến sắc không được, hành động này của Hạ Tưởng, hàng năm số tiền miễn giảm thuế sẽ lên tới 40, 50 triệu, điều này cũng không quan trọng. Quan trọng là doanh nghiệp tư nhân ở thành phố Thiên Trạch không phát triển được có nguyên nhân khách quan, một phần cũng do bản thân doanh nghiệp, còn lại là do chính sách của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, khống chế sự phát triển của doanh nghiệp trong thời gian dài. Chính sách của Hạ Tưởng chẳng khác giáng một dìu lớn, một nhát dìu này không chỉ làm tổn thương đến rất nhiều người ở thành phố Thiên Trạch, mà căn bản cũng sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của 4 gia tộc lớn. Trần Khiết Văn không hiểu chút nào, Hạ Tưởng không phải thuộc một trong những gia tộc lớn sao? Sao hắn có thể làm việc đó như một người bình thường như vậy? Rốt cuộc hắn đang đứng ở lập trường chính trị nào? Mấy doanh nghiệp tư nhân ở thành phố Thiên Trạch đều có phần của mấy lãnh đạo chủ chốt, chính Trần Khiết Văn cũng có phần. Cô biết rất rõ Hạ Tưởng nâng đỡ 10 doanh nghiệp tư nhân kia chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến số cổ phần của mấy ủy viên thường vụ thành ủy. Nếu nói kể trên chưa phải là chỗ khiến Trần Khiết Văn lo lắng, cô cũng muốn nhắc nhở Hạ Tưởng là, ở thành phố Thiên Trạch có mấy xí nghiệp có quy mô và hiệu quả, lợi ích cũng không tệ lắm, trên thực tế đều nằm trong tay 4 gia tộc lớn. Ở thành phố Thiên Trạch có doanh nghiệp lớn nhất đó là công ty cổ phần Vanadium Titanium Thiên Trạch, tổng tài sản trên 15 tỷ nhân dân tệ. Trên thực tế Ngô Gia khống chế công ty này, khai thác chủ yếu là Vanadium Titanium, đó là loại quặng quý hiếm của thiên nhiên. Nguồn tài nguyên này Trung Quốc đứng thứ 3 trên thế giới, chủ yếu tập trung ở thành phố Thiên Trạch và Phan Chi Họa. Mỏ Vanadium Titanium ở thành phố Thiên Trạch cũng là một ưu thế lớn, chỉ tiếc đã bị Ngô Gia thâu tóm, thêm nữa lại bị tỉnh quản lý, số lượng thuế thu nhập đều nộp lên tỉnh, thành phố Thiên Trạch cũng không có lợi ích gì nhiều. Nổi danh ở thành phố Thiên Trạch là sản phẩm cam lộ, một loại rượu ngọt từ quả hạnh nhân, vài năm trước bằng nhiều thủ đoạn Mai Gia đã nắm được trong tay, trở thành một sản nghiệp của Mai Gia. Thương hiệu cam lộ không chỉ nổi danh trong nước, thị trường sản xuất nước hạnh nhân còn vượt trên 90%, chiếm vị trí độc quyền tuyệt đối. Cổ phần của Phó Gia ở thành phố Thiên Trạch đủ khống chế công ty cổ phần vàng Trung Viễn, có cả một nhà máy vàng có quy mô lớn, sản lượng hàng năm lên tới 900.000 lượng. Là một mỏ vàng danh tiếng trong nước. Sản nghiệp của Khâu Gia ở thành phố Thiên Trạch chủ yếu là thuốc đông y Thiên Trạch nghiên cứu, nuôi trồng, khai thác, phát triển và tiêu thụ thuốc đông y, chiết xuất từ thảo dược kết hợp y học phương Tây tạo ra thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe là mục tiêu của y học hiện đại. Thuốc đông y là một thế mạnh ở Trung Quốc, Khâu Gia là một trong những dòng họ chế tạo y dược danh tiếng. 4 gia tộc lớn đều nắm giữ mạch máu kinh tế của thành phố Thiên Trạch. Đồng thời các lãnh đạo chủ chốt cũng đều là dòng dõi của 4 gia tộc lớn này, cho nên họ đủ mạnh để mang đến nhiều ưu đãi cho các doanh nghiệp của họ. Với nguồn tài nguyên thiên nhiên và chính trị có hạn, chỉ có thể hướng về doanh nghiệp của 4 gia tộc lớn, làm sao còn có thể ủng hộ các doanh nghiệp tư nhân khác phát triển được. Bởi vậy, doanh nghiệp nhà nước thành phố Thiên Trạch không phát triển, doanh nghiệp tư nhân sống dở chết dở cũng vì quan niệm bảo thủ, cũ kỹ của thành phố Thiên Trạch, về cơ bản đó là lý do khách quan không thể tránh được. Trên thực tế thành phố Thiên Trạch là bức tranh thu nhỏ của rất nhiều thành thị ở trong nước, tài nguyên xã hội và chính trị chỉ có số ít người có thể nắm giữ, một thành thị lên tới mấy triệu người như vậy, chỉ có số ít bộ phận người có được sự đãi ngộ và phúc lợi hơn bình thường, thu nhập của họ gấp mấy lần người bình thường, thậm chí còn gấp 10 lần, họ là đối tượng mà mọi người phải ghen tị, cho dù đó là tiền lương hay là phúc lợi cũng khiến người ta đỏ mắt tìm kiếm mà không được. Bởi vì không có sự công bằng. Họ chiếm dụng đại bộ phận tài nguyên xã hội, người dân không quyền không thế thì không thể nào có được, vì vậy càng ngày hai cực giàu nghèo càng được phân chia rõ rệt, người giàu càng giàu mà người nghèo càng nghèo thêm, con quan lại làm quan, con phú thương lại làm phú thương,
con nhà nghèo vĩnh viễn là nghèo hèn. Chủ nghĩa tư bản hình thành, trên thực tế đều dựa vào thế lực của các gia tộc, dần phát triển lớn mạnh và ở trong nước hình thành giai cấp đối lập. Có lẽ 8 năm, 10 năm nữa chưa thấy được di chứng nhưng 20, 30 năm sau nhìn lại thì có đến 80% dân chúng sẽ thờ ơ với chuyện thi cử, không phấn đấu cố gắng nữa mà chỉ cần tìm cho mình một chỗ dựa tốt là có thể tiến thân. Như vậy trong xã hội sẽ có sự bất mãn, hình thành nên giai cấp đối lập, sự bất mãn lên đến đỉnh điểm sẽ bộc phát. Không chỉ thành phố Thiên Trạch, thực tế trong nước có rất nhiều thành phố cấp 3 bị thế lực gia tộc khống chế, đều có tập đoàn lớn như quỷ hút máu chiếm 80% tài nguyên xã hội, để cho 20% số dân được sống cảnh sung túc. Cuộc sống giàu có chỉ rơi vào 20% số dân, còn lại là 80% số dân sống mức bình thường, nỗ lực cả đời còn không bằng phúc lợi một năm của một đơn vị tốt. Cũng có những tập đoàn quy mô lớn tuy thành lập ở địa phương, nhưng lại đứng trên danh nghĩa tỉnh hoặc quốc gia, thu nhập từ thuế được nộp trực tiếp cho quốc gia, không có đóng góp gì cho địa phương, chẳng khác gì chiếm tài nguyên địa phương nhưng lại chẳng mang đến lợi ích gì. Thành phố Thiên Trạch đang tiềm ẩn tai họa, Hạ Tưởng trong lòng đã sớm hiểu rõ. Từ lúc ông cụ Ngô điều hắn đến thành phố Thiên Trạch là lúc hắn bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này, biết với sự sáng suốt của ông cụ Ngô chọn hắn đến Thiên Trạch chắc chắn có thâm ý sâu sắc. Ngô gia cùng ba nhà Mai, Phó, Khâu ở thành phố Thiên Trạch nắm giữ lượng lớn tài nguyên xã hội. Sau khi Hạ Tưởng đến thành phố Thiên Trạch đã tìm hiểu rõ, với thực lực của bốn gia tộc lớn này, tuy rằng sản nghiệp ở thành phố Thiên Trạch là cơ nghiệp khổng lồ nhưng cũng chỉ là mưa bụi, theo đuổi lợi ích vĩnh viễn là mục tiêu của một người làm chính trị, lợi ích có nhỏ cũng không bỏ qua. Hạ Tưởng cũng rõ, ông cụ Ngô điều hắn đến thành phố Thiên Trạch chắc chắn không phải để hắn giữ gìn Ngô gia ở thành phố này, mà cố ý thử thách trí tuệ chính trị của hắn ở thành phố nghèo khó lộn xộn này, chính là xem lập trường của hắn có kiên định hay không. Hiện nay, ông cụ Ngô đối với lập trường thế lực gia tộc của hắn, thực ra cũng không tin tưởng 100%. Cũng do từ nhỏ đã xuất thân từ một gia đình cán bộ bình thường, con đường thăng tiến cũng không dựa vào thế lực gia tộc, hơn nữa quan niệm lãnh đạo ở các địa phương cũng đều đứng trên lập trường bình dân mà làm, nhất thời không thể thay đổi quan niệm, đứng ở lập trường thế lực gia tộc, ông cụ vẫn còn thái độ hoài nghi. Hơn nữa hắn có mối quan hệ thân thiết với lão cổ, mà lão cổ là người trung gian của thủ tướng, ông cụ Ngô không đề phòng hắn mới là lạ. Ông cụ Ngô có thể nhân nhượng hắn, có thể đề bạt hắn, có thể nâng đỡ hắn nhưng nếu lập trường chính trị của hắn không kiên định, ông cụ Ngô cũng sẽ không nể nang mà vứt bỏ hắn, bởi vì chính trị là chính trị, tình cảm là tình cảm, hai cái đó phải rõ ràng. Ông cụ Ngô phải vì Ngô gia mà suy xét, hơn nữa là người đứng đầu gia tộc thì phải gương mẫu. Hạ Tưởng có lý do để tin tưởng, thời khắc quan trọng, suy xét xuất phát từ đại cục, ông cụ Ngô có thể tự tay chôn vùi tiền đồ của hắn. Trên thực tế thành phố Thiên Trạch tuy rằng không có Nga Ni Trần, tuy rằng không có thế lực của xã hội đen uy hiếp, nhưng sự nguy hiểm rình rập không thể so với thành phố Lang, thậm chí còn hơn chứ không kém. Bởi vì hành động của hắn bây giờ như xiếc đi trên dây, chỉ cần có một sơ suất nhỏ là có thể gánh hậu quả lớn, đến lúc đó ông cụ Ngô sẽ không ra tay giúp đỡ, thậm chí nếu lập trường hắn vẫn chưa chắc chắn, thủ tướng cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn. Con đường hắn đi rất gian nan. So với thế lực gia tộc hoặc bình dân thì nguy hiểm bội phần. Nhưng hắn không thể lùi bước, bởi hắn có lý tưởng, hắn xác định mình sẽ không thông đồng làm bậy, cũng không nghĩ sẽ ẩn giật mà muốn dựa vào chính năng lực của mình, vì thế lực gia tộc mà có thiện ý dẫn dắt, vì thế lực bình dân có ý dung hợp, khiến hai bên cùng tồn tại và phát triển, mà không phải đối lập nhau, càng không muốn vì vậy mang đến bất an cho xã hội và tai họa ngầm cho quốc gia. Thị trưởng Hạ, anh có biết anh đang làm gì không? Trần Khiết Văn không giữ được vẻ mặt của mình nữa, không khách khí hỏi Hạ Tưởng. Nội tình thành phố Thiên Trạch thế nào, với sự thông minh và hiểu biết của anh chắc chắn là rõ hơn ai hết. Quan mới nhận chức nhóm ba ngọn lửa, nếu anh nâng đỡ 10 doanh nghiệp tư nhân khác nào châm thêm một ngọn lửa, tôi khuyên anh đừng tự đưa mình vào chỗ chết như thế. Trần Khiết Văn không tin chính là, lửa mượn sức gió, sắp tới sẽ nhóm lên một trận lửa lớn kinh trời. Chương 927 va chạm, giao chiến. Trần Khiết Văn nghiêm túc suy nghĩ với vẻ mặt trước nay chưa từng có, Hạ Tưởng cũng lần đầu tiên thể hiện sự kiên quyết và dứt khoát trước mặt Trần Khiết Văn. Dẫn lửa để thiêu thân không đáng sợ, đáng sợ chính là bảo thủ không chịu thay đổi. Mãi không chịu có chí tiến thủ, như vậy dân tộc và quốc gia chúng ta, vĩnh viễn cũng không có hy vọng gì. Cuộc nói chuyện với Trần Khiết Văn,
kết thúc trong không khí không vui. Kết thúc không vui thì cũng đã nằm trong dự kiến, nhưng điều khiến Hạ Tưởng cũng không ngờ được là, Trần Khiết Văn lại đưa ra điều kiện trao đổi. Bà có thể đồng ý cho Khương Đào đảm nhiệm vị trí cục trưởng cục đất đai, về nguyên tắc cũng tức là đồng ý với tư tưởng ủng hộ 10 doanh nghiệp tư nhân của Hạ Tưởng. Nhưng cũng có một điểm, bà nhất định phải là người quyết định danh sách 10 cái tên đó. Hạ Tưởng không đồng ý. Trần Khiết Văn sư tử há miệng lớn, trong một lúc liền nói ra đến 7 cái tên, xem như chính sách hắn vất vả thi hành là làm không cho người khác vậy. Nghĩ cũng không cần nghĩ, Trần Khiết Văn chắc chắn muốn giữ lại cho riêng mình, lại thành lập một mạng lưới quan hệ trong lãnh đạo chủ chốt của thành ủy. Hơn nữa mạng lưới quan hệ của bọn họ cũng đã được hưởng lợi từ những chính sách. Còn chính sách của hắn là thật sự muốn hỗ trợ về lợi ích và hiệu quả đối với các doanh nghiệp tư nhân, chứ không phải những vụ giao dịch tiền quyền bất hợp pháp. Giúp đỡ bọn họ, thành phố Thiên Trạch mãi mãi không có ngày thoát khỏi được tình trạng bi đát. Nhưng thái độ của Trần Khiết Văn rất kiên quyết, ám chỉ nếu Hạ Tưởng không nhượng bộ, bà không những sẽ ngăn cản việc Khương Đào lên làm cục trưởng, mà cũng sẽ không đồng ý với chính sách giúp đỡ 10 doanh nghiệp. Lúc Hạ Tưởng nhậm chức thị trưởng ở Thiên Trạch được 2 tháng, đúng lúc những chính sách liên quan đến những tư tưởng chính trị cả về sau này của hắn được đưa ra, hắn lại nảy sinh mâu thuẫn trực tiếp với Trần Khiết Văn. Hơn nữa lập trường của hai bên đều rất kiên định, dường như tất cả những lời cần nói thì đều đã nói hết, hầu như không còn có đường lùi. Lẽ nào nói, chỉ có một con đường đụng độ kịch liệt là có thể đi thôi sao? Hạ Tưởng cũng không phải không muốn gây Trần Khiết Văn, cũng không phải không dám gây. Hắn không thông đồng làm bậy, nhưng cũng biết phải ẩn giật mới có thể làm nên chuyện. Đồng ý với Trần Khiết Văn chính là thông đồng làm bậy. Mà theo tư tưởng làm việc của hắn, đồng thời khoan dung cho một hành động hủ bại nào đó, chính là tiêu cực không đấu tranh. Khác với ở thành phố Lang được Ngả Thành Văn ủng hộ mạnh mẽ là, ở Thiên Trạch hắn là thị trưởng, nhưng nếu quá bất đồng với bí thư, chuyện gì cũng bị bí thư kiềm chế, thì cũng sẽ không tốt. Nhưng tính cách của Hạ Tưởng từ trước đến nay vẫn không thích phục tùng. Huống hồ chính sách ủng hộ 10 doanh nghiệp tư nhân, là việc liên quan đến kế hoạch lớn lâu dài của hắn, phải thành công. Trở lại văn phòng. Thấy cảnh tượng bên ngoài cửa sổ rất đẹp. Giờ phút này, Hạ Tưởng còn tâm trạng thưởng thức cảnh tuyết rơi, sau đó mới thông báo cho Từ Tử Kỳ, mở hội nghị thường vụ lần thứ 47 của Ủy ban Nhân dân. Một giờ sau, hội nghị thường vụ chính thức được triệu tập. Điều mà tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quặc chính là, bình thường đều là thị trưởng Hạ chủ trì hội nghị, hôm nay tại sao lại là phó thị trưởng Dương chủ trì hội nghị. Nhưng những chuyện chính trị, đoán thì được nhưng nói thì không được. Tất cả mọi người đều nén nghi ngờ trong lòng. Dương Kiếm sau khi nói những lời theo lệ thường, liền đề ra chính sách Ủy ban Nhân dân thành phố phải giúp đỡ 10 doanh nghiệp. Còn chi tiết cụ thể phải thực thi như thế nào, làm thế nào để sàng lọc những doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn, mong các đồng chí phát biểu cho ý kiến. Hứa Phạm Hoa vẻ mặt kinh ngạc liếc nhìn Dương Kiếm và Hạ Tưởng, nghĩ thầm hỏng rồi. Dương Kiếm đi theo phe thị trưởng Hạ. Hiển nhiên Dương Kiếm chủ trì hội nghị này cũng là thị trưởng Hạ đứng đằng sau. Còn việc Dương Kiếm làm người phát ngôn cho thị trưởng Hạ trong Ủy ban Nhân dân, xung phong lên trước thay cho thị trưởng Hạ. Trong lòng Hứa Phạm Hoa do dự không ngừng, nếu thị trưởng Hạ và Dương Kiếm duy trì lập trường chính trị trong bộ máy Ủy ban Nhân dân, những phó thị trưởng khác cũng sẽ xuôi theo hướng đó. Nếu gã không nhanh chóng dựa theo thị trưởng Hạ, chắc chắn sẽ bị cô lập. Dương Kiếm nói xong. Thị trưởng Hạ liền phát biểu ba cách nhìn về công việc của Ủy ban Nhân dân về sau này. Thứ nhất, đẩy nhanh loại hình phục vụ xây dựng chính quyền, đẩy nhanh hơn trong việc ưu tiên phát triển môi trường. Tiến thêm một bước trong việc giảm bớt thủ tục phê duyệt các dự án, các hành vi vi phạm hành chính, nâng cao hiệu quả hành chính. Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh quy tắc hành chính, cải cách hành chính phục hồi thể chế, đổi mới bộ máy hành chính, tích cực đẩy mạnh việc thí điểm công tác trong Ủy ban Hành chính. Tìm hiểu về quyền xử lý thẩm tra trong hành chính. Thứ ba, gia tăng đầu tư trong thể chế tài chính, hoàn thiện chế độ và trách nhiệm truy cứu của ủy ban, chế độ tra xét dự án và đánh giá dự án, thi hành chế độ công khai hạng mục trọng điểm, thực hiện toàn bộ quá trình giám sát đối với những hạng mục chính phủ đầu tư. Ưu tiên đầu tư vào môi trường, cổ vũ và xúc tiến đầu tư trong nhân dân. Những lời của thị trưởng Hạ, khiến các phó thị trưởng đang ngồi đó đều cảm nhận được một không khí khác với bình thường. Loại hình phục vụ chính phủ, chấp hành pháp luật chính phủ, gia tăng cải cách thể chế đầu tư, đều đánh vào những điểm yếu hiện nay của Thiên Trạch. Xét đến cùng,
phát ngôn của thị trưởng Hạ là bổ sung và nâng cấp cho đề nghị của Dương Kiếm. Mọi người đều hiểu ra, trừ phi muốn làm ngược lại với thị trưởng, phó thị trưởng thường trực, nếu không ai nói một câu phản đối, thì người đó sẽ khiến thị trưởng và phó thị trưởng thường trực không hài lòng. Dương Kiếm nhận ra các phó thị trưởng đều có những biểu hiện khác nhau, bọn họ cũng có những nhu cầu của chính mình, muốn bọn họ trong chốc lát đều đồng ý chắc chắn không thực tế mà cũng không có khả năng xảy ra. Nhưng với tình hình trước mắt, cũng chỉ có thể dùng quyền uy liên hợp của thị trưởng và phó thị trưởng thường trực để áp chế. Nhiều lúc, chính trị cũng cần phải thỏa hiệp, nhưng nhiều lúc, chính trị cũng cần phải mạnh mẽ, cứng rắn. Dương Kiếm bây giờ tuy cũng chưa hoàn toàn quyết định dựa vào thị trưởng Hạ, nhưng có hai nguyên nhân, ít nhất cũng khiến gã trong giai đoạn này phải liên kết chặt chẽ với thị trưởng Hạ. Thứ nhất, Mai Thái Bình đã gọi điện ám thị, bảo gã phải hết sức thống nhất với thị trưởng Hạ, trong các sự việc quan trọng khác thì có thể bàn bạc thương lượng, còn những việc bình thường có thể tùy cơ ứng biến. Hạ Tưởng bây giờ là đại diện cho thế lực gia tộc, tất cả mọi hành vi suy nghĩ của hắn đều xuất phát vì lợi ích của thế lực gia tộc. Thứ hai là sau cuộc nói chuyện lần trước, Dương Kiếm cũng bị hấp dẫn bởi con người của thị trưởng Hạ. Sau khi quay về cũng nghiên cứu lại thật kỹ lý lịch của thị trưởng Hạ, thấy suốt chặng đường làm quan của thị trưởng Hạ cũng vì nghĩ cho dân. Ở huyện An hành động vĩ đại quên mình cứu người, ở quận Hạ Mã thể sống chết bảo vệ sông Hạ Mã. Dương Kiếm tuy rằng cũng được rèn luyện nhiều năm trong chốn quan trường, nhưng gã cũng là một người đàn ông máu vẫn chưa lạnh, tuy rằng có chút quan liêu, có chút tạp niệm vì bản thân, nhưng trong lòng cũng có những ước mơ chưa bị dập tắt làm quan một lần, tạo phúc một phương. Dương Kiếm liền ít nhiều cũng hướng về phía Hạ Tưởng, sau đó liền xảy ra sự kiện hoang đường của Đồng Hiểu Minh, lại nghĩ đến lời nhắc nhở trước đó của thị trưởng Hạ, trong lòng gã khiếp sợ, lại càng kiên định hơn ý nghĩ của mình. Thị trưởng Hạ vừa có chí trả nợ nước, lại có thủ đoạn chính trị, lại cân nhắc tình hình của hắn và Trần Khiết Văn sau này, cùng với đầu óc phát triển kinh tế của thị trưởng Hạ, cuối cùng Dương Kiếm cũng quyết định. Một người trẻ tuổi vừa được nhà họ Ngô quan tâm lại được Mai Thái Bình đánh giá cao như thị trưởng Hạ, tiền đồ chắc chắn rất thênh thang. Nếu đã như vậy, sớm đứng vào đội ngũ còn hơn muộn mới nhận ra. Điều càng khiến Dương Kiếm cảm thấy Hạ Tưởng đáng để dựa vào hơn chính là, thị trưởng Hạ công tư phân minh, cũng rất biết lấy đại cục làm trọng. Sau khi sự kiện Đồng Hiểu Minh bùng nổ, chỉ nhìn một mình Đồng Hiểu Minh, biệt thự Tây Đinh cùng những phương diện khác của lão, đều không công bố. Chứng tỏ trên phương diện dùng người, thị trưởng Hạ cũng nhìn vấn đề trên hai phương diện trái và phải, chứ không phải chỉ đơn giản áp đặt. Nước quá trong ắt không có cá, nếu thị trưởng Hạ không đồng ý cho chân tay người khác có chút không được sạch sẽ, thì hắn cũng không có được một nhóm cấp dưới trung thành. Hơn nữa chính sách nâng đỡ 10 doanh nghiệp tư nhân của thị trưởng Hạ thật sự có lợi cho sự phát triển của nền kinh tế Thiên Trạch, hoàn toàn là suy nghĩ vì Thiên Trạch. Suy nghĩ làm quan một lần tạo phúc một phương của gã bấy lâu nay lại bắt đầu được nhen nhóm lại. Gã cũng đã từng có lý tưởng hào khí ngút trời, cũng khát khao chiến tích, cũng khát khao được trăm dân kính yêu, mưu phúc cho dân chúng. Hội nghị thường vụ Ủy ban Nhân dân lần này, được ghi vào sử sách của thành phố Thiên Trạch. Thứ nhất là dấu hiệu quan niệm chính trị của thị trưởng Hạ bước đầu được hình thành, thứ hai là dấu hiệu của việc thị trưởng Hạ bắt đầu nắm trong tay bộ máy Ủy ban Nhân dân. Sau khi thị trưởng Hạ nói xong, phó thị trưởng Lý Hiểu Mẫn, phó thị trưởng Trương Dư Giai, phó thị trưởng Kinh Nguyên Thành, phó thị trưởng Quách Cảnh Danh, phó thị trưởng Chu Hải Đào đều phát biểu ý kiến của mình, đồng ý với kiến nghị của thị trưởng Hạ, đều cho rằng hiện trạng của thành phố Thiên Trạch đã đến lúc không cải cách thì nhất định phải bước vào con đường chết. Công việc của mấy phó thị trưởng đều không có được sự nâng đỡ của bí thư. Thị trưởng Mao ở nhiệm kỳ trước tính cách quá mềm mỏng, bị bí thư Trần áp chế đến cùng, phần lớn trọng lượng lời nói của các phó thị trưởng chẳng qua cũng chỉ bằng được một cục trưởng. Bây giờ có được cơ hội có thể được thị trưởng Hạ ủng hộ để làm lớn một phen, ngốc mới không nắm lấy. Toàn bộ máy Ủy ban Nhân dân chỉ có một tiếng phản đối Hứa Phàm Hoa. Giọng nói của Hứa Phàm Hoa không cao, nhưng thái độ lại rất rõ ràng. Tôi cho rằng nâng đỡ 10 doanh nghiệp tư nhân là một việc tốt, cũng thật sự hợp lý trong việc phát triển nền kinh tế của Thiên Trạch, một sự phát triển tốt. Nhưng bây giờ thời cơ còn chưa đến, nên đợi đến cuối năm sau hoặc năm sau nữa mới làm, chắc chắn đến lúc đó các doanh nghiệp tư nhân của Thiên Trạch đã bước sang một bậc thang mới. Cũng có thể đủ sức để hưởng ứng những chính sách của chính phủ. Nhưng bây giờ gấp gáp thực hiện, có chút nóng vội. Tôi bảo lưu ý kiến. Bình thường không có ai không biết nhìn xa đến nỗi lại phản đối thị trưởng ngay trong hội nghị thường vụ,
trừ phi tự nhận mình có người đỡ đầu mạnh. Hứa Phàm Hoa không phải làm ngược lại với thị trưởng Hạ, mà là không duy trì sự đồng nhất với toàn bộ bộ máy ủy ban. Lời của gã vừa thốt ra, ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người gã. Hứa Phàm Hoa cũng không hề bối rối, còn nói. Việc này nhất định phải trình lên hội nghị thường vụ thông qua mới có thể thực thi được. Thị trưởng Hạ, công việc của Bí Thư Trần và các ủy viên thường vụ khác cũng không dễ làm. Lời của gã không biết là thị uy hay nhắc nhở, Hạ Tưởng không tỏ vẻ gì, mặt Dương Kiếm liền đổi sắc. Phàm Hoa, ông là một người trong bộ máy ủy ban, không thống nhất với bộ máy ủy ban, muốn đứng riêng, muốn là chủ nghĩa cá nhân. Hứa Phàm Hoa bị Dương Kiếm nói vậy, liền mất hứng. Lời nói của lão Dương quá tùy tiện rồi, thị trưởng Hạ cũng chưa từng nói không cho phép mỗi người có cách nhìn riêng, tôi cũng chỉ vì đại cục, cũng vì công việc. Tôi tin rằng xuất phát điểm của các đồng chí đều rất tốt, được rồi, hội nghị hôm nay đến đây thôi. Lão Dương chuẩn bị một báo cáo đưa lên cho tôi, để đệ trình lên hội nghị thường vụ sắp tới thảo luận. Hạ Tưởng không quan tâm đến Hứa Phàm Hoa, trực tiếp kết thúc hội nghị. Sắc mặt Hứa Phàm Hoa rất kém, bất mãn nhìn Dương Kiếm. Dương Kiếm cũng không nhìn gã, nói đùa với mấy phó thị trưởng khác rồi đi. Còn lại mấy phó thị trưởng khác bao quanh Hạ Tưởng hỏi han không ngừng, trong toàn bộ phòng họp, chỉ có một mình gã cô độc. Cảm giác ấy thật sự không dễ chịu. Không dễ chịu cũng cắn răng mà chịu đựng, nếu không gã sẽ có kết cục là một người vô hình ở đây. Nhưng đồng thời Hứa Phàm Hoa cũng biết rõ ràng, vì việc bổ nhiệm cục trưởng cục đất đai, bởi vì việc ra đời của chính sách nâng đỡ 10 doanh nghiệp, mâu thuẫn giữa thị trưởng Hạ và Bí Thư Trần sẽ được thể hiện rõ ràng ra bên ngoài. Thành phố Thiên Trạch sẽ gặp phải một sự đụng độ kịch liệt. Rất nhiều người tin rằng sự việc sẽ kết thúc với thất bại thảm hại của thị trưởng Hạ. Không cần nói đến chuyện Bí Thư Trần đã kinh doanh 2-3 năm nay ở Thiên Trạch, chỉ nói đến mạng lưới quan hệ phức tạp khó gỡ hiện nay ở thành phố Thiên Trạch, đâu có thể phá vỡ trong một sớm một chiều. Thị trưởng Hạ quá vội vàng, cũng quá nóng nảy, còn chưa đứng vững ở Thiên Trạch, đã muốn chạy bộ, không ngã mới lạ. 3 ngày sau, hội nghị họp bàn về công việc của Bí Thư. Vấn đề đề bạt cục trưởng cục đất đai, 4 người Trần Khiết Văn, Hạ Tưởng, Ngô Minh Nghị và Từ Hâm trải qua một cuộc thảo luận và tranh luận, không đạt được sự thống nhất, cuối cùng nhất trí đệ trình lên hội nghị thường vụ để thảo luận. Đồng thời, liên quan đến chính sách nâng đỡ 10 doanh nghiệp tư nhân mà thị trưởng Hạ đề ra, lấy hình thức báo cáo, cũng cần phải đệ trình lên hội nghị thường vụ để nghiên cứu và biểu quyết. 2 sự kiện lớn, lập trường của Bí Thư Trần và thị trưởng Hạ hoàn toàn đi ngược lại nhau. Chứng tỏ giữa 2 nhân vật số 1 và số 2, sẽ có một trận giao đấu để quyết định hướng đi của Thiên Trạch. Lại nghiệm chứng cho một câu, những nơi có người, thì phải có tranh đấu. Nơi có lợi ích, thì phải có mâu thuẫn. Sau khi tan sở, Hạ Tưởng đang đi trên đường, liền nhận được điện thoại của Lý Thấm. Lãnh đạo, danh sách bước đầu của mấy doanh nghiệp tư nhân là công ty trách nhiệm hữu hạn ẩm thực thành phố Thiên Trạch Long Đằng, công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điều khiển thành phố Thiên Trạch Sang Tân, công ty trách nhiệm hữu hạn đồ gỗ thành phố Thiên Trạch Phong Lợi, trường học thẩm mỹ viện thành phố Thiên Trạch Hân Hỷ, công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu đúc thành phố Thiên Trạch Hoành Sang. 5 doanh nghiệp trên, kinh doanh hợp pháp, tình hình thị trường tốt, có tiền đồ phát triển không tệ. Lý Thấm bây giờ đã bàn chuyện hôn nhân với Tề Á Nam rồi, nhưng vẫn chưa mặc áo cưới. Là vì cô vẫn chưa từ bỏ ý định, không muốn sớm làm vợ thương nhân, mà muốn mình tự phấn đấu, tự mình mở một cõi giang sơn. Chính sự không an phận này khiến Lý Thấm kề vai sát cánh cùng Hạ Tưởng. Sở dĩ Hạ Tưởng bảo Lý Thấm thẩm định mấy doanh nghiệp tư nhân ở Thiên Trạch, chủ yếu vẫn để kiểm tra trình độ thâm nhập hiểu rõ về các doanh nghiệp tư nhân ở Thiên Trạch của Lý Thấm. Muốn từ tay các doanh nghiệp tư nhân để phá vỡ cục diện sơ cứng, không thể chỉ biết dựa vào các công văn báo cáo của ủy ban. Trong đó hơi nước khá nhiều, chắc chắn không thể phản ánh thị trường thật. Để Lý Thấm ra mặt điều tra nghiên cứu hiện trạng kinh tế của Thiên Trạch, rồi đối chiếu lại với những báo cáo liên quan trong ủy ban, rút hết hơi nước thì có thể giúp ta được một kết luận đúng đắn hơn. Phải thừa nhận, Lý Thấm là viên tướng có tài, kết luận có được trên cơ bản hoàn toàn trùng khớp với dự tính trong đầu hắn. Hạ Tưởng chưa bao giờ dở giọng trước mặt Lý Thấm, có gì nói nấy. Ánh mắt cô quả thực rất tinh nhạy, phân tích rất đúng về thị trường Thiên Trạch. Lý Thấm được Hạ Tưởng khen ngợi, trong lòng mừng rỡ, còn vui hơn cả khi cô nghe những lời nói yêu thương của Tề Á Nam. Thị trưởng Hạ, tôi còn có một vài điều tâm đắc muốn báo cáo,
không biết bây giờ anh có thời gian không? Buổi tối Hạ Tưởng có hẹn với Tiêu Ngũ, Thẩm Lập Xuân, muốn bàn chuyện tập đoàn đạt tài tiến quân đến Thiên Trạch, nên đành phải lảng tránh cuộc hẹn đầy thịnh tình của Lý Thấm. Hơn nữa buổi tối lại cô nam quả nữ, rất không tiện. Chờ tôi hẹn cô đi, tối hôm nay bận việc. Lý Thấm có chút thất vọng. Ồ, vậy được, tôi đợi điện thoại của anh. Hạ Tưởng lắc đầu, mỉm cười. Lý Thấm có khi rất cố chấp, có khi lại lo được lo mất như một cô bé, rất thú vị. Buổi tối gặp mặt Tiêu Ngũ, Thẩm Lập Xuân. Hai công ty bất động sản Thiên An và Giang Sơn có đầu tư ở thành phố Lang, nhưng tập đoàn Đạt Tài lại không tiến quân vào thành phố Lang. Cũng không biết vì nguyên nhân gì, một tập đoàn Đạt Tài không nhắm vào tòa nhà mới Kinh Đông lại có hứng thú với thành phố Thiên Trạch, cho rằng tòa Kinh Bắc của Thiên Trạch có khả năng phát triển, liền phái Thẩm Lập Xuân đến Thiên Trạch khảo sát thực địa, đồng thời nghe kiến nghị của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đương nhiên rất vui mừng. Thiên An và Giang Sơn tuy rằng cũng được coi là thực lực hùng hậu, nhưng so với Đạt Tài, vẫn còn thua kém nhiều. Hơn nữa khi hắn nhận được điện thoại của Thành Đạt Tài, nghe ý tứ của Thành Đạt Tài, tập đoàn Đạt Tài muốn thâu tóm toàn bộ tòa thành Kinh Bắc. Quả nhiên là một khoản kinh phí lớn, có khí phách. Toàn bộ tòa thành Kinh Bắc ít nhất cũng phải đầu tư 2 tỷ trở lên. Nếu thỏa thuận thành công, sẽ là khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của Thiên Trạch. Cũng đúng. Bây giờ nguồn tài chính của tập đoàn Đạt Tài rất lớn, đã đầu tư mấy hạng mục ở quận Hạ Mã, đã bán hết toàn bộ, có được lợi nhuận rất cao. Gần đây Thành Đạt Tài không có hành động gì lớn, chắc chắn không thể để tiền nhàn rỗi đó không dùng đến. Người kinh doanh từ trước đến nay chưa từng để tiền nhàn rỗi, chỉ có tiền lưu động bên ngoài mới có thể sản sinh lợi tức. Cũng đã lâu không gặp mặt Thẩm Lập Xuân, vừa gặp mặt, hai người liền thân thiết bắt tay nói chuyện. Thẩm Lập Xuân cũng giống Tiêu Ngũ. Có một sự tin tưởng mù quáng với Hạ Tưởng. Đối với việc này liệu có thu hoạch gì hay không, y căn bản không hề tỏ thái độ hoài nghi gì. Ba người ngồi cùng nhau, trao đổi suy nghĩ. Đối với việc đầu tư của tập đoàn Đại Tài, Hạ Tưởng đương nhiên luôn có thái độ hoan nghênh. Nhưng cũng nhắc nhở Thẩm Lập Xuân, đầu tư ở Thiên Trạch cũng có những rủi ro nhất định. Nếu như quan niệm chính trị của hắn có thể thực thi, thành phố Thiên Trạch phá vỡ được thế cục cứng nhắc trước đây, thì tòa thành Kinh Bắc có hy vọng có được thành công lớn. Nếu quan niệm chính trị gặp phải trở ngại, khó thực thi được, tòa thành Kinh Bắc có thể thành công hay không còn khó nói. Thành Đạt Tài không phải người ngoài, Thẩm Lập Xuân cũng vậy, đối với tập đoàn Đạt Tài, Hạ Tưởng rất có cảm tình, không thuần túy chỉ là bước đệm thành công của hắn. Vì vậy hắn nói ra thực tế, không giả bộ để lừa lọc, cũng là tinh thần trách nhiệm đối với mỗi khoản đầu tư. Thẩm Lập Xuân lại cảm thấy cảm động bởi Hạ Tưởng tuy là thị trưởng của một thành phố nhưng vẫn rất thẳng thắn, chân tình với bạn bè. Tiểu Ngũ cũng đã thuê mặt bằng ở Thiên Trạch, lấy danh nghĩa bất động sản Giang Sơn để khảo sát thị trường. Hạ Tưởng liền bảo y cùng với Thẩm Lập Xuân tiếp tục ở lại Thiên Trạch khảo sát thị trường. Sở dĩ không có cán bộ chính quyền ra mặt, là vì chỉ có chính mình tự tìm hiểu, những điều nhìn thấy nghe được mới thực tế nhất, một khi có chính quyền ra mặt, thì sẽ có những sắp đặt giả dối. Buổi tối Hạ Tưởng lại ngồi cùng Vệ Tân, mấy ngày nay Vệ Tân lúc nào cũng kề cận hắn. Cũng giống như tất cả phụ nữ, luôn đeo bám quấn lấy Na Hu. Nhưng xuất hiện một tình hình nguy hiểm, lúc Hạ Tưởng đang ngồi cùng Vệ Tân, đột nhiên Liên Nhược Hạm gọi điện đến tìm Vệ Tân, kết quả thanh âm thở gấp gáp của Vệ Tân khiến Liên Nhược Hạm hoài nghi cô đang làm gì, cũng may Hạ Tưởng ở một bên ra hiệu, nhắc nhở Vệ Tân nói đang chạy bộ mới qua được. Bởi mấy ngày gần đây bận rộn với việc xử lý chuyện tuyết rơi, Trần Khiết Văn cũng có chuyện quay về Bắc Kinh, hội nghị thường vụ kéo dài đến một tuần sau mới chính thức mở ra. Điểm khác với những lần hội nghị trước chỉ hi hi ha ha cười nói là, hôm nay vừa bắt đầu họp, không khí hội nghị lại vô cùng nghiêm túc, giống như bị đóng băng vậy. Tất cả mọi người đều biết nội dung buổi họp hôm nay, cũng biết, hội nghị ngày hôm nay chắc chắn không nhẹ nhàng, hơn nữa còn có thể có ngòi nổ nào đó được châm lên. Bởi ngay cả thị trưởng Hạ ngày thường vẻ mặt ôn tồn, cũng lộ vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Chương 928, ván thứ nhất, thất bại. Trần Khiết Văn chủ trì hội nghị, sau khi kết thúc những lời mở màn, liền bắt đầu công bố những vấn đề cần thảo luận trong Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc. Thứ nhất là thảo luận về việc đề ra danh sách những người làm Cục trưởng Cục Đất đai, thứ hai biểu quyết về chính sách giúp đỡ 10 doanh nghiệp tư nhân của Ủy ban Nhân dân. Hai vấn đề thứ nhất còn được, không được xem là một việc quá lớn. Nhưng vấn đề nhân sự từ trước đến nay vẫn được xem rất nặng nề, lại là một chức vụ quan trọng như Cục trưởng Cục Đất đai,
chắc chắn là nơi để bí thư và thị trưởng tranh giành. Hơn nữa đều biết rằng, đây là lần đầu tiên bí thư Trần và thị trưởng Hạ tranh giành nhau trên vấn đề nhân sự, thắng bại này chứng tỏ ai có quyền chủ động về nhân sự. Từ trước đến nay nhân sự là vấn đề nhạy cảm của bí thư, thị trưởng Hạ cương quyết đề tên Khương Đào, lẽ nào thực sự chắc chắn? Bình thường nếu bí thư và thị trưởng đạt được thỏa hiệp, có thể không cần thông qua hội nghị thường vụ thảo luận. Chỉ cần sau khi công bố, không có ý kiến phản đối của ủy viên thường vụ quan trọng, về cơ bản tổ chức cán bộ liền gửi công văn đi. Nhưng cứ nhất quyết đưa ra thảo luận ở hội nghị thường vụ chứng tỏ một điều, bí thư và thị trưởng chưa thống nhất được, đồng thời cũng không có ai chịu nhượng bộ. Thật ra hội nghị thường vụ thảo luận cũng giống như những phiếu bầu trong Hội đồng Nhân dân, đều đã có nói trước với các ủy viên thường vụ, sau đó để các ủy viên thường vụ thiên lệch về lập trường của mình trong lúc biểu quyết. Thực tế với những tình huống thông thường, mặc dù nói bí thư nắm quyền hành, nhưng cũng phải tôn trọng ý kiến của số đông. Dù sao hội nghị thường vụ được thiết lập cũng vì ngăn chặn cơ chế bí thư độc đoán. Cũng không loại bỏ một phiếu quyền phủ quyết của bí thư. Nhưng trên cơ bản với những tình huống thông thường, không có bí thư nào làm như vậy. Bởi vì nếu tán thành hơn một nửa mà làm ra một phiếu phủ quyết, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng rất xấu đối với các lãnh đạo cấp trên. Một bí thư không nắm nổi đại cục mà phải dùng đến phiếu phủ quyết, sẽ khiến lãnh đạo tỉnh nghĩ rằng đây chỉ là một đồng chí chỉ biết khinh suất độc đoán mà không biết đoàn kết mọi người. Trong ấn tượng của những ủy viên thường vụ đang ngồi đây, bí thư Trần từ trước đến nay chưa từng đụng đến một phiếu phủ quyết nào. Bí thư Trần rất trọng thanh danh. Nếu nói như vậy, hội nghị thường vụ hôm nay chỉ thi đấu xem người ủng hộ của bên nào nhiều hơn. Thị trưởng Hạ nhất định thua. Còn vấn đề giúp đỡ 10 doanh nghiệp tư nhân, càng không có ai xem trọng, nhất là Thường Hào và Hứa Phạm Hoa liếc mắt nhìn nhau, cả hai người đều toát lên thần sắc khinh thường. Sốt cuộc thị trưởng Hạ trẻ tuổi, kích động, không suy nghĩ, làm ra chính sách giúp đỡ 10 doanh nghiệp tư nhân gì đó, quả thật càn quấy mà thôi. Nguyên nhân các doanh nghiệp quốc doanh ở Thiên Trạch không nổi lên được, các vị đang ngồi đây, ngoài thị trưởng Hạ và Trần Thiên Vũ ra, có ai mà không biết. Lại giúp đỡ thêm 10 doanh nghiệp tư nhân khác nữa, chẳng phải tự mình chặn con đường tài lộc của mình sao, ai ủng hộ mới lạ. Có ai ngốc đến nỗi tiền đến tay mình rồi không kiếm lại để người khác kiếm. Đừng đùa nữa, đừng làm loạn lên nữa, thị trưởng Hạ, dừng đi thôi, thành phố Thiên Trạch vào đông, việc ít lòng nhàm chán. Khi không có việc gì uống một ly rượu, hát một bài, tìm thêm một người phụ nữ, sống những ngày tháng tiêu dao thật tốt biết bao, quan tâm đến phát triển kinh tế gì chứ. Phát triển rồi thì sao nữa, chẳng phải cũng phải làm công tác cải cách cách mạng giống nhau hay sao? Phía trên không có người, phát triển có tốt nữa cũng vô dụng, anh không cần phát triển cũng thăng quan được đấy thôi. Những danh sách người ứng cử cục trưởng cục đất đai sau đây, do đồng chí Từ Hâm xướng tên. Trần Khiết Văn trực tiếp đưa ra đề tài thảo luận thứ nhất, theo quy định, Từ Hâm sẽ công bố danh sách những người ứng cử, đồng thời nêu ra ý kiến của ban tổ chức cán bộ để các ủy viên thường vụ tham khảo, sau khi gã phát biểu, thì chính thức biểu quyết. Từ Hâm vẫn bộ dạng cũ, cầm tài liệu bắt đầu đọc. Ban tổ chức cán bộ thông qua lắng nghe ý kiến quần chúng, cẩn thận kiểm tra, đề tên Phó Cục trưởng Cục Đất Đai Vương Cảnh Lược, Phó Cục trưởng Khương Đào làm người ứng cử cho vị trí Cục trưởng Cục Đất Đai. Đồng chí Vương Cảnh Lược điềm đạm, chín chắn, kinh nghiệm công tác phong phú, có tính nguyên tắc, đảm nhiệm chức Phó Cục trưởng Cục Đất Đai đã nhiều năm, cần cù cẩn thận, được mọi người khen ngợi. Hơn nữa đồng chí hết mình vì việc công, yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, là một cán bộ tốt, đảng viên tốt, đồng chí tốt có thể tin tưởng được. Đánh giá của ban tổ chức cán bộ đối với Vương Cảnh Lược không hề thấp, trong lòng mỗi người đều đã có tính toán, trưởng ban Từ vẫn luôn theo sát bí thư Trần. Ngay bước khởi đầu thị trưởng Hạ đã rất sau rồi. Năng lực nghiệp vụ của đồng chí Khương Đào rất tốt, trẻ trung khỏe mạnh, tác phong kiên cường. Nhưng so với đồng chí Vương Cảnh Lược, kinh nghiệm không bằng. Quan hệ giữa Hạ Tưởng và Từ Hâm tiến triển không lớn, cũng không vì sự thân thiết của Trương Vưu với Hạ Tưởng mà thân thiết hơn. Tính phức tạp trên phương diện chính trị không phải chỉ vì một hai bữa cơm hay vì một chuyện có ích lợi mà thay đổi được. Về cơ bản đã có thể nghe được kết luận của ban tổ chức cán bộ, có khuynh hướng nghiêng về Vương Cảnh Lược. Từ Hâm cũng có ý tứ, khi phát biểu xong, gật đầu một cái với Trần Khiết Văn, cũng không quên gật một cái với Hạ Tưởng, dường như lập trường không nghiêng về ai. Hạ Tưởng cũng sớm dự liệu được lập trường của Từ Hâm, còn cười với Từ Hâm. Từ Hâm không ngờ thị trưởng Hạ có đáp lại, khó tránh khỏi hơi bối rối,
sau đó lại cảm thấy mình thể hiện hơi quá, liền vội vàng trấn tĩnh. Người thứ hai lên tiếng là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Bì Bất Hưu. Thảo luận trong hội nghị thường vụ thông thường không theo một thứ tự nào, chỉ có thời điểm biểu quyết mới có những quy củ đã được quy định sẵn cần phải tuân thủ, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy, còn tùy vào lãnh đạo từng vùng. Trần Khiết Văn thường chú trọng đến những văn bản lớn mà quên đi những tình tiết nhỏ, lúc họp không chú ý nhấn mạnh tính kỷ luật trong tổ chức, vì vậy Bì Bất Hưu không nhẫn nại nổi đành làm người phát biểu thứ hai, cũng cần phải thể hiện quan hệ thân thiết giữa lão và bí thư Trần. Đồng chí Vương Cảnh Lược trước đây tôi đã từng tiếp xúc, ông thành khẩn với người khác, nhiệt tình trong công việc, đối đãi với các đồng chí khác rất nhiệt thành, hơn nữa cũng đã vất vả làm trong cục đất đai mười mấy năm, công lao to lớn. Nếu không phải ông ấy làm cục trưởng, thì sẽ phụ lòng rất nhiều đồng chí. Đúng vậy, Bí Thư Bì nói rất đúng. Hứa Phạm Hoa liền nhảy vào, đồng thời cũng thể hiện lập trường kiên định của gã. Hơn nữa gã còn cố ý liếc nhìn Dương Kiếm, dường như muốn nói hai đề tài thảo luận hôm nay, đều khó tránh khỏi kết cục thất bại. Đi theo thị trưởng Hạ, chẳng khác nào lên thuyền của kẻ trộm. Vương Cảnh Lược là người phù hợp nhất với vị trí cục trưởng cục đất đai. Đánh giá của tôi đối với đồng chí Vương Cảnh Lược chỉ có mấy từ, năng lực mạnh, làm được việc. Người thứ hai cũng đã có đánh giá cao rồi, tình thế của Khương Đào hoàn toàn không ổn. Bí thư Đảng ủy Công an kiêm Cục trưởng Công an Bùi Nhất Phong cười ha hả. Không nói nữa, tuyệt đối là Lão Vương. Lão Vương là người rất đáng tin cậy, có tính quyết đoán, tôi chỉ đánh giá hai chữ về ông ấy, gương tốt đấy. Thường Hào cười nói. Cục trưởng Bùi. Gương tốt đấy, là ba chữ, ông đang chê bai chúng tôi không biết đếm số, hay bản thân ông hồ đồ rồi. Nụ cười của y rất tùy tiện rất thoải mái, là một loại, trong lúc nói chuyện, không gian trở nên vô nghĩa, rất đắc ý, hiển nhiên đã hoàn toàn nắm vững thắng lợi của hôm nay, hơn nữa còn cho rằng thắng lợi này có được mà không hề mất chút công sức nào. Tuy vừa rồi ông đã nói sai con số, nhưng tôi cũng rất tán thành với quan điểm của ông, đồng chí Vương Cảnh Lược quả thật là một gương tốt. Vương Cảnh Lược có được 3 phiếu rồi, Khương Đào gần như chỉ làm nền, không người nào đánh giá gì. Tôi vẫn ủng hộ đồng chí Khương Đào, ông ấy có tinh thần khai thác hơn. Trần Thiên Vũ nhẹ nhàng nói một câu, sức lực rõ ràng không đủ, dường như không còn hy vọng gì đối với việc Khương Đào có thể được bổ nhiệm nữa. Dương Kiếm cũng uể oải nói một câu. Ưu thế của Khương Đào lớn hơn một chút, tôi ủng hộ ông ấy. Sau đó cũng không nói gì thêm. Không giống như bình thường chỉ điểm này nọ, bình phẩm vài câu. Không ít người đã nhìn thấy được, cục diện của thị trưởng Hạ đã có dấu hiệu tan tác, một Trần Thiên Vũ đi đầu và một người tùy tùng như Dương Kiếm đều không có đủ niềm tin nữa, người khác còn làm sao có thể ủng hộ Khương Đào được. Tuy nhiên điều khiến nhiều người giật mình là, Ngô Minh Nghị đột nhiên dõng dạc nói. Thành phố Thiên Trạch không những là một thành phố có bộ máy lãnh đạo có độ tuổi lớn, bình quân trong 13 thành phố cấp tỉnh. Thì xếp đầu tiên trong bảng xếp hạng. Nhưng đồng thời kinh tế Thiên Trạch lại đứng thứ hai từ dưới lên, năm ngoái đứng thứ nhất. Tôi nghĩ, giữa kinh tế đứng thứ nhất từ dưới lên và độ tuổi ban lãnh đạo đứng đầu, có phải có liên quan gì với nhau không? Liệu có phải vì tuổi tác chúng ta quá lớn, tư tưởng cứng nhắc, quan niệm lạc hậu mới khiến thành phố Thiên Trạch năm nào cũng hô khẩu hiệu nhưng năm nào cũng không thoát khỏi tình trạng nghèo khổ như thế này không? Tiếp theo, lão lại đổi một giọng điệu thấm thía. Các đồng chí, mặc dù thị trưởng Hạ đến đây, bởi vì anh ta còn trẻ tuổi, kéo độ tuổi bình quân trong bộ máy chúng ta xuống mấy tuổi, nhưng vẫn là một thành phố đứng đầu về độ tuổi trong 13 thành phố, chúng ta xấu hổ, vô cùng xấu hổ. Nhưng hiển nhiên nhiều người trong số chúng ta vẫn chưa ý thức được điều này, vừa nhắc đến vấn đề cán bộ liền ôm khư khư quan niệm cũ, truyền thống cũ. Vừa nói đến các đồng chí lớn tuổi liền nói đến chín chắn thành thục, chỉ có thành thục mà không có tinh thần làm mới. Thì đi thẳng vào viện dưỡng lão cho rồi, còn làm lãnh đạo gì nữa? Lãnh đạo là người đứng đầu sóng ngọn gió, không phải là một lão tặc ngăn cản xã hội phát triển. Những ủy viên thường vụ tuổi đã trên 50, bao gồm cả Trần Khiết Văn, sắc mặt đồng loạt biến đổi, nhìn Ngô Minh Nghị với ánh mắt phẫn nộ. Lời nói của Ngô Minh Nghị quá làm tổn thương người khác, quả thực đã vạch miệng vết thương lại còn sát thêm muối, là một loại đả kích không thèm nể mặt đối với các đồng chí lớn tuổi. Già mà không chết là ăn bám mắng chửi người khác quá thâm độc. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Lôi Nhất Đại tuổi lớn nhất, nhưng lại không hề đỏ mặt, ngược lại còn lớn tiếng khen hay. Hay, nói rất hay, có những vị trí quan trọng nhất định phải trọng dụng người trẻ tuổi.
bộ máy chính quyền, các cơ quan trực thuộc thành phố, các cục, đều dùng những người già không được việc gì như tôi, làm sao có thể phát triển được. Nói thật, nhiều lúc tôi cũng tự cảm thấy bản thân mình quá lớn tuổi rồi, sớm đã nên nhường vị trí lại cho những người trẻ tuổi. Chỉ biết mình mà không biết người cũng không phải đức tính tốt, là một bệnh xấu. Nhưng mặt trận tổ quốc cần có những cán bộ lão thành mới làm tốt được. Nhưng có những bộ phận, ví dụ cục đất đai, tôi tán thành để đồng chí Khương Đào nhậm chức. Tuổi trẻ tài cao, từ trước tới nay chưa từng nghe nói lớn tuổi tài cao bao giờ. Lời nói của Ngô Minh Nghị sắc bén, cay độc, lời nói của Lôi Nhất Đại lại đùa cợt, châm chọc. Mấu chốt là Lôi Nhất Đại còn lấy bản thân mình làm ví dụ, vừa nói xong đã ngăn không ít những lời phản đối đối với ý kiến của Ngô Minh Nghị. Sắc mặt Trần Khiết Văn càng ngày càng tối. Không cần đi quá xa như vậy, đừng so sánh khập khiễng, cái gì mà trẻ tuổi lớn tuổi, đều không phải vấn đề. Lãnh đạo tỉnh còn lớn tuổi hơn chúng ta, lẽ nào họ cũng không có tinh thần khai thác sao, như vậy thì lãnh đạo chúng ta không thể tiến bộ được rồi. Hạ Tưởng cười ha hả. Chủ tịch Tống còn nhỏ tuổi hơn nhiều người đang ngồi ở đây, ngay cả bí thư Phạm cũng còn không lớn tuổi bằng trưởng ban Lôi. Trần Khiết Văn giống như bị sặc nước, mặt đỏ ửng lên. Không được thảo luận những đề tài không liên quan, bây giờ chính thức biểu quyết, tôi bỏ một phiếu cho Vương Cảnh Lược. Hạ Tưởng cũng không yếu thế. Tôi bỏ một phiếu cho đồng chí Khương Đào. Trước tình hình bí thư tỏ rõ thái độ ủng hộ Vương Cảnh Lược, thị trưởng lại nêu tên một người khác, chính thức công bố sự chia rẽ giữa bí thư và thị trưởng. Ngô Minh Nghị cũng nói. Tôi bỏ một phiếu cho Khương Đào. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Bì Bất Hưu. Tôi bỏ một phiếu cho đồng chí Vương Cảnh Lược. Sau đó các ủy viên thường vụ đều lần lượt bỏ phiếu, không ngoài dự liệu, mặc dù tranh luận kịch liệt. Hơn nữa Ngô Minh Nghị và Lôi Nhất Đại còn náo loạn một phen, nhưng kết quả đầu phiếu vẫn là Vương Cảnh Lược thắng, tổng cộng 8 phiếu. Người ủng hộ ngoài Trần Khiết Văn và Bì Bất Hưu ra, các ủy viên thường vụ khác là Phó Thị trưởng Hứa Phạm Hoa, trưởng ban tổ chức cán bộ Từ Hâm, Bí thư Đảng ủy Công an kiêm Cục trưởng Công an Bùi Nhất Phong, trưởng ban truyền thông Thường Hào, tư lệnh viên phân quân khu Lãnh Dương và Bí thư quận ủy quận Đông Kiều Hồ Vĩnh Siêu. Vì vậy có thể rút ra kết luận, thành ủy thành phố Thiên Trạch với thái độ rõ ràng của thị trưởng Hạ, sự phân chia thế lực bước đầu được hình thành. Ít nhất chứng tỏ về vấn đề nhân sự, những người kể trên cũng đứng cùng một phía với Trần Khiết Văn. Ngay cả Dương Kiếm cũng không hiểu, đồng thời cũng âm thầm lo lắng. Thị trưởng Hạ rõ ràng không qua được hội nghị thường vụ, tại sao lại muốn đệ trình lên hội nghị thường vụ để thảo luận, chẳng phải tự mình rước nhục sao? Thấy bí thư Trần có vẻ vui mừng, lại còn nụ cười nhạt nơi khóe miệng Hứa Phạm Hoa. Sự đắc ý khi ngồi dựa vào ghế của Bùi Nhất Phong cho đến vẻ mặt khinh miệt của Bì Bất Hưu, đều cho thấy sự thất bại lần này là sự đả kích lớn về uy quyền của thị trưởng Hạ. Đừng nói tiếp theo đây, vấn đề thứ hai có được thông qua hay không, mà sự thất bại trong chiêu đầu tiên, trong một thời gian dài sẽ gây ảnh hưởng đến quyền uy của thị trưởng Hạ. Đừng nói Dương Kiếm không hiểu, ngay cả Lôi Nhất Đại cũng nghi ngờ liếc nhìn Hạ Tưởng mấy lần. Thấy Hạ Tưởng vẫn vẻ mặt kiên định, không hiểu cũng đã thua rồi. Còn có gì có thể trấn tĩnh được nữa. Trần Khiết Văn nghĩ Hạ Tưởng có nhiều thủ đoạn cương quyết, mạnh mẽ, hóa ra cũng chỉ được như vậy thôi, trong lòng lại xem nhẹ Hạ Tưởng. Không khỏi nhớ lại bộ dạng kích động vì hồng nhan của Hạ Tưởng ở Bắc Kinh, liền nghĩ Hạ Tưởng có giả vờ trấn tĩnh, có ô dù như thế nào, cho dù còn trẻ tuổi có tài cao, nhưng cũng có rất nhiều khiếm khuyết, chính là ỷ vào những điều chưa chắc chắn. Đợi đến lúc đề tài thảo luận thứ hai bị phủ quyết rồi, uy quyền của thị trưởng Hạ ở thành ủy không những bị giảm đi rất nhiều, mà trong bộ máy ủy ban nhân dân cũng bị người khác đánh giá thấp đi nhiều. Đừng thấy những phó thị trưởng khác ngoài mặt cung kính với thị trưởng, thực tế họ lại là những người thực tế nhất, vừa thấy thị trưởng bị bí thư quản chế, lập tức sẽ dựa vào bí thư. Bước tiếp theo của thị trưởng Hạ, nguy hiểm rồi, Trần Khiết Văn lại khôi phục một chút sự tự tin, khẽ mỉm cười. Tiếp theo sẽ tiến hành thảo luận đề nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố. Nói xong, bà liền thể hiện uy thế của một nhân vật đứng đầu. Ý kiến của tôi là, đề nghị của thị trưởng Hạ rất tốt, điểm xuất phát cũng rất chính xác, ý chí rất cao, nhưng quá nóng vội, chỉ vì cái lợi trước mắt. Tôi cũng không phải phản đối, mà cảm thấy cần phải có một chút sửa đổi, ví dụ giảm bớt 5 doanh nghiệp tư nhân, ví dụ về mặt miễn giảm thuế thu nhập, nên chậm rãi hơn một chút, v.v. Đương nhiên, chỉ là ý kiến của bản thân tôi, không thể quá chính xác, nêu lên để các đồng chí tham khảo.
Nói là ý kiến của cá nhân cho mọi người cùng tham khảo, nhưng thật ra đang ám chỉ, bí thư thành ủy không tán thành đề nghị của thị trường. Vẻ mặt Hứa Phàm Hoa cũng có vài phần đắc ý, dường như tất cả những sự lạnh nhạt trong hội nghị thường vụ ủy ban nhân dân cũng đã đòi lại được sự công bằng vậy. Hạ Tưởng lên tiếng. Bí thư Trần nói cũng có điểm có lý, nhưng rõ ràng bí thư Trần chưa ý thức được những khó khăn nghiêm trọng hiện nay mà thành phố Thiên Trạch đang phải đối mặt. Chúng ta suốt ngày ở trong tòa nhà thành ủy, xem văn kiện và tạp chí, thật ra, khoảng cách giữa chúng ta và người dân quá xa, cơ bản không biết được họ đang nghĩ gì, mong ước gì. Ngày nào chúng ta cũng đàm luận tin tức, nói phải cải cách mở cửa, nói phải phát triển kinh tế, nói phải nâng cao đời sống nhân dân, v.v. Nhưng người dân không muốn nghe những lời đao to búa lớn như vậy. Trong mắt họ, anh nói 1.000-10.000, không thực tế bằng cho họ thấy thu nhập mỗi tháng thêm 100 tệ, không bằng mỗi bữa cơm cho họ thêm một món rau, như vậy họ sẽ cảm động hơn nhiều. Chúng ta chỉ đứng ở lập trường nói chuyện, miệng đầy lời lớn lao, nhưng đều là những lời vô nghĩa. Còn nói rất rõ ràng ý vị, nhưng lại không biết người dân nghe vào thấy buồn nôn, trước mắt thì cười, nhưng sau lưng lại chửi rủa. Thành ủy Thiên Trạch trước khi thị trưởng Hạ đến, vẫn là một đoàn thể yên ấm. Chỉ thị tinh thần của bí thư Trần chính là chỉ thị cao nhất, chỉ cần bí thư Trần lên tiếng, phía dưới chắc chắn đều là tiếng phụ họa. Tiếng tán thành, tán thưởng, nịnh bợ vang bên tai không dứt, hơn nữa còn nâng lời nói của bí thư Trần lên một điểm cao ngất không gì sánh được. Đương nhiên, cũng là loại thái độ thường thấy trong chốn quan trường, trong bất kỳ một bí thư nào một người đứng đầu thành phố nào. Tất cả mọi người ngoài mặt đều gìn giữ quyền uy của bí thư. Nhưng sau khi thị trưởng Hạ đến, lời nói hoài nghi bí thư nhiều hơn hẳn. Mọi người dường như đột nhiên tỉnh ngộ, nghe thị trưởng Hạ nói xong mới biết thì ra bí thư Trần vốn dĩ không hoàn mỹ như vậy. Nghĩ lại liền hiểu ra, trên thế giới nào có người hoàn mỹ, đều là tự con người thần hóa nên mà thôi, đều tự cho thần thánh rồi làm mở hai mắt. Trong tình huống thị trưởng Hạ bị thua một ván, liền tiếp tục khiêu chiến quyền uy bí thư Trần. Khí chất hắn ở đâu mà có? Lẽ nào còn ngại vừa rồi thua chưa đủ thảm, còn muốn tiếp tục thua thảm hại ở ván thứ hai? Hạ Tưởng không quan tâm đến những suy đoán vô căn cứ của mọi người, tiếp tục nói. Thành phố Thiên Trạch không thể cứ giữ mãi bộ mặt tuổi tác bình quân lớn nhất nhưng kinh tế lạc hậu nhất mà không chịu bỏ, tức là châm chọc với độ tuổi bình quân lớn nhất của Thiên Trạch. Bởi vì người ta thường nói, nhà có người già, như có bảo vật. Thành phố Thiên Trạch chúng ta có vô số bảo vật, tại sao không thể suy nghĩ rộng hơn, đưa nền kinh tế đi lên? Lẽ nào chúng ta đều sống vô nghĩa như vậy? Phì! Thường Hào không nhịn được, cười thành tiếng, y thật ra cũng có ý tứ, suy nghĩ sinh động, ham vui ham náo loạn. Trước tiên bất luận đứng trên lập trường của ai, chỉ cần lời nói của ai đáng cười, y liền cười. Xin lỗi, thị trưởng Hạ mời tiếp tục, thật ngại quá, tôi lại nghĩ đến một chuyện khác. Y ngại nói ra y đang nghĩ gì, nếu nói ra, chắc chắn sẽ bị mọi người công kích, bởi vì y cười chính là tất cả số tuổi sống được đều làm thân con chó. Bộ máy ủy ban mới phải phá vỡ tình trạng sơ cứng, phải dẫn dắt thành phố Thiên Trạch thoát khỏi nghèo nàn, quyết tâm rất lớn, hơn nữa mục tiêu kiên định, loại bỏ hết mọi khó khăn, không sợ hy sinh, đi tìm kiếm thắng lợi. Cuối cùng thị trưởng Hạ vung tay. Tôi kiến nghị mọi người cùng suy nghĩ cẩn thận đề nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố, không những có liên quan đến lợi ích của mấy chục ngàn nhân dân thành phố Thiên Trạch, còn liên quan đến thành tích và thanh danh của các vị đang ngồi đây. Làm một chức quan, tạo phúc một phương, chim nhạn để tiếng, người phải lưu danh. Trần Khiết Văn nheo mắt, không thể không thừa nhận lời nói của Hạ Tưởng rất có động lực thúc đẩy. Bà rõ ràng cũng biết được đề nghị của Hạ Tưởng có thể mang đến lợi ích lớn cho Thiên Trạch. Nhưng đối với cá nhân bà lại không hề có lợi ích gì, bà nhất định phải ngăn cản. Tiếp theo sẽ bắt đầu biểu quyết. Trần Khiết Văn là người đầu tiên giơ cao cánh tay phải. Tôi phản đối. Chương 929, khiếp sợ, thay đổi lớn, thất bại. Bí thư thành ủy giơ cao tay phải, tượng trưng cho ngòi pháo đầu tiên của thế lực cũ ở Thiên Trạch hướng về Hạ Tưởng. Thật ra với cách nghĩ của Trần Khiết Văn, bà cũng không muốn quá cứng nhắc với Hạ Tưởng trong chuyện này. Nhưng lời phát biểu vừa rồi của Hạ Tưởng khiến bà không vui, bà cũng không muốn cho Hạ Tưởng vui vẻ. Cũng không thèm quan tâm đến sự hàm xúc và nghệ thuật lãnh đạo nữa, trực tiếp phủ quyết. Tôi tán thành cả hai tay. Hạ Tưởng không hề buồn bực, vẻ mặt mỉm cười, giơ hai tay lên thật. Cũng không biết trong hồ lô của thị trưởng Hạ bán thuốc gì, trong lòng Trần Khiết Văn nghi hoặc không hiểu,
lẽ nào hắn còn cho rằng có khả năng thông qua được biểu quyết. Nên tỉnh lại đi, người trẻ tuổi, đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. Giúp đỡ doanh nghiệp tư nhân là chuyện tốt, đề nghị của thị trưởng Hạ rất tốt, chắc chắn có thể mang lại hình tượng mới cho Thiên Trạch, tôi hoàn toàn tán thành. Ngô Minh Nghị tán thành cũng đã nằm trong dự kiến, y phần lớn trong các việc lớn đều đi sát theo bước chân của thị trưởng Hạ. Nếu nói sự ủng hộ của Ngô Minh Nghị đều nằm trong dự đoán của mọi người, thái độ tiếp theo của Bì Bất Hưu khiến mọi người đều mở rộng tầm mắt, đặc biệt là Trần Khiết Văn, kinh ngạc đến nỗi suýt chút nữa đứng lên giáp mặt chất vấn Bì Bất Hưu bị phát điên hay sao, tại sao lại tán thành đề nghị của thị trưởng Hạ. Bì Bất Hưu cũng lười liếc mắt, dường như đang suy nghĩ nhiều lắm, nhưng lời nói ra lại khiến mọi người trợn mắt há miệng. Ủy ban Nhân dân thành phố đề ra chính sách giúp đỡ 10 doanh nghiệp tư nhân là việc lợi nước lợi dân, vì sao không ủng hộ? Không ủng hộ tức là không muốn vực dậy nền kinh tế Thiên Trạch, tôi hoàn toàn ủng hộ. Thượng Hào vốn dĩ đang cười thầm vì lời phát biểu vừa rồi của Hạ Tưởng, Bì Bất Hưu vừa lên tiếng, miệng của y liền há to, vẻ mặt kinh ngạc rất buồn cười, giống như ăn phải cái gì đó không thể tiêu hóa nổi vậy. Y cứ ngẩn mặt nhìn Bì Bất Hưu, vẻ mặt không thể tin nổi lão Bì làm sao vậy, là quá hồ đồ hay uống nhầm thuốc. Bì Bất Hưu đương nhiên không hồ đồ, càng không phải uống nhầm thuốc, lão hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ có điều sau khi phát biểu, vẻ mặt rất sâu lắng, lại dường như rất thần bí làm người khác khó hiểu. Trong lòng Trần Khiết Văn chợt cảm thấy bất ổn. Còn chưa kịp suy nghĩ nguyên nhân sâu xa bên trong, Dương Kiếm liền lên tiếng. Chỉ cần là những chính sách có lợi cho sự phát triển của nền kinh tế, lập trường của tôi là ủng hộ mạnh mẽ. Sự ủng hộ của Dương Kiếm là một việc hoàn toàn biết trước được, không ai kinh ngạc. Sau Dương Kiếm, chính là Bí thư Đảng ủy Công an kiêm Cục trưởng Công an Bùi Nhất Phong. Bởi vì có sự phản bội đột ngột của Bì Bất Hưu, thái độ của Bùi Nhất Phong liền trở nên rất quan trọng, ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người gã. Bùi Nhất Phong thu hồi vẻ mặt khác thường, nghiêm trang nói. Qua suy xét kỹ lưỡng, tôi cho rằng sự đi lên của nền kinh tế không thể thoát khỏi sự ủng hộ về mặt chính sách. Thị trưởng Hạ dũng cảm gánh trọng trách, có gan làm mới, chúng ta nhất định phải đứng sau lưng anh ấy, giúp đỡ anh ấy một tay. Tôi ủng hộ một phiếu. Bộp, một tiếng, cây bút máy trong tay Trần Khiết Văn rơi xuống bàn, mực bắn tung tóe lên quần Hạ Tưởng. Cũng may Hạ Tưởng mặc quần đen nên màu sắc không quá rõ ràng. Hạ Tưởng nhận thấy rồi, nhưng Trần Khiết Văn không hay biết gì, bà đầy kinh ngạc nhìn Bùi Nhất Phong, vẻ kinh ngạc trong lòng không thể nào hình dung được. Bùi Nhất Phong tại sao lại ủng hộ thị trưởng Hạ? Tại sao như vậy, Hạ Tưởng đã làm thủ đoạn gì sau lưng, khiến Bì Bất Hưu và Bùi Nhất Phong từ trước đến nay rất thân thiết với bà đều lần lượt lâm trận quay giáo, hơn nữa trước đó cũng không hề nói năng gì, thủ đoạn rất kinh người. Vừa rồi còn tưởng Hạ Tưởng chẳng qua cũng chỉ suy nghĩ như vậy thôi. Bây giờ nghĩ lại mới biết đằng sau nụ cười vô hại của Hạ Tưởng, cũng có những bầy mưu tính kế, đối nhân xử thế không ai biết được. Không chỉ có Trần Khiết Văn thất thố, Hứa Phàm Hoa lúc nãy còn dương dương tự đắc vẻ mặt cũng kinh ngạc vô cùng, tại sao lại thế này? Tại sao ngay cả Bí thư Trần cũng không khống chế nổi cục diện? Tại sao có khả năng cả Bì Bất Hưu và Bùi Nhất Phong đều chuyển hướng sang ủng hộ thị trưởng Hạ? Tiếp theo vốn dĩ nên là Từ Hâm lên tiếng. Nhưng dưới tình thế cấp bách không khống chế được, Hứa Phàm Hoa lại giành lên tiếng trước. Tôi phản đối, mọi người không cần quá vội vã tỏ thái độ, nên thận trọng suy nghĩ lại, đừng chịu sự kích động của người khác, càng không nên đưa ra những quyết định trái với lương tâm. Trong sự hoảng loạn, lời phát ngôn của gã rõ ràng mang theo khuynh hướng cá nhân và công kích. Đồng chí Phàm Hoa, nói chuyện phải chú ý hoàn cảnh và sự ảnh hưởng, mỗi người đều có sự phán đoán của riêng mình. Lúc phát biểu ông đừng để khuynh hướng cá nhân của mình thể hiện quá nghiêm trọng. Từ Hâm bất mãn nhìn Hứa Phàm Hoa, rất không vui với việc gã giành phát biểu trước. Trong chốn quan trường trước những trường hợp trang nghiêm đều rất chú trọng đến thân phận và thứ tự. Đề nghị của thị trưởng Hạ vốn dĩ rất có lợi cho sự phát triển kinh tế của Thiên Trạch, có lợi cho những doanh nghiệp tư nhân có thực lực có hy vọng bước ra khỏi Thiên Trạch, hòa nhập với tỉnh, tại sao không ủng hộ? Tôi ủng hộ cả hai tay. Thường Hào rốt cuộc không nhịn nổi nữa, loạn rồi, loạn rồi. Mấy việc trước đây Từ Hâm đều đi theo Bí thư Trần, bây giờ gã và Bì Bất Hưu, Bùi Nhất Phong cùng nhau phản bội, rốt cuộc là nơi nào không ổn. Tại sao vừa rồi còn tận lực phản đối những người thị trưởng Hạ đề bạt, chớp mắt, lại kiên định đứng cùng một phía với thị trưởng Hạ. Ngay cả y nhiều năm cùng làm việc với Bì Bất Hưu, Bùi Nhất Phong,
Từ Hâm cũng không hiểu ba người bọn họ, là sợi dây thần kinh nào chạm mạch. Không phải y không biết, mà là lòng người biến hóa quá nhanh. Thường Hào liền giơ tay lên tiếng. Lời nói vừa rồi của Phàm Hoa cũng đúng, mọi người hãy bình tĩnh suy nghĩ lại, thử xem liệu bản thân mình có phải đứng trên lập trường công tư phân minh, liệu có phải có lợi ích cá nhân bên trong hay không, không nên vội vã tỏ thái độ. Hạ Tưởng thấy Thường Hào đi quá đà, hơn nữa giọng điệu lại không đúng lắm, liền trầm mặt. Thường Hào, có phải tỏ thái độ gì hay không còn chưa đến lượt ông chủ trì, chú ý thân phận của mình. Mặt Thường Hào lập tức đỏ lên, bối rối, không còn cách nào khác. Hạ Tưởng là thị trưởng, thông thường hội nghị thường vụ không phải bí thư chủ trì mà là thị trưởng chủ trì, thứ tự của y trong ủy viên thường vụ cũng không phải top đầu, thật sự không đến lượt y lên tiếng, liền cười ngượng ngùng. Rất xin lỗi thị trưởng Hạ, tôi nói sai rồi. Lần đầu tiên thấy thị trưởng Hạ phê bình người khác trước mặt nhiều người, mặt nghiêm khắc, ánh mắt toát ra sự uy nghiêm khiến không ít người trong lòng cả kinh, không khỏi thu hồi tâm trạng khinh thường. Thị trưởng Hạ dù có trẻ tuổi, hắn cũng đường đường là thị trưởng, là một nhân vật đứng thứ hai có quyền quyết định đối với toàn bộ Thiên Trạch, ai dám coi khinh hắn, sớm muộn cũng chịu thiệt thòi. Bí thư quận ủy quận Đông Kiều Hồ Vĩnh Siêu gật đầu với mọi người, sau đó mới nói. Có tranh luận là chuyện tốt, mỗi chính sách ra đời đều đi kèm với tranh luận và cãi vã, ra đời trong sự hoài nghi. Thường những chính sách ra đời trong sự tranh luận càng gay gắt, ảnh hưởng của nó về sau này lại càng lớn. Nghe lời lão nói có lẽ là phiếu ủng hộ rồi, không ngờ tiếp theo lại chuyển đề tài. Nhưng cụ thể với thành phố Thiên Trạch mà nói, có khi bước chân quá nhanh, lại mang lại hậu quả nghiêm trọng. Cá nhân tôi cho rằng chính sách của thị trưởng Hạ không phải không thể thực hiện, mà phải chậm rãi. Hoặc là nói, trước tiên nên nâng đỡ 5 doanh nghiệp. Phát biểu của tôi đã xong, không ủng hộ cũng không phản đối, xem như phiếu chống. Tình hình này đã có 5 người ủng hộ. Lại có một người bên cạnh Trần Khiết Văn bỏ phiếu chống, cũng tương đương với một đòn cảnh cáo với Trần Khiết Văn. Đả kích quá lớn. Tuy không thể lấy một lần thắng bại để luận anh hùng, nhưng tất cả mọi người đều có thể nhận thấy được, sự kinh ngạc trên mặt Trần Khiết Văn, sự phẫn nộ và khó hiểu không thể giả vờ được. Có thể chứng minh, thế cục đột biến hôm nay, hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Bí Thư Trần. Ở thành phố Thiên Trạch, Bí Thư Trần vẫn nắm đại cục trong tay. 2-3 năm nay không hề có ai lay động quyền uy của bà. Mọi người trong thành ủy đều âm thầm nói bà là một con muỗi, bởi vì bình thường đừng thấy một con muỗi không là gì, nếu bị đốt một cái thật sự rất khó chịu. Đồng thời ý nghĩa hàm ẩn là, chỉ có muỗi mẹ mới đốt người. Mấy năm nay mọi người tuy rằng đều lo lắng bị muỗi đốt, cũng may bà cũng không dễ dàng đốt người, chỉ có điều lúc nào cũng bay qua bay lại ong ong bên tai người khác để nhắc nhở họ quyền uy của bà không dễ dàng xâm phạm. Không ngờ, một thị trưởng Hạ nhậm chức 2 tháng, lúc nào cũng ôn hòa, khiêm nhường, đột nhiên lại ra tay đập con muỗi này, lẽ nào không chịu nổi tiếng ong ong thị uy của nó nữa rồi. Điểm khác với thành phố Lăng còn có phe trung gian là, thành phố Thiên Trạch gần như không có phe trung gian ngoại trừ Lôi Nhất Đại, lão tuy là ủy viên thường vụ, nhưng thực quyền lại nhỏ nhất, tính tình lại có chút cổ quái không phải bảo thủ thì là cấp tiến, không có người cùng phe. Vì vậy sau khi nhóm người bị bất hưu tỏ thái độ, Dương Kiếm kinh ngạc thì không cần phải nói, ngay cả Lôi Nhất Đại cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lão trợn mắt, nhìn mọi người cả nửa ngày, muốn giơ tay phát biểu, lại ý thức được vẫn chưa đến lượt lão phát biểu, liền nhìn về phía Trần Thiên Vũ. Trần Thiên Vũ nói, tôi rất ủng hộ đề nghị của thị trưởng Hạ, đối với sự nhìn xa trông rộng của thị trưởng Hạ, tôi có sự trải nghiệm. Lúc ở quận Hạ Mã, thị trưởng Hạ đã đưa ra không ít đề nghị về mặt kinh tế. Lúc đó tôi cũng không hiểu, cho rằng quá vội vàng, bước quá nhanh, nhưng quay đầu lại nhìn, quyết định lúc đó của thị trưởng Hạ hoàn toàn đúng đắn. Bây giờ quận Hạ Mã tổng giá trị sản xuất một năm cũng đã gần bằng với toàn bộ Thiên Trạch. Các đồng chí, số liệu chỉ là khô khan, nhưng số liệu lại là sự phản ánh khách quan nhất của sự thật. Cả một thành phố của chúng ta lại không bằng một quận, tôi cảm thấy rất mất mặt, hy vọng đề nghị của thị trưởng Hạ sớm được thực hiện. Mặt Trần Khiết Văn như phát sốt. Trần Thiên Vũ lại đánh một phát, còn rất dùng lực mà đánh. Nhưng bà lại không có lời nào để nói. Thành phố Thiên Trạch quả thật quá lạc hậu thì phải bị đả kích, biện minh cũng vô dụng, có biện minh hơn nữa cũng vẫn nghèo nàn. Người nghèo thì không còn gì để nói. 6 phiếu ủng hộ rồi, thêm một phiếu nữa là hơn một nửa, Trần Khiết Văn nhìn lướt qua Lôi Nhất Đại và Lãnh Dương của quân phân khu,
trong lòng không khỏi đau khổ nghĩ, thua rồi sao? Ở Thiên Trạch gần 3 năm rồi, một người từ trước tới nay chưa có cuộc chiến nào không giành thắng lợi như bà, lại thua sao? Sao có thể? Lôi Nhất Đại chắc chắn là một phiếu tán thành, Lãnh Dương cho dù phản đối cũng không làm nên được chuyện gì. Suy nghĩ trong lòng bà như vậy nên cảm thấy rất nặng nề, liệu có cần sử dụng một phiếu phủ quyết hay không, trước tiên cứ gác lại đề nghị đó rồi hắng tính. Nhưng một khi đã sử dụng một phiếu phủ quyết, thì xem như đắc tội với những ủy viên thường vụ đã bỏ phiếu tán thành. Đồng thời cũng nhanh chóng chuyển đến tỉnh ủy, khiến tỉnh ủy cảm thấy không hài lòng, cho rằng bà thiếu năng lực chính trị, thiếu ánh mắt chiến lược, làm việc theo cảm tính, không đủ lý trí, v.v. Tất cả những hình tượng phản diện đó sẽ mất rất nhiều điểm trong mặt lãnh đạo tỉnh. Cho dù bà có chỗ dựa vững chắc thế nào, vận mệnh chính trị và con đường thăng tiến của bà vẫn nằm trong tay tỉnh ủy tỉnh Yên. Trần Khiết Văn làm thế nào cũng thấy khó xử, nếu nhận thua, rất mất mặt, lại không can tâm. Vấn đề là thái độ lúc ban đầu của bà quá tự tin, giơ cao tay phải phản đối, nhưng cũng không thể ngăn cản được những lời tán thành, quyền uy của một nhân vật đứng đầu như bà ở đâu rồi. Sự mất uy lớn nhất của nhân vật lãnh đạo không phải là cán bộ trưởng ban tổ chức không nghe lời, không phải phó bí thư phản đối bà, mà là không có cách nào khống chế được hội nghị thường vụ. Nếu nhận thua, là sự đả kích quá lớn với quyền uy của bà, e rằng trong khoảng thời gian ngắn không cách nào xóa hết sự ảnh hưởng. Thủ đoạn rất cao minh của thị trưởng Hạ, tại sao có thể thu phục được Bì Bất Hưu, Bùi Nhất Phong và Từ Hâm để ủng hộ hắn? Bì Bất Hưu và Bùi Nhất Phong đều là cáo già, tính toán trước sau, Từ Hâm còn chú ý đến một chút nguyên tắc. Cả ba người cùng đồng thời bị thị trưởng Hạ xúi dục, bản lĩnh của thị trưởng Hạ quả thật, hừ hừ, bà không cách nào hình dung được tâm trạng hiện tại của mình, đang do dự liệu có nên đưa tay làm gián đoạn cuộc biểu quyết, thuận nước đẩy thuyền nói chuyện tình người. Lôi Nhất Đại lại không biết thời điểm nhảy ra tỏ thái độ của mình. Vừa rồi là 6 phiếu tán thành, tôi cũng bỏ một phiếu tán thành, vừa đúng qua một nửa, đồng nghĩa với đề nghị của thị trưởng Hạ chính thức thông qua hội nghị thường vụ. Đương nhiên với điều kiện tiên quyết là nếu bí thư Trần không sử dụng một phiếu phủ quyết, nhưng tôi cũng tin chắc bí thư Trần sẽ không làm như vậy. Hội nghị thường vụ là một hội nghị dân chủ, điều cần thiết chính là thiểu số phục tùng đa số, chứ không phải là sự độc đoán của bí thư, các đồng chí nói xem có đúng không. Lôi Nhất Đại cố ý sỉ nhục Trần Khiết Văn, cười khá giảo hoạt, càng khiến Trần Khiết Văn thêm tức giận, muốn thử xem bà có kiềm chế nổi không, có dám bỏ một phiếu phủ quyết không. Trần Khiết Văn quả thực tức giận, ngực phập phồng, đang muốn phát tác, Lãnh Dương liền làm người cuối cùng tỏ thái độ. Kinh tế muốn phát triển, xã hội muốn tiến bộ, thì phải có gan cải cách. Tôi cũng phải hướng theo lẽ phải, làm một người ủng hộ cuối cùng. Phiếu ủng hộ của Lãnh Dương lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Trần Khiết Văn. 3 năm ở Thiên Trạch, đây là lần đầu thất bại thê thảm đến vậy, bà dù có kiềm chế có duy trì phong thái của một nhân vật đứng đầu đi nữa, cũng không nhịn nổi đập bàn quát lớn. Hội nghị hôm nay xảy ra quá nhiều biến cố, tôi nghĩ các đồng chí cũng thấy tình hình trước mắt, trong lòng cũng đã có tính toán. Tôi đề nghị tạm thời gác lại đề nghị của thị trưởng Hạ, đợi khi điều kiện chín muồi rồi đệ trình lên hội nghị thường vụ thảo luận. Không phải một phiếu phủ quyết nhưng lại thắng cả một phiếu phủ quyết, trực tiếp gác lại hết. Rất nhiều người lúc đó mặt liền đổi sắc, không hay rồi, bí thư Trần không thể khống chế nổi nữa rồi. Hạ Tưởng lắc đầu. Tôi phản đối, mong bí thư Trần thu hồi lời nói lúc nãy, suy nghĩ thận trọng, lấy đại cục làm trọng. Vừa rồi Lôi Nhất Đại đùa cợt là nằm ngoài dự tính. Nếu Lôi Nhất Đại không cố ý khiêu khích Trần Khiết Văn chắc chắn cũng thuận thế mà làm, thừa nhận biểu quyết hôm nay. Nhưng bất luận thế nào, đề nghị hoãn lại của bà là hành vi không sáng suốt, hơn nữa không hề tôn trọng quyền uy của hắn, không xem ý kiến của hơn một nửa ủy viên thường vụ ra gì. Bà làm quá đáng rồi, thì không cần phải nể mặt bà nữa, nể mặt cũng phải có qua có lại. Thân là một nhân vật đứng đầu thì nên tôn trọng quyết định của tập thể, bí thư cũng không thể vượt mặt hội nghị thường vụ được. Lời nói của Hạ Tưởng như một gáo nước, làm thức tỉnh Trần Khiết Văn. Bà lại bình tĩnh ngồi xuống chỗ mình, ý thức được thái độ vừa rồi quá thất thố quá mất mặt, chắc chắn sẽ đến tai tỉnh ủy, như vậy sẽ rất bất lợi đối với hình tượng của bà. Đều tại Hạ Tưởng, không, cũng trách một người già không chết như Lôi Nhất Đại. Sau khi bình tĩnh lại, bà lại chỉnh đốn lại suy nghĩ của mình một lần nữa, nhượng bộ trước rồi tính tiếp. Bây giờ đâm lao phải theo lao nhưng lại không thể không dừng lại, chỉ có thể nhượng bộ, nếu không với chỗ dựa của Hạ Tưởng lại làm náo loạn lên tỉnh ủy.
không chừng bà còn bị tỉnh ủy phê bình. Bất luận là âm mưu hay dương mưu, người trong chốn quan trường đều phải chấp nhận bị thua cuộc. Dù sao cũng không tính là thua hoàn toàn, trong việc bổ nhiệm cục trưởng cục đất đai, bà cũng thắng một ván, xem như hòa nhau. Cho dù thông qua đề nghị của thị trưởng Hạ, trong việc chấp hành cụ thể sau này, bà cũng vẫn có thể khoa chân múa tay được, khiến Hạ Tưởng phải bị gò bó. Hạ Tưởng, đừng tưởng cậu đã thắng, đường phía sau còn dài, lực cản ở Thiên Trạch còn rất lớn, cậu tưởng tượng không nổi đâu. Một chính sách giúp đỡ doanh nghiệp tư nhân, nếu làm không tốt còn khiến bản thân cậu xám mặt. Nghĩ thông rồi cũng hết bực, Trần Khiết Văn liền khôi phục bình tĩnh, còn miễn cưỡng để lộ nụ cười. Làm phiền thị trưởng Hạ đã nhắc nhở, tôi xin lỗi các đồng chí vì thái độ thất thố vừa rồi của mình. Phụ nữ mà, lúc nào cũng có chút không lý trí, chủ yếu cũng vì lời nói vừa rồi của lão Lôi hơi quá, lão nói đùa với tôi mà tôi lại cho là thật. Lão Lôi, sau này đừng có nói bậy bạ nữa, phải nhớ một điều, bí thư của các ông vẫn là bí thư, nhưng đồng thời cũng là một người phụ nữ, đàn ông thì phải thông cảm cho phụ nữ nhiều, phải không? Được thôi, Trần Khiết Văn quả thực rất giỏi, đưa ra chiêu bài phụ nữ, lập tức liền hóa giải hết hành động thất thố vừa rồi. Trong hội nghị thường vụ liền vang lên tiếng cười phụ họa. Tôi tôn trọng ý kiến của mọi người, đề nghị của thị trưởng Hạ, chính thức được thông qua. Trần Khiết Văn lại thể hiện quyền uy của bí thư, trịnh trọng tuyên bố kết quả biểu quyết của hội nghị thường vụ, sau đó lại dẫn đầu vỗ tay. Tiếng vỗ tay vang dội trong phòng hội nghị. Tiếp theo Trần Khiết Văn liền lên tiếng tổng kết, không gì hơn mấy lời hội nghị hôm nay thành công, thắng lợi v.v. Thuộc mấy lời nói không có dinh dưỡng nhưng lại bắt buộc phải nói. Thực tế mọi người đều biết, nếu hội nghị của chính phủ không có chuyển nhận sát nhập, không có lời mở đầu và lời kết thúc, thì cũng sẽ không quá dài dòng. Nhưng chốn quan trường luôn có những lời nhảm nhí bắt buộc phải nói. Tất cả mọi người đều bày ra bộ mặt chăm chú lắng nghe và khiêm tốn thụ giáo để phối hợp với lời phát biểu của Bí thư Trần. Hội nghị hôm nay chấm dứt ở đây, tan họp. Trần Khiết Văn vung tay, cũng có khí chất chỉ huy. Xem ra, Bí thư Trần đã điều chỉnh được tâm lý, hồi phục lại sự tự tin. Đúng vậy, thực ra Bí thư Trần cũng không thua. Tuy đề nghị giúp đỡ 10 doanh nghiệp tư nhân của thị trưởng Hạ được thông qua, nhưng lại thất bại trong vấn đề nhân sự, hơn nữa thất bại rất thảm. Chính sách được thông qua cũng chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, quan trọng là người của các bộ phận vẫn còn nằm trong tay Bí thư Trần, nếu chấp hành không được thì cũng chỉ rỗng tuếch. Đương nhiên, số đông người đang đoán rốt cuộc thị trưởng Hạ làm thế nào để đả động được Bì Bất Hưu, Bùi Nhất Phong và Từ Hâm, cả ba người không hẹn mà cùng ủng hộ thị trưởng Hạ. Chắc chắn có nguyên nhân gì sâu xa, sau khi tan họp chắc chắn phải hỏi thăm thủ đoạn cao siêu của thị trưởng Hạ. Chỉ tiếc một điều, nếu thị trưởng Hạ cũng thắng được một ván ở vấn đề nhân sự, không biết sẽ mang lại sự đả kích lớn thế nào cho Bí thư Trần. Trong lúc mọi người tâm tư không ổn định đứng lên định ra về, lúc này Trần Khiết Văn đã ra đến cổng, điện thoại của Hạ Tưởng đột nhiên vang lên, sau khi nghe điện thoại xong, liền gọi Trần Khiết Văn lại. Bí thư Trần đợi một chút, về việc bổ nhiệm Vương Cảnh Lược, cần thảo luận thêm nữa. Cái gì, tất cả mọi người đều kinh ngạc, thị trưởng Hạ lại đưa ra thủ đoạn gì kinh người đây, có thể phủ định sự bổ nhiệm của hội nghị thường vụ. Không thể chứ. Trần Khiết Văn dường như quá phẫn nộ, bà vốn dĩ đã cố gắng khống chế sự tức giận, lại bị Hạ Tưởng châm ngòi. Thị trưởng Hạ, mong cậu đừng cố tình gây sự. Tôi không phải cố tình gây sự, mà vì suy xét đến việc giữ gìn hình tượng thành phố Thiên Trạch, bổ nhiệm Vương Cảnh Lược, phải phản đối, nếu không, thành phố Thiên Trạch sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Chương 930, thủ đoạn khéo léo, lật ngược tình thế, thất bại. Một cảnh tượng có tính kịch liệt thật sự. Giọng điệu thị trưởng Hạ cương quyết, thật sự đáng tin. Không đợi Trần Khiết Văn nói gì, những ủy viên thường vụ đã đứng lên đều lần lượt quay trở về chỗ ngồi. Lại có kịch hay để xem rồi, hội nghị ngày hôm nay, mở quá hay, biến đổi bất ngờ. Cao trào không ngừng, còn bất ngờ hơn cả xem phim Mỹ nữa. Có người ngồi xuống là vì muốn xem náo nhiệt, có người muốn xem thị trưởng Hạ đảo ngược tình thế như thế nào, còn có người cười lạnh, vô cùng khinh miệt với thái độ đeo bám không chịu nhận thua của Hạ Tưởng. Cho rằng thị trưởng Hạ hoàn toàn không có được sự kiềm chế như Bí thư Trần, thua thì thua rồi, thật không có phong độ. Trần Khiết Văn cố nén tức giận, lại quay về chỗ ngồi cũ. Thị trưởng Hạ, cậu nhất định phải giải thích thật hợp lý, nếu không, tôi sẽ phản ánh lên tỉnh ủy. Cũng đúng,
hội nghị ngày hôm nay quá phập phồng chìm nổi, bà cũng xem như đã tôi luyện trong chốn quan trường mấy chục năm, cũng khó tránh khỏi cảm thấy khó chịu. Đồng chí Vương Cảnh Lược đảm nhiệm chức vụ cục trưởng cục đất đai, không thích hợp lắm. Hạ Tường thong thả nói một câu, thấy Trần Khiết Văn ngồi xuống, vẻ mặt hơi mỉm cười. Tôi đề nghị kết quả biểu quyết của hội nghị thường vụ, không cần ghi lại trong hồ sơ, bây giờ bãi bỏ vẫn còn kịp. Đồng chí Vương Cảnh Lược làm việc rất chăm chỉ, tác phong cương nghị, điều kiện về mọi mặt đều rất tốt, đặc biệt đối nhân xử thế rất liêm khiết, thanh liêm. Trong toàn bộ cục đất đai cũng chỉ có ông ấy giản dị nhất, quần áo cũ rách rồi cũng không dám mua mới để mặc, một đôi giày cũ mặc 5 năm. Thị trưởng Hạ, một đồng chí cán bộ gương mẫu tốt như vậy, cậu còn nói ông ấy không phù hợp, tôi nghi ngờ liệu có phải cậu có thái độ thực dụng vô căn cứ, nghi ngờ cậu còn có dụng ý khác. Trần Khiết Văn đánh giá cao Vương Cảnh Lược, lại bị thái độ của Hạ Tường làm cho tức giận, nói gần như đang gào lên. Thái độ của Hạ Tường vẫn không hề hoang mang. Thanh Liêm, đúng rồi, trưởng ban Từ có phải cũng đánh giá rất cao về Vương Cảnh Lược không? Ánh mắt mọi người đều dừng trên người Từ Hâm, thị trưởng Hạ gây sự như vậy, rốt cuộc có ý gì? Từ Hâm nhướng mày. Ban tổ chức cán bộ thông qua điều tra khảo sát, đồng chí Vương Cảnh Lược đối nhân xử thế liêm khiết, yêu cầu nghiêm khắc với bản thân. Thời gian đảm nhận chức phó cục trưởng cục đất đai, chưa từng xuất hiện vấn đề gì về kinh tế. Hơn nữa bây giờ còn đang ở trong một ngôi nhà cũ chỉ có 2 phòng, trong nhà không hề có đồ vật gì đáng giá. Hạ Tường phất tay ngắt lời Từ Hâm. Đủ rồi. Thái độ rất cứng rắn, lại xoay người nói với Trần Khiết Văn. Bí thư Trần cũng đồng ý với điều tra của ban tổ chức cán bộ. Hôm nay thị trưởng Hạ làm sao vậy? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không tin nổi những hành động của thị trưởng Hạ. Vừa kiêu ngạo lại vô lễ. Hoàn toàn không phải thái độ bình thường của hắn. Trần Khiết Văn rốt cuộc không nhịn nổi nữa, đập bàn, bộp, một cái. Thị trưởng Hạ, mong cậu đừng nên cố tình gây sự nữa, nếu không đưa ra cho tôi được một lý do chính đáng, tôi sẽ phản ánh lên tỉnh ủy cậu cố tình phá hỏng sự đoàn kết trong thành ủy. Bộp, một tiếng, Hạ Tường cũng đập bàn đứng lên. Hay cho một đồng chí Vương Cảnh Lược thanh liêm, hay cho cuộc điều tra sát hạch của ban tổ chức cán bộ. Hay cho sự đánh giá cao của bí thư Trần. Tôi sẽ cho các đồng chí một lý do chính đáng. Cuộc điện thoại vừa gọi đến, Vương Cảnh Lược đã đáp máy bay ở Bắc Kinh, sợ tội chạy trốn ra nước ngoài. Bởi lão nghe nói tổ chức sẽ tìm đến lão để nói chuyện, lão không biết là muốn tìm đến để thăng chức cho lão, còn tưởng rằng chuyện lão làm đã bị bại lộ. Nói xong, Hạ Tường ném lại một câu. Muốn công bố quyết định của hội nghị thường vụ, muốn để tỉnh ủy chê cười thành ủy Thiên Trạch. Xin cứ tự nhiên. Sau đó phẩy tay áo bỏ đi, để lại những ủy viên thường vụ chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Đùa quá đáng rồi. Trầm mặc, một sự trầm mặc khó chịu, trong phòng lặng ngắt như tờ, không ai phá vỡ sự trầm mặc đó. Đột nhiên, điện thoại của Bùi Nhất Phong vang lên, xem như cuối cùng cũng phá vỡ sự do dự. Bùi Nhất Phong vội vàng nghe máy, chỉ nghe hai câu sắc mặt liền thay đổi hoàn toàn. Tất cả mọi người đều có thể rút ra được kết luận từ sắc mặt của gã. Lời nói vừa rồi của thị trưởng Hạ, hoàn toàn chính xác. Thật sự là một con quạ đen làm rối loạn tất cả. Mọi người đều hết lời ca ngợi Vương Cảnh Lược, ngay cả bí thư Trần cũng công khai tuyên bố Vương Cảnh Lược thanh liêm. Được thôi, lời vừa nói xong, một Vương Cảnh Lược thanh liêm như vậy lại sợ tội bỏ trốn, quả thật là một cái tát quá mạnh, khiến cho Trần Khiết Văn đầu óc choáng váng. Trong khoảng thời gian ngắn đầu óc bà trống rỗng, mất hết năng lực tư duy. Trần Khiết Văn xấu hổ vô cùng, Từ Hâm mồ hôi ướt đẫm. Một bí thư, một trưởng ban tổ chức cán bộ, cuối cùng đều bị thị trưởng Hạ khéo léo chơi một vố, trước mặt của rất nhiều người, có thể nói thật sự mất thể diện. Bùi Nhất Phong là người đầu tiên tỉnh táo lại, người đầu tiên vớt phát lại. Tôi thu hồi những lời nói về Vương Cảnh Lược, ủng hộ đồng chí Khương Đào đảm nhiệm vị trí cục trưởng cục đất đai. Nói đùa bí thư đảng ủy công an kiêm cục trưởng công an ủng hộ một tội phạm đang bỏ trốn đảm nhiệm chức vụ cục trưởng, người bên ngoài nghe được không cười đến nỗi rụng răng mới lạ. Bùi Nhất Phong vừa lên tiếng, tất cả những ủy viên thường vụ vừa rồi ủng hộ Vương Cảnh Lược đều sửa lại lời nói của mình, đều khen ngợi đồng chí Khương Đào có tác phong vượt qua thử thách, đưa những lời ca ngợi vừa rồi dành cho Vương Cảnh Lược chuyển hết sang cho Khương Đào. Người nào cũng nói rất tự nhiên, không hề đỏ mặt. Dường như những lời ca ngợi Vương Cảnh Lược vừa rồi không phải của mình nói vậy.
Mọi người mồm năm miệng mười nói không ngừng, chỉ có Trần Khiết Văn ngồi im không nói gì, cúi đầu, sắc mặt âm trầm và nhợt nhạt, cũng không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau, bà mới chậm rãi đứng lên, uể oải phẩy tay. Ghi chép của hội nghị thường vụ hôm nay, những ghi chép có liên quan đến Vương Cảnh Lược, không cần phải viết nữa, bổ nhiệm đồng chí Khương Đào làm Cục trưởng Cục Đất Đai. Dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực bản thân, vừa nói xong những lời này, Trần Khiết Văn liền suy sụp ngồi xuống ghế, không nói thêm lời nào nữa. Sự đả kích quá mạnh khiến bà trong lòng tức giận vô cùng, mồ hôi lạnh sau lưng chảy ròng ròng, đầu óc choáng váng. Hạ Tưởng mây mưa thất thường, quả nhiên sớm đã sắp đặt tất cả mọi việc, điều cần thiết chính là để bà nâng Vương Cảnh Lược lên càng cao, thì chính bản thân bà lại càng thất bại thảm hại. Hạ Tưởng à Hạ Tưởng, Trần Khiết Văn nghĩ không ra dùng từ gì để hình dung về Hạ Tưởng, chỉ cảm thấy dường như đại não bị vét sạch, mặt nóng như lửa đốt, còn khó chịu hơn bị một bạt tai. Trong lòng Từ Hâm lại càng khó chịu, gã biết rõ được dụng ý thực sự của thị trưởng Hạ khi hỏi gã về đánh giá của ban tổ chức cán bộ đối với Vương Cảnh Lược, chính là nhấn mạnh sự nghi ngờ và bất mãn với ban tổ chức cán bộ. Ai mà ngờ được chứ, Vương Cảnh Lược thực sự không ra sao, quả nhiên lại hiểu nhầm mục đích thăng chức cho lão của cấp trên thành phê bình lão, quả thật bùn loãng không thể dựng tường được. Những người khác đều châu đầu ghé tai, nhỏ giọng nghị luận gì đó. Một hội nghị tiêu biểu cho việc phân chia thế lực của thành phố Thiên Trạch, được kết thúc với thắng lợi ngoài dự đoán của thị trưởng Hạ. Không những đả kích trầm trọng vào uy vọng của bí thư Trần, hơn nữa còn liên lụy đến trưởng ban tổ chức cán bộ, thủ đoạn quả thực rất thâm độc. Nhiều năm sau, những chuyển biến kinh người trong hội nghị này còn bị người khác truyền tới truyền lui. Không những lưu truyền rất có ý vị, Hạ Tưởng còn được người khác thần thánh hóa. Nói hắn thần cơ diệu toán, không những có thể đoán trước được lòng người, còn tinh thông thế sự, còn có người tặng hắn một biệt hiệu khác người. Thật ra bất kỳ một lãnh đạo nào muốn như cá gặp nước, muốn bày mưu tính kế trong chốn quan trường, không những phải có tầm nhìn xa, thủ đoạn cao minh, còn có bản lĩnh nhìn người thật chính xác. Quan trọng hơn là, phải biết đoàn kết những thủ hạ xung quanh mình. Về cơ bản để bì bất hưu. Bùi Nhất Phong và Từ Hâm bỏ phiếu ủng hộ cho chính sách giúp đỡ các doanh nghiệp tư nhân, là thủ đoạn của Lý Hiểu Mẫn và Bành Vân Phong. Đương nhiên Lý Hiểu Mẫn và Bành Vân Phong sau khi lĩnh hội được ý đồ của thị trưởng Hạ, Lý Hiểu Mẫn là phó thị trưởng đầu tiên dựa vào Hạ Tưởng, cũng là người hiểu ý của hắn nhất ra mặt tìm bì bất hưu, Bùi Nhất Phong và Từ Hâm bảo bọn họ ủng hộ chính sách giúp đỡ 10 doanh nghiệp tư nhân. Ám chỉ sau khi chính sách giúp đỡ của Ủy ban Nhân dân thành phố được thực hiện, sẽ ưu tiên cho bọn họ trước. Trong chính sách giúp đỡ có một mục là miễn giảm thuế thu nhập, chỉ có một mục này, một năm có thể bớt nộp 5 triệu tệ tiền thuế. Nộp ít thuế tức là kiếm thêm tiền, lẽ nào không đồng ý sao? Bởi vì liên quan đến lợi ích, sự phản bội của bọn bì bất hưu đương nhiên không nằm ngoài dữ liệu của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vốn dĩ không muốn công khai chống lại Trần Khiết Văn, nhưng hắn nghĩ tiến hành cải cách liên quan đến lợi ích của nhiều người, Trần Khiết Văn chính là thế lực bảo thủ mạnh nhất. Nếu thật sự phải đánh một trận ác liệt mới thấy được thực trạng, thì cũng đành phải đấu tranh một trận. Về phần Vương Cảnh Lược lâm trận bỏ chạy, đương nhiên là thủ đoạn của Lưu Nhất Cửu, còn tình hình cụ thể hắn cũng không rõ lắm. Nhưng bây giờ hắn càng ngày càng cảm thấy có hứng thú đối với Lưu Nhất Cửu, quyết định khi thời cơ đã chín muồi, đích thân gặp mặt Lưu Nhất Cửu. Có một điều, hắn gặp mặt Lưu Nhất Cửu, tức là đã hoàn toàn chấp nhận Bành Vân Phong, bởi vì Lưu Nhất Cửu cũng là người được Bành Vân Phong giới thiệu. Bành Vân Phong bây giờ hầu như đã có được sự chấp nhận của Hạ Tưởng, làm việc đáng tin cậy, cơ trí linh hoạt, năng lực lĩnh ngộ rất nhanh, là một nhân tài có thể bồi dưỡng. Nhưng trong chốn quan trường nhìn người phải nhìn lâu dài, không thể dễ dàng đưa ra kết luận, mới phù hợp với đạo lý dùng người của lãnh đạo. Hạ Tưởng quyết định đợi thêm một thời gian, hắn cũng rất có tính kiên nhẫn. Sự kiện hội nghị thường vụ qua đi, mặc dù không ai cố tình để lộ nội hàm sự việc, nhưng trên đời này không có bức tường nào kín, vẫn còn có những lời nói nhảm truyền ra bên ngoài, dẫn tới không ít nghị luận trong trụ sở thành ủy. Mặc dù có đủ những tin đồn khác nhau, nhưng những lời đồn khác nhau đó lại có một điểm tương đồng, chính là trong một chiêu quan trọng nhất, thị trưởng Hạ đã giành được thắng lợi quyết định, còn bí thư Trần thất bại thảm hại. Bí thư Trần thất bại thảm hại thì không cần lo, quan trọng là còn mất mặt trước nhiều người, một cán bộ liêm khiết mà bà coi trọng lại chạy ra nước ngoài để hưởng thụ riêng. Thật sự quá châm chọc. Cũng như nói một cô gái thuần khiết, nhưng chớp mắt cô ta lại biến thành kỹ nữ, khiến cho người ta dở khóc dở cười.
Quan trọng là những việc chính trị không phải chỉ đơn giản như dở khóc dở cười mà thôi, đặc biệt mối quan hệ tinh tế giữa những nhân vật đứng đầu, vô cùng mẫn cảm. Không phải gió Tây áp đảo gió Đông thì gió Đông áp đảo gió Tây, tất cả mọi người đều nhận ra một việc, mặc dù không thực sự lưu truyền ra ngoài, nhưng sau khi sự kiện hội nghị thường vụ qua đi, người tìm thị trưởng Hạ để báo cáo công việc rõ ràng nhiều hơn, đặc biệt mấy cục trưởng trước đây không xem thị trưởng Hạ ra gì, đều trở nên cung kính hẳn. Sau sự việc đó tuy Bí Thư Trần không nói gì, nhưng lại có một hành động mang ý vị sâu xa lấy lý do sức khỏe không tốt xin nghỉ phép về Bắc Kinh. Bí Thư Trần nhớ nhà ở Bắc Kinh, tuổi cũng đã lớn, sức khỏe không tốt cũng có thể chấp nhận được. Nếu như trước đây chắc không có ai nói gì, nhưng bây giờ thì khác, lại biến đợt nghỉ phép bình thường của Bí Thư Trần thành về kinh cáo trạng. Cáo trạng ai? Đương nhiên là thị trưởng Hạ. Hạ tưởng cũng biết. Trần Khiết Văn quả thật đến Bắc Kinh để tìm hiểu tình hình, hoặc là nói, cũng không phải không có ý đi cáo trạng, bởi vì hành động của hắn thật sự đã ảnh hưởng đến thế lực gia tộc. Thắng lợi ở hội nghị thường vụ, ngọn lửa thứ hai cũng đã được châm lên, nhưng liệu có bừng lên được hay không, hoặc nói là sau khi nổi lên liệu có bị người nào dập tắt hay không, còn chưa nói được. Bởi vì rất có khả năng thế lực gia tộc vì bất mãn mà thông qua con đường nào đó tạo áp lực với hắn. Thông qua được ở hội nghị thường vụ thành ủy chỉ là bước thứ nhất, có thể thuận lợi thi hành hay không mới là bước quan trọng thứ hai. Khương Đào thuận lợi được bổ nhiệm cục trưởng cục đất đai, tự nhiên vô cùng cảm kích đối với thị trưởng Hạ, còn nói đến tận nhà để cảm ơn, nhưng lại bị từ chối, khiến Khương Đào vô cùng buồn bực. Thị trưởng Hạ là người dẫn dắt y trong chốn quan trường, ơn dẫn dắt của hắn đối với y rất lớn, không nhận sự cảm ơn của y, lẽ nào không tiếp nhận sự dựa dẫm của y. Sau đó y mở tiệc mời Bành Vân Phong, nói bóng nói gió một hồi mới xem như cũng lĩnh hội được ý đồ của thị trưởng Hạ. Thị trưởng Hạ thích quan sát một người từ khoảng cách xa, bất luận có phải đối phương xin chỉ thị công việc nhiều hay không, báo cáo nhiều hay không, lại càng không thích cấp dưới nịnh bợ, chỉ xem hành động thực tế. Khương Đào thể hiện thái độ với Bành Vân Phong. Vân Phong, tôi có thể lên đến cục trưởng, cũng nhờ sự đề bạt của thị trưởng Hạ, sau này bất luận đi đến đâu. Hôm nay xem như ngày bắt đầu cuộc đời mới của tôi. Hàm ý của bắt đầu cuộc đời mới là sau này chỉ biết một mình thị trưởng Hạ mà thôi. Bành Vân Phong liền chuyển lời của Khương Đào, thị trưởng Hạ sau khi nghe được, liền cười cười. Khương Đào là một đồng chí không tồi. Lời nói của lãnh đạo từ trước đến nay chưa từng trực tiếp nói điều gì, nói không tồi tức là không tồi, còn về việc có phải thực sự không tồi hay không, không tồi ở điểm nào, tự mình lĩnh hội. Lĩnh hội không được. Xin lỗi, hiểu biết chính trị của anh còn chưa đạt chuẩn. Bành Vân Phong thấy nụ cười trên mặt thị trưởng Hạ rất tươi, giọng điệu nhẹ nhàng, trong lòng liền có tính toán, sau đó chuyển hướng đề tài, báo cáo tình hình công tác gần đây. Bởi vì tuyết lớn, việc phối hợp với thành phố Đan Thành tổ chức lễ hội văn hóa du lịch tạm thời gác lại. Thực ra cũng không hoàn toàn do tuyết lớn, chủ yếu do lúc này Nghiêm Tiểu thì cũng chưa có đủ nhiệt tình, thái độ qua loa cho xong, phía thành phố Thiên Trạch cũng không miễn cưỡng. Nghiêm Tiểu thì chỉ ở thành phố Thiên Trạch 3 ngày rồi đi, lúc sắp rời đi cũng không chào tạm biệt thị trưởng Hạ. Nghiêm Tiểu thì tuổi cũng không còn nhỏ, nhỏ hơn Hạ Tưởng 2 tuổi, cũng đã 28 tuổi rồi, vẫn còn độc thân. Hạ Tưởng hiểu được tình cảm của Nghiêm Tiểu thì đối với hắn, nhưng hắn thực sự không thể tiếp nhận tình yêu mộng tưởng của Nghiêm Tiểu thì được nữa. Không gặp cũng tốt, có người nói gặp mặt không bằng hoài niệm, thực ra không gặp mặt không hoài niệm mới tốt. Vân Phong. Do ông và Hiểu Mẫn, Dương Kiếm cùng phụ trách liệt kê ra 29 doanh nghiệp tư nhân, nửa tháng sau báo cáo lên Ủy ban Nhân dân thành phố, qua kiểm tra khảo sát sẽ chọn ra 10 doanh nghiệp. Hạ Tưởng giao nhiệm vụ quan trọng cho Bành Vân Phong, Lý Hiểu Mẫn và Dương Kiếm, hiển nhiên là thể hiện sự tín nhiệm đối với Bành Vân Phong. Nhưng xuất phát từ suy nghĩ cẩn thận, hắn vẫn nhắc nhở một câu. Sự việc quan trọng, bất cứ việc gì cũng phải thảo luận với hai vị phó thị trưởng, ông phụ trách chọn lọc. Dương Kiếm và Hiểu Mẫn phụ trách tuyển chọn lần hai, việc tuyển chọn lần đầu rất quan trọng, phải nắm chắc. Câu cuối cùng có hai điểm quan trọng, bởi vì việc sàng lọc danh sách, quyền lực rất lớn, có liên quan đến việc một doanh nghiệp tư nhân có lọt qua được vòng tuyển chọn đầu tiên hay không. Một khi được chọn, một năm ít nhất cũng có thể giảm được mấy triệu tiền đóng thuế. Đương nhiên giảm thuế chỉ là lợi ích trước mắt, nhìn từ góc độ xa hơn, có thể đây là một cơ hội để bay lên cao. Tất cả những doanh nghiệp tư nhân có chút quy mô ở Thiên Trạch, chắc chắn đều nghe thấy tin tức này liền lập tức hành động. Bành Vân Phong nắm trong tay quyền tuyển chọn,
chắc chắn có không ít doanh nghiệp tư nhân muốn tặng quà hối lộ, để doanh nghiệp của họ được lọt vòng sơ tuyển. Nắm chắc, vừa là nắm chắc những doanh nghiệp tốt được lọt vòng sơ tuyển, cũng phải nắm chắc được bàn tay của mình, đừng ăn quá lộ liễu. Nếu Bành Vân Phong không hiểu ám chỉ của thị trưởng Hạ, thì y đã không còn là Bành Vân Phong nữa, liền vội vàng nói. Vâng, thị trưởng Hạ, tôi nhất định sẽ làm với nguyên tắc công khai công bằng, làm thật nghiêm túc, không làm đen bộ mặt của Ủy ban Nhân dân thành phố và thành ủy, càng không thể để cậu mất mặt. Câu nói cuối cùng khiến Hạ Tưởng rất vừa lòng, hắn cũng không phải không cho phép Bành Vân Phong nhận lời mời ăn cơm, chỉ muốn nhắc nhở y, muốn tiến thêm nữa, thì cần phải giữ mình trong sạch, đừng để người khác nắm được nhược điểm về phương diện kinh tế. Trong lúc vòng tuyển chọn được tiến hành rất rùm beng, quả nhiên, những thanh âm nghi ngờ được nằm trong dự liệu, đúng hẹn mà đến. Vốn tưởng là nhà họ Khâu, nhà họ Mai sẽ chủ động gọi điện thoại đến, không ngờ, người gọi điện thoại đến trước lại là ông cụ nhà họ Ngô. Ông cụ Ngô trước đây chẳng qua cũng chỉ hỏi hắn về công việc thường ngày, có mấy lần đều ở thời điểm mấu chốt nhất ra tay gây ảnh hưởng. Bình thường hắn gây sức ép thế nào, hung hăng thế nào, từ trước đến nay chưa từng hỏi qua. Cho dù khi ở thành phố Lang suýt chút nữa đã bị người khác ám hại, cũng không hề gọi điện thoại đến hỏi một câu. Nhưng sau khi chính sách giúp đỡ xuất hiện, chỉ mới qua 2 ngày, điện thoại của ông cụ liền gọi đến, hơn nữa còn là buổi tối. Hạ Tưởng đang ăn cơm với vệ tân, điện thoại vang lên, hắn liền tránh vệ tân, đến một phòng khác để nghe. Chào ông. Hạ Tưởng, gần đây Nhược Hạm không đến thăm cậu, cậu cũng nên đến Bắc Kinh thăm nó. Liên Hạ gần đây càng ngày càng nghịch ngợm, còn dám cưỡi lên cổ tôi Dương Oai. Ông cụ cười rất vui vẻ, rõ ràng là nói chuyện nhà, nhưng cũng để lộ ám hiệu bảo hắn về Bắc Kinh một chuyến. Hạ Tưởng liền cười. Cũng không thể chiều chuộng Liên Hạ quá, sao có thể để nó cưỡi lên cổ ông được. Nhìn khắp nước này, có thể ngồi ngang hàng với ông cũng được có mấy người. Hạ Tưởng vốn dĩ nói đùa, giọng điệu của ông cụ lại thay đổi, nửa đùa nửa thật nói. Không trách Liên Hạ dám cưỡi lên cổ tôi, ba của nó sau này không chừng cũng dám bắt nạt tôi. Uy lực của câu nói này không nhỏ, Hạ Tưởng không khỏi giật mình. Ông cụ, tôi vẫn rất tôn trọng ông. Hừ, nói thì rất hay, 2 tháng rồi, cũng không về Bắc Kinh thăm tôi một lần, còn bảo tôn trọng. Giọng điệu rõ ràng trách cứ, thực tế vẫn là muốn Hạ Tưởng đến Bắc Kinh. Hạ Tưởng đành phải chấp nhận mệnh lệnh của ông cụ, mặc dù hắn biết lần này về Bắc Kinh, chắc chắn không có những lời dễ nghe, nhưng cũng bắt buộc phải đi. Được, vài ngày nữa tôi sắp xếp được thời gian, sẽ đến Bắc Kinh gặp mặt ông. Tôi thì không sao, chủ yếu là Nhược Hàm và Liên Hạ rất nhớ cậu. Ông cụ còn cứng miệng, không nhận ân tình của Hạ Tưởng. Người già rồi, cho dù đã từng là nhân vật oai phong một cõi, cũng sẽ bị 5 tháng phai mờ dần, trở nên lải nhải và rất để ý. Nói chuyện với ông cụ xong, Hạ Tưởng lại gọi cho Liên Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm đương nhiên hy vọng Hạ Tưởng đến Bắc Kinh, sau đó lại nói mấy câu với Liên Hạ, liền quyết định 3 ngày nữa đến Bắc Kinh. Hôm nay thời tiết không tồi, Hạ Tưởng khởi hành đi Bắc Kinh. Nói ra cũng trùng hợp, Trần Khiết Văn còn chưa về, Hạ Tưởng lại đi. Nhân vật thứ nhất thứ hai của Thiên Trạch đều không có ở đây. Tuy nói có phó bí thư và phó thị trưởng thường trực có thể chủ trì đại cục, Hạ Tưởng vẫn trịnh trọng giải thích với Ngô Minh Nghị với Dương Kiếm vài câu. Điều không ngờ được là, hắn vừa mới rời Thiên Trạch, liền xảy ra một sự việc kinh thiên động địa, ảnh hưởng rất lớn, khiến Hạ Tưởng rất đau lòng trong một thời gian rất lâu. Chương 931, tình thế đặc biệt, thất bại. Trong thời gian 3 ngày, Hạ Tưởng sắp xếp và bố trí nhiều việc, tất thảy đều tiến triển gọn gàng ngăn nắp. Vừa đúng lúc Trần Khiết Văn không có ở Thiên Trạch, lại vì thất bại trên hội nghị thường vụ của cô, rất nhiều người đi theo thị trưởng Hạ. Thị trưởng Hạ đương nhiên sẽ không ngủ mê trong chiến thắng, giữ vững 3 nguyên tắc. Một là không tiếp khách tại nhà, 2 là không gặp những nhân vật láu cá 2 mặt. 3 là những nhân vật đến dựa dẫm, không hứa hẹn không lôi kéo, phải xem biểu hiện của bọn họ sau này. Trong vòng 3 ngày, mặc dù tiếp không ít người nhưng trong mắt hắn không có mấy người thực sự có thể dùng được. Muốn xây dựng thành viên nòng cốt của chính mình thật cũng không dễ dàng. Hơn nữa thị trưởng Hạ dùng người cũng khá soi mói. Trước mắt mà nói, lọt vào mắt hắn cũng không được nhiều, chỉ có Dương Kiếm, Trần Thiên Vũ, Bành Vân Phong, Lý Hiểu Mẫn và Từ Tử Kỳ. Còn có một người chưa từng gặp mặt Lưu Nhất Cửu, nhân sĩ dân gian chính là Trương Vưu. Tuyết động trên đường đã tan hơn nửa,
vì là đường cao tốc, về cơ bản tốc độ xe không chậm. Hạ Tưởng nhìn ngoài cửa sổ xe ngắm nhìn cảnh vật xám trắng của mùa đông, bỗng nhiên liền nhớ khi mới tới có người tới ngỏ ý muốn dựa vào hắn Kỷ Phong Thanh. Không giống với những người khác vừa có khuôn mặt tươi cười lại vừa nịnh bợ, lúc Kỷ Phong Thanh đến báo cáo công tác y là trưởng phòng tin tức văn phòng thành ủy. Bởi vì Trần Khiết Văn không có mặt ở thành ủy, thị trưởng Hạ liền tạm thời phụ trách toàn bộ. Thành ủy có vấn đề gì phải xin chỉ thị của hắn, đương nhiên điều kiện tiên quyết phải là việc hệ trọng sắc mặt xem ra không tốt lắm, dường như rất xấu hổ. Hơn nữa công việc y báo cáo toàn là chuyện vặt vãnh, vừa nhìn đã biết là thừa cơ tới để biểu thị lòng trung thành với thị trưởng. Kỷ Phong Thanh 45 tuổi, mặc một bộ tôn trung sơn màu xám, mang một cặp kính đen, tóc trên đầu bạc không ít, hơn nữa còn hơi lộn xộn. Nhìn cái kính đen cũng phải vài năm, một bên đã hỏng phải dùng băng keo dán lại trông có vẻ như chỉ chạm một cái là rơi xuống. Hạ Tưởng biết chính xác ý đồ y đến báo cáo nhưng không nói ra. Chỉ nhìn qua bản báo cáo của Kỷ Phong Thanh, xem ra cũng không tồi, vừa nhìn liền thấy rất kinh ngạc bởi vì báo cáo của người ta đều là đánh máy, chỉ có báo cáo của y tất thảy từng chữ đều được viết bằng bút máy. Hơn nữa chữ viết lại rất đẹp, có vẻ như thư pháp. Đồng thời nội dung bản báo cáo cũng rất văn vẻ, không phải lối hành văn chuyên dụng tẻ ngắt của chính quyền. Hạ Tưởng liền lập tức đối với Kỷ Phong Thanh có chút xem trọng, mời y ngồi xuống. Kỷ Phong Thanh sau khi ngồi xuống, đầu tiên là giới thiệu qua vài câu về bản thân, sau đó lại ấp úng nói. Bí thư Hạ, ngài sau này thấy tôi có chỗ nào hữu dụng, cứ việc nói. Tôi bản lĩnh khác thì không có, nhưng viết một báo cáo đánh một bản thảo gì gì đó sẽ làm được. Nếu nói y xưng hô theo chức vụ thành ủy của Hạ Tưởng cũng coi như chấp nhận được. Nhưng mới bắt đầu liền bày tỏ lòng trung thành, hơn nữa còn nói trắng ra như vậy thì không phù hợp phép tắc trong quan trường. Hơn nữa lại biểu hiện không khôn ngoan trong cách ứng xử. Nếu là thị trưởng khác cầm chắc sẽ xem thường y một chút. Đừng nói trọng dụng y, dám chắc sẽ vứt y vào xó nào đó không trọng dụng nữa. Ai cũng sẽ không trọng dụng một người ngay cả tiếng quan cũng nói không tốt làm thủ hạ. Bởi vì trên quan trường kiêng kỵ nhất chính là không giữ miệng. Chẳng những không nên nói lời không thể nói, dù cho một câu nói không đúng cũng có thể hủy diệt tiền đồ cả đời. Họa từ miệng mà ra. Hạ Tưởng còn đỡ, bên mình không có mùi của quan liêu, nhưng cũng không kìm nổi cười, hắn chỉ nói mấy câu liền đuổi Kỷ Phong Thanh đi. Hắn sẽ không có ấn tượng không tốt với Kỷ Phong Thanh, nhưng cũng sẽ không trọng dụng anh ta. Kỷ Phong Thanh ngay cả phép tắc cơ bản nhất trong quan trường cũng không hiểu. Có thể sinh tồn trong quan trường tới hiện tại, hơn nữa còn đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng tin tức tuy chỉ là cấp phòng, cán bộ cấp phòng 45 tuổi, về cơ bản cũng là hết thời cũng là kỳ tích. Chủ yếu nhất là trong dự tính thành viên tổ chức của hắn không có chỗ của Kỷ Phong Thanh. Kỷ Phong Thanh trước lúc đi ra, trong ánh mắt có chút đượm màu thất vọng. Hạ Tưởng cũng không để ở trong lòng, không phải hắn ở trong quan trường lâu thì nhìn quen ân tình nóng lạnh, mà là giới quan lại địa phương này, không cần mềm lòng. Nâng đỡ một người không có năng lực, không phải giúp anh ta mà là hại anh ta bởi vì anh ta vừa lên sẽ trở thành bia ngắm. Sau này trong lúc nói chuyện, Bành Vân Phong vô tình nói đến Kỷ Phong Thanh, liền nói đã gặp Kỷ Phong Thanh rồi. Vốn Kỷ Phong Thanh từ lúc 33 tuổi đã lên đến trưởng phòng. Lúc đó xem như một lần nở mày nở mặt, nhưng sau đó cất nhắc tới phó cục trưởng, nói sai ngay một câu nói bị lãnh đạo lúc đó không thích, y liền bỏ lỡ một cơ hội đề bạt vô cùng tốt. Cũng là Kỷ Phong Thanh rảnh quá không có việc, không biết sao lại nói ra câu, thư ký làm việc lớn, lãnh đạo làm việc nhỏ. Bởi vì đều là thư ký sắp xếp tốt các công việc, sau đó lãnh đạo tham dự hội nghị ký tên một cái nói là làm xong. Trên thực tế công tác hậu đài, nhiệm vụ thảo bài phát biểu đều là do thư ký làm kết quả câu nói đó truyền ngay tới tai bí thư thành ủy cũng rất mất hứng mà nói một câu. Nói lung tung. Một câu nói chôn vùi 10 năm tiền đồ của Kỷ Phong Thanh. Về sau có mấy lần lên chức, đều có đối thủ nhắc lại lời nói của bí thư cũ năm đó, kết quả là lần lượt bị người thế chỗ. Cho đến sau khi bí thư Trần nhậm chức, Kỷ Phong Thanh mới lại lần nữa có thêm một cơ hội. Một lần ủy ban kỷ luật thành phố kết hợp với đảng ủy công an tiến hành hoạt động thu thập bài viết về những đề xuất Thanh Liêm chống tham nhũng. Kỳ thực chủ ý không phải thật sự muốn nghe ý kiến cán bộ quần chúng, mà là chạy theo hình thức. Đồng thời muốn kiếm tiền. Đại bộ phận mọi người trong lòng đều biết, liền hết lời ca tụng. Kết quả là Kỷ Phong Thanh thành thật, viết ra thực tế đem những hiện tượng hủ bại của thành phố Thiên Trạch,
những trao đổi tiền quyền cùng với đủ loại chuyện bất chính đều viết ra hết. Còn đưa ra 18 đề xuất chống tham nhũng, đặc biệt trịnh trọng ký tên, sau đó trình lên. Kết quả lúc xem xét, Bì Bất Hưu nhìn báo cáo của Kỷ Phong Thanh trước, đầu tiên là trầm trồ khen ngợi. Chữ đẹp. Sau khi nhìn nội dung, vẻ mặt u ám. Đây là người thế nào? Vẻ mặt của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, người cấp dưới ai không ngầm hiểu. Quan trọng còn có Bùi Nhất Phong cũng rất sửng sốt, sau khi nhìn vẻ mặt chế giễu. Rõ ràng Mạch Lạc, là một nhân tài, còn liệt kê ra 18 điều, tôi thấy gọi anh ta là Kỷ 18 được rồi. Kỷ 18 trở thành biệt hiệu từ đó. Về sau lúc đề bạt một chức phó trưởng ban thư ký thành ủy, ban tổ chức cán bộ liền đưa Kỷ Phong Thanh lên, Trần Khiết Văn nhìn thư pháp Kỷ Phong Thanh vuông vắn cũng rất hài lòng, liền định bụng chỉ định tên anh ta. Bì Bất Hưu và Bùi Nhất Phong sau khi nghe nói, liền đưa ra bài báo năm đó giao cho Trần Khiết Văn. Lại nhắc tới danh ngôn năm đó, Trần Khiết Văn sau khi hiểu ra, cũng cười. Kỷ 18, có ý nghĩa, lo cho nước cho dân là tốt, nhưng phải phân rõ nặng nhẹ. Ở trong mắt anh ta, lãnh đạo cũng không làm chuyện lớn, vậy để anh ta đi làm việc lớn là được rồi. Một khi bí thư thành ủy mở lời vàng ngọc, Kỷ 18 thành người không biết phân rõ nặng nhẹ, ai còn cất nhắc đề bạt anh ta nữa. Bởi vậy, Kỷ Phong Thanh làm trưởng phòng từ 33 tuổi cho đến 45 tuổi, 12 năm dẫm chân tại chỗ. Chỉ vì một câu nói bậy năm đó liền bị quy tắc ngầm của quan trường áp chế 12 năm. Kỷ Phong Thanh là sinh viên ưu tú tốt nghiệp trường Thanh Hoa. Thời trẻ còn có nhiều tác phẩm in trên báo chí, đã từng có bút danh ở thành ủy Thiên Trạch. Chỉ tiếc, anh ta hiện tại đã bị quan trường tôi luyện luôn sợ hãi rụt rè. Chẳng những đã không còn tài văn chương, cũng không có dũng khí. Hạ Tưởng nghe Bành Vân Phong xét đoán từng việc của Kỷ Phong Thanh cũng chỉ cười trừ, vẫn chưa để ý tới. Quan trường chính là nơi rèn luyện con người. Thông cảm một người sẽ không giúp cho anh ta tiến bộ gì thêm, hơn nữa hắn còn có rất nhiều chuyện đại sự phải mang, liền chẳng mấy chốc vứt bỏ khỏi đầu. Hạ Tưởng cũng thật không ngờ là, chính vì vẻ bất lực và lỗi thời của Kỷ Phong Thanh, trong một sự kiện đã làm ra hành động vĩ đại khiến cho người ta kính phục. Mà còn trở thành mồi lửa chỉnh đốn bầu không khí quan trường thành phố Thiên Trạch, khiến cho dông tố càng ngày càng nghiêm trọng. Hơn nữa sau việc đó khiến hắn vô cùng đau đớn, nghĩ lại trên cách dùng người của mình. Tới Bắc Kinh rồi, Hạ Tưởng tới biệt thự Liên Nhược Hàm trước, gặp mẹ con Liên Nhược Hàm. Liên Hạ cao lớn, cũng đã tự có chút chủ kiến, cũng không dựa vào Hạ Tưởng như trước kia. Chỉ cho hắn bế ôm một cái, bỏ chạy sang bên đọc sách. Liên Hạ thích đọc sách, thường xuyên ngồi nửa ngày bất động, cũng khó có được tuổi còn nhỏ như nó mà có thể ngồi được thế. Ban ngày ban mặt, cũng không có cách cùng Liên Nhược Hàm ôn tồn, hai người chỉ nói chuyện. Mùa đông, trong phòng lại ấm áp như mùa xuân, hệ thống sưởi ấm rất tốt, phòng lạnh nhất cũng chỉ khoảng chừng 22 độ, rất thoải mái. Liên Nhược Hàm cũng chỉ mặc một chiếc áo bung sát, bởi vì nguyên do gần đây có tập thể dục thêm, bụng dưới càng phẳng, hai chân càng thêm thẳng tắp. Nhất là đồ ôm sát càng có sức hấp dẫn chết người đối với đàn ông. Hơn nữa độ nóng trong phòng khá cao, Hạ Tưởng cảm thấy khô miệng, khô lưỡi. Liên Nhược Hàm nhìn ra nhu cầu của Hạ Tưởng, liền cười nhạo hắn. Anh thật vô dụng, lần trước đã mất sức lực nhiều như vậy, một chút tin tức cũng không có. Cô vừa nói vừa vỗ bụng, bởi vì thân mình đang ngồi trên sofa, điệu bộ vô cùng rung động lòng người. Hạ Tưởng liền giữ chặt tay cô vẫn như ngày trước, mượt mà tựa như ngọc quý không khỏi nhớ tới những năm tháng ở huyện Bá, liền nói. Anh nghĩ ở thành phố Lang xây dựng một tòa biệt thự Hoa Hải vẫn chưa hoàn thành, chỉ bằng ngay tại thành phố Thiên Trạch xây dựng một tòa, có thảo nguyên thiên nhiên. Em cũng sớm có ý tưởng này, chính là sợ anh ruồng bỏ mẹ con em, gây trở ngại cho anh tìm niềm vui mới. Liên Nhược Hàm nửa đùa nửa thật mà nói một câu, liếc nhìn Hạ Tưởng một cái. Trong mắt anh, em đã là hoa tàn ít bướm đậu rồi, anh là thị trưởng tuổi trẻ tài cao thế này, không biết có bao nhiêu người muốn chủ động hiến dâng. Hạ Tưởng lập tức vẻ mặt phẫn nộ. Sĩ khả sát bất khả nhục, anh tuy không phải là Liễu Hạ Huệ, nhưng cũng không phải kẻ phóng đãng. Liên Nhược Hàm, anh trịnh trọng cảnh cáo em, không được tiếp tục phá hủy sự trong sạch của anh. Liên Nhược Hàm cười khanh khách. Giả bộ, anh thì ra sức giả bộ. Anh càng giả bộ, em càng cho rằng anh bị trúng tim đen. Hạ Tưởng không còn cách nào. Được rồi, anh thừa nhận có thể sắp xếp một người giúp việc trẻ trung xinh đẹp cho mỗi một lãnh đạo thành ủy.
nhưng với anh không dùng. Liên Nhược Hạm càng cười trêu chọc. Được rồi, em cũng không nghi ngờ anh, không phải giải thích tỉ mỉ như vậy. Hạ Tưởng thở dài một hơi, tưởng rằng cuối cùng cũng chót lọt, không ngờ cô lại nói một câu. Theo những gì em hiểu biết về anh thời còn ở huyện bá, anh là cả đời có duyên với phụ nữ. Bên người khẳng định không thiếu con gái, tuy nhiên em cũng cam chịu số phận rồi. Ai bảo anh đúng là khắc tinh của em? Phụ nữ, cả đời gặp được khắc tinh của mình, sau đó cả đời phải vừa yêu vừa hận. Hạ Tưởng liền cười ha hả. Ông cụ gần đây cơ thể vẫn khỏe chứ? Cũng không tệ lắm, chỉ là gần đây dường như có chút tâm sự. Em nghĩ ông đang suy xét anh. Liên Nhược Hạm ngước đôi mắt đẹp nhìn tới nhìn lui ở trên mặt Hạ Tưởng. Em thấy ông và anh, một già một trẻ lúc nào cũng như là đang đấu đố nhau. Không phải anh có lệ với ông, chính là ông suy đoán anh. Đều là người một nhà, có cái gì không thể nói công khai. Người một nhà là không sai, nhưng đều là nhân vật chính trị. Nhất là ông cụ cả đời là người sống cân nhắc tính toán, làm cho hắn khi nói chuyện không thể nói rõ ràng kế sách. Hơn nữa nói thật, Hạ Tưởng cũng tự nhận đối với ông cụ quả thật có ngăn cách, không chỉ có quan niệm chính trị bất đồng, còn có chênh lệch về cách đối nhân xử thế. Ông cụ triệu hắn về thủ đô, để hắn thăm hỏi Liên Nhược Hạm chỉ là một mặt. Mặt khác, khẳng định là muốn tận tâm chỉ bảo hắn, gõ gõ vài cái. Hẳn là ông cụ đã nhìn ra manh mối gì rồi, biết lập trường hắn không kiên định theo về thế lực gia tộc. Đau đầu đây, ông cụ không dễ ứng phó. Hơn nữa bây giờ chỉ là một mình ông cụ lộ diện, chờ khi Ngô Tài Dương bất mãn với hắn, thì sự việc quá nghiêm trọng rồi. Cùng Liên Nhược Hạm ăn cơm trưa, 3 giờ chiều, Hạ Tưởng cùng Liên Nhược Hạm đi tới nhà Ngô gia. Đại thể Ngô gia đã cam chịu không thể thừa nhận công khai sự thật Hạ Tưởng là con rể. Lúc Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm cùng nhau đi vào sân nhà Ngô gia, bỗng nhiên có một ý nghĩ hoang đường. Việc của hắn và Liên Nhược Hạm, hẳn đã phải là bí mật của bí mật. Tào Thù Lê cũng đã sớm chấp nhận sự thật rồi. Tào Vĩnh Quốc lại dường như chưa từng nghe gì về việc này, cũng không có đề cập qua. Kỳ thực Hạ Tưởng cũng có thể đoán được, với cấp bậc của cha vợ không thể không biết chân tướng sự việc, ông ấy không hỏi không đề cập tới thực ra cũng là như ngầm cam chịu sự thật. Cha vợ dù thế nào cũng là nhân vật chính trị, thấy qua nhiều người không trong sạch trong quan trường, đoán chừng cho dù mình có ý kiến cũng hơn nửa là tán thành cách đối nhân xử thế của chính mình. Ngô Tài Dương không có nhà, Ngô Tài Hà cũng không, chỉ có ông cụ ở nhà một mình. Hạ Tưởng cũng ngầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn đối với Ngô Tài Dương không phải sợ hãi, là không muốn đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng của ông ta. Liên Nhược Hạ rất hiểu chuyện dẫn Liên Hạ lên lầu chơi, Hạ Tưởng ở thư phòng cùng ông cụ nói chuyện. Hắn thấy ấm trà rất nóng, liền cầm bình rót nước. Thủ đô vẫn ấm hơn thành phố Thiên Trạch một chút, thành phố Thiên Trạch rất lạnh. Tôi thấy cậu sẽ không lạnh, vẫn là tinh thần và thể lực rất tốt. Ông cụ cười tủm tỉm nói. Mới đầu thế coi như không tồi, sau khi ổn định rồi từng bước tiến tới. So với ở thành phố Lang có nhiều tiến bộ, nhưng mới đi vài bước đã muốn chạy bộ sao? Hạ Tưởng đưa chén trà vào tay ông cụ. Trà phải uống nóng mới ngon, chờ trà lạnh mới uống thì không còn hương vị. Hai là dễ bị tiêu chảy. Cậu uống trà nóng tôi không phản đối. Nhưng không cần ngâm sai lá chè. Tôi đưa đại hồng bào cậu không uống lại muốn uống chè xanh. Ngày mùa đông lạnh, uống chè xanh không tốt cho sức khỏe. Ông cụ nhận trà, uống một ngụm, trên mặt vẫn lộ vẻ cười. Hạ Tưởng hiểu rõ ông cụ mượn chuyện trà để nói chuyện, ám chỉ khuynh hướng tư tưởng của hắn bị lệch lạc. Tình hình hiện nay của thành phố Thiên Trạch không thể lạc quan, phải dốc sức mới có thể phá bỏ tình hình căng thẳng. Mới có thể xúc tiến phát triển kinh tế. Hạ Tưởng đã đưa ra đề tài thành phố Thiên Trạch. Đến giúp đỡ doanh nghiệp tư nhân cũng là một thử nghiệm. Thành hay không trước tiên không nói đến, chí ít cũng muốn cố gắng thử xem. Thành phố Thiên Trạch không phải là một thành phố thích hợp cho một đổi mới. Cậu yên ổn ở đó 2 năm, quá độ có phải tốt hơn không? Tu tâm lại, sửa lại chút suy nghĩ về sau, không cần liều lĩnh. Ông cụ vừa nói vừa mở cửa sổ ra, gió lạnh ùa vào. Khí lạnh mùa đông làm cho suy nghĩ của người ta tỉnh táo. Thành phố Thiên Trạch có mùa đông dài đằng đẵng, có một câu nói rất hay trồng trọt vào mùa xuân sinh trưởng vào mùa hạ, mùa thu thì thu hoạch cất giấu cho mùa đông. Chính là muốn cho anh ẩn giấu đi điểm mạnh, cậu thực hiện giúp đỡ doanh nghiệp tư nhân, có thiếu suy xét. Ông cụ nói chuyện rất hàm xúc, có khi lại rất trực tiếp. Tất cả ở ngữ cảnh khác biệt,
chủ yếu cũng là giữa ông và Hạ Tưởng có một số việc đã làm rõ, không cần phải kiêng dè. Cục diện bế tắc không thể phá bỏ, còn mỗi ngày giấu nghề, Hào Quang đã kiềm chế rồi, nói không chừng cũng nuôi thành xui xẻo. Hạ Tưởng nói đùa một câu. Ông nói với tuổi hiện tại của con, có thể không muốn làm nên sự nghiệp lớn sao? Ông năm đó cũng giống con bây giờ, khẳng định so với con chí hướng còn cao xa hơn. Thời đại không giống, năm đó ông là tung hoành thiên hạ, muốn một lần liều mạng mạnh mẽ, nếu được thì thành công, không được thì mặc cho số phận. Con hiện tại không giống, không cần phải đánh cuộc, cứ yên ổn ngây ngốc 2 năm không phải rất tốt sao? Ông cụ thân mật vỗ vai Hạ Tưởng. Dù sao cũng là hướng về phía trước mà đi, đừng có tiếp tục làm gì nguy hiểm, làm việc phải chú trọng chỉ số mạo hiểm. Nói đi nói lại, vẫn là khuyên Hạ Tưởng bước đi cẩn thận một chút. Không nên cố sức không đạt được kết quả tốt. Thành phố Thiên Trạch có công nghiệp cơ bản quá kém, nền móng kém, doanh nghiệp nhà nước giúp đỡ không đứng dậy được. Chỉ có thể dựa vào doanh nghiệp tư nhân tháo gỡ cục diện. Hạ Tưởng biết rằng không thể không giải thích cho ông cụ một chút về quan điểm của hắn. Không để lộ quá sâu, nhưng một chút ý tưởng thì có thể trao đổi được. Ông và con giống nhau, thực ra đều xuất thân từ bình dân. Từng bước một mới tới ngày hôm nay, tuy là so với tầng lớp bình dân có chút khác biệt, nhưng có một câu nói rất hay ở triều đình cao tất xa dân. Người làm quan, không tạo phúc cho dân chúng thì tầm thường không có chí tiến thủ, ăn trên ngồi chốc. Thật đúng là thua kém hơn cả người thợ làm ra của cải cho xã hội. Lý tưởng của con cũng không to lớn. Chỉ ít muốn dựa vào năng lực của chính mình mang đến lợi ích cho dân chúng. Mang lại lợi ích, không uổng họ gọi một tiếng thị trường. Hạ Tưởng lời nói rất giản dị, rất xúc động, ông cụ nghe xong cũng hơi biến đổi sắc mặt. Tuy nhiên sau đó ông cụ vẫn lắc đầu. Thành phố Thiên Trạch lạc hậu mấy chục năm, không thể một sớm một chiều mà có thể thay đổi. Cũng không phải dựa vào sức mạnh của một mình con thì có thể làm gì đó. 4 nhà ở thành phố Thiên Trạch đều có nhu cầu quyền lợi. Chính sách của con sẽ gián tiếp làm tổn hại đến lợi ích của 4 nhà. Cho dù Ngô gia mắt nhắm mắt mở, những nhà khác sẽ không để con liên tục gây sức ép. Nếu chẳng may có sơ hở nào bị người ta nắm được, chọc vào thì rắc rối to. Ngay cả ông cũng không giữ được con còn muốn làm gì? Sợ là mũ quan cũng đánh mất. Ông cụ mượn lợi ích 3 nhà khác mà nói, kỳ thật vẫn là thăm dò khuynh hướng lập trường của hắn ở thế lực bình dân hay thế lực gia tộc. Hạ Tưởng biết rằng, giọng điệu ông cụ tuy rằng ôn hòa nhưng đến giờ 2 người cũng chưa từng giao lưu quá thân mật. Phần lớn đều là dừng ở thăm hỏi thường thường, đều không nói việc bên trong. Hôm nay xảy ra bên ngoài, chứng tỏ việc này vô cùng thận trọng đối với ông cụ. Còn có một việc. Ông cụ thẳng lưng về phía Hạ Tưởng, bỗng nhiên liền chuyển mình, vẻ mặt nghiêm túc. Có Ngô gia ủng hộ, tiểu Hạ, về sau con phải hết sức giữ khoảng cách với Tống Chiêu Độ, bởi vì ông rất không thích y. Hơn nữa y rất có khả năng sẽ bị điều động. Cái gì? Hạ Tưởng hoảng hốt. Chương 932, xảy ra chuyện, thất bại. Nếu nói về mặt tình cảm, Hạ Tưởng với Tống Chiêu Độ có tình cảm sâu đậm, hơn nữa hắn luôn một lòng nghĩ tương lai của Tống Chiêu Độ nhất định sẽ thăng tiến. Nhưng theo như những lời ông cụ nói ra, cũng không phải là không có căn cứ, có uy lực không nhỏ, chẳng nhẽ. Chủ tịch tỉnh Tống. Hạ Tưởng biết rằng bàn luận sau lưng lãnh đạo tỉnh là điều tối kỵ. Nhưng đúng ra hắn đang cùng ông cụ nói chuyện, cũng không quá băn khoăn. Ông ấy hành sự chín chắn, lại không có mâu thuẫn với ngài, làm sao mà. Ông cụ Ngô ra ánh mắt thoáng khép nhanh lại, vẻ giận dữ chợt lóe lên rồi ngay lập tức trở lại bình thường. Chủ tịch tỉnh Tống và tôi có mâu thuẫn gì? Tôi là một lão già, anh ta cũng không cần cho vào trong mắt, ha ha. Được rồi. Không nói tới anh ta nữa, còn nói sự việc của Thiên Trạch. Đã bắt đầu rồi, cậu cứ tiếp tục làm cho tốt, nhưng muốn giữ mức độ không nên qua điểm mấu chốt. Nhớ luôn luôn phải hiểu rõ mình đang đứng ở chỗ nào. Tới đây, ông cụ liền lập tức bỏ qua không đề cập tới nữa. Tối nay có món lẩu, mùa đông rất thích hợp ăn lẩu, vẫn là có mùi vị nồi than kiểu xưa. Đi, tiểu Hạ, hôm nay phải uống với ông 2 ly. Hạ Tưởng ngầm thán phục. Ông cụ rốt cuộc vẫn là ông cụ, bất luận là sự việc gì đều chỉ thể hiện một chút, mặt ngoài vẫn để cho người ta đủ không gian và tự do, không tạo áp lực. Trên thực tế, ông vẫn để cho người ta hiểu rõ yêu cầu của ông, để cho người ta theo ý nghĩ của ông. Nếu Hạ Tưởng không có ưu thế kín đáo, ý chí kiên định, hắn đã sớm bị ông cụ thu phục rồi.
So về trí tuệ chính trị của ông cụ, hắn tự nhận trước mắt còn thua xa, còn cần phải học hỏi rất nhiều. Vốn là so với Mai, Khâu, Phó ba nhà, bên ngoài Ngô gia là cao thượng nhất, thậm chí còn có thể khoan dung dễ dàng khi hắn làm tổn hại một chút lợi ích của Ngô gia. Nhưng đúng là ông cụ cao minh ở chỗ lấy lui làm tiến, bởi vì hắn nhìn ra bản thân chỉ thích mềm không thích cứng chính là thiếu sót trong tính cách. Sau đó lại chỉ Tống Chiêu Độ, rõ là nói Tống Chiêu Độ, nhưng hàm ý là ám chỉ sự cạnh tranh giữa thế lực dân thường cùng thế lực gia tộc. Tuy nhiên lời nói phải động vào Tống Chiêu Độ, khiến trong lòng Hạ Tưởng có chút khó chịu. Hắn nghĩ bớt chút thời gian gọi điện hỏi một câu, tốt nhất là đừng xảy ra chuyện gì. Hắn mơ hồ có dự cảm không tốt, chỉ sợ Tống Chiêu Độ cũng dính vào rắc rối giữa thế lực bình dân và thế lực gia tộc. Thậm chí còn làm gì đó khiến cho thế lực gia tộc rất bất mãn. Động một chút, Tống Chiêu Độ mới đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh không lâu, nếu bị điều chuyển về thủ đô giữ chức bộ trưởng, không phải là chuyện tốt đẹp. Hoặc là điều chuyển ngang đến một tỉnh xa xôi giữ chức chủ tịch tỉnh, cũng có hàm ý. Tình hình chính trị đặc biệt nhạy cảm, có chút biến động là có thể làm cho người ta hồ đồ. Dù cho cuối cùng Tống Chiêu Độ không làm gì, cũng sẽ ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ tới uy tín của ông ta. Nhất là hiện tại việc đối đầu với Phạm Duệ Hằng, đang dần dần chiếm được ưu thế. Lại suy nghĩ kỹ lưỡng, nếu toàn bộ thế lực gia tộc đều bất hòa với Tống Chiêu Độ, chủ tịch tỉnh Tống ở tỉnh ủy thân bị vùi vào cảnh khốn cùng. Không nói tới Mai Thái Bình, nhất định mất đi sự ủng hộ của Cao Tấn Chu và Lý Ngôn Hoàng. Thực lực của ông ta sẽ giảm đi. Hạ Tưởng không khỏi lo âu. Buổi tối lúc ăn cơm, không có người ngoài ông cụ, Hạ Tưởng còn có mẹ con Liên Nhược Hạm. Ông cụ thật đúng là rất cưng chiều Liên Hạ, để Liên Hạ ngồi trên đùi, đút cho ăn. Ngay cả Hạ Tưởng cũng thấy không được, của mắng Liên Hạ vài câu ông cụ lại không ngừng bảo vệ khiến Hạ Tưởng lắc đầu không nói gì. Cũng may Liên Hạ cũng biết nghe lời Hạ Tưởng, tự mình chủ động xuống, làm cho Hạ Tưởng có chút vui mừng. Hắn không mong Liên Hạ sau này lớn lên sẽ là một tay ăn chơi trác táng, rồi lại bị gièm pha cha là Hạ Tưởng. Về sau nhất định phải nói cho con, một là không được dở thói con ông cháu cha, hai là không càn quấy, ba là không dùng thủ đoạn lung tung. Làm một người có giáo dục có tố chất, tự mình cố gắng vươn lên trong đám con nhà giàu mới nổi kiêm thế hệ thứ hai của quan chức. Hay gọi là thái tử đảng. Nghĩ đến điểm này chính hắn cũng không ngại mỉm cười. Tuy rằng hắn đúng là đối với tầng lớp trên của xã hội ngược lại cảm thấy bất mãn, nhưng trên thực tế con hắn xác thực là thái tử đảng. Không nói Liên Hạ, cho dù Hạ Đông cũng vậy. Ông nội Hạ Đông tuy rằng là người bình dân, nhưng chú sau này chí ít cũng là bí thư huyện ủy. Cha hiện tại là thị trưởng, ông ngoại là phó chủ tịch tỉnh. Cũng là một tiểu thái tử đảng không hơn không kém. Hạ Tưởng lắc đầu cười thầm, trọng trách dạy dỗ con thật là một gánh nặng lâu dài. Người một nhà ăn cơm hòa thuận vui vẻ. Trong bữa tiệc, ông cụ thậm chí còn hỏi đùa Liên Hạ có phải muốn có em cho vui, Liên Hạ liên tục gật đầu. Còn chỉ vào Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm nói ba, mẹ không thương mình, không sinh thêm em gái cho mình làm cho Hạ Tưởng cười ha hả. Liên Nhược Hạm thì mặt đỏ bừng. Đêm đó, Hạ Tưởng ở lại cùng Liên Nhược Hạm, ánh trăng tròn vẻ xuân tình ám chỉ, chui vào trong chăn của cô. Một đêm hoan lạc, bị Liên Nhược Hạm đòi hai lần, đúng là tuổi trẻ, vẫn còn kham được. Ngày hôm sau Hạ Tưởng liền đi xe trở về thành phố Yến. Vốn không dự định quay về thành phố Yến, nhưng nghe lời của ông cụ Ngô gia, hắn thật sự không yên lòng. Sau khi cùng Tống Chiêu Độ trò chuyện, biết được ông ta rảnh, nên quyết định đến thành phố Yến cùng Tống Chiêu Độ nói chuyện trực tiếp. Tới Tống gia, Tống Chiêu Độ vẫn chưa tan sở. Đúng là ngoài dự kiến của Hạ Tưởng, không ngờ Tống Nhất Phàm lại ở nhà. Tống Nhất Phàm vốn đi học ở thủ đô, bây giờ còn chưa đến kỳ nghỉ, hỏi ra mới biết cô bị bệnh về nhà đã hai ngày. Hạ Tưởng thấy cô mặt đỏ lên, mặc một cái áo nhung dài trông như một con gấu bông đồ chơi đáng yêu. Lại thấy bộ dạng ốm yếu của cô quả thực làm cho người ta cảm thấy đau lòng liền ôm lấy cô một cái. Nhận được cái ôm bất ngờ, Tống Nhất Phàm lại khóc oang oang. Hạ Tưởng đáng chết, Hạ Tưởng thối, em hận anh chết đi được. Hạ Tưởng ngạc nhiên. Anh làm sao, anh có trêu chọc gì căm đâu. Anh có chọc em đấy. Tống Nhất Phàm không nói lý. Em bị ốm anh cũng không gọi điện cho em, Thiên Trạch cách thủ đô gần như thế, anh cũng không đến thủ đô thăm em. Rõ ràng là bên mình có gái đẹp, sẽ không để ý đến em rồi có phải không? Em nghe nói đài truyền hình thành phố Thiên Trạch có một hoa khôi gọi là gì Kim Nhan Chiếu, đúng không?
tôi còn chứng kiến chỉ cần là sự việc nào của anh thì cô ta đều là phóng viên đi theo. Anh chắc chắn đã lên giường cùng cô ta. Hạ Tưởng dở khóc dở cười. Tống Nhất Phàm rốt cuộc là cô nữ sinh nhỏ của trường Đại Tân, cái gì cũng dám nói gần như không thể ngăn cản được. Hắn và Kim Nhan Chiếu rõ ràng là trong sáng như tờ giấy trắng. Đừng nói lên giường, ngay cả nắm tay cũng chưa từng nắm qua, hắn cũng không phải con quỷ háo sắc. Nhưng mà vẻ mặt của cô bé đỏ vì ghen tuông và tủi thân, cố gắng ôm lấy hắn, nước mắt chảy ướt ngực áo hắn. Các cô gái trưởng thành bao giờ cũng rất nhiều tâm sự. Hạ Tưởng vỗ vỗ phía sau lưng cô. Đừng nghĩ ngợi lung tung, anh Hạ của em vẫn là người rất tốt, cho tới bây giờ vẫn giữ mình trong sạch. Em vẫn không tin anh phải chứng minh cho em thấy. Chứng minh như thế nào? Hôn em một cái. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hạ Tưởng không nói gì, nhưng đối mặt với hờn dỗi của Tống Nhất Phàm hắn không còn cách nào, đành phải nhẹ nhàng hôn lên mặt cô một cái, không ngờ Tống Nhất Phàm bất thình lình ôm lấy khuôn mặt hắn, cố gắng hôn lên môi hắn. Ấm áp mà ướt át, mềm mại mà dị người, đôi môi đỏ mọng rực rỡ như ánh ban mai. Hương thơm mê người, có hương thơm xa xưa, có cái đẹp của tuổi trẻ, giống như thấm vào ruột gan. Hạ Tưởng sửng sốt một lát mới đẩy Tống Nhất Phàm ra. Tiểu Phàm, không được làm càn, anh là anh của em. Cũng không phải anh ruột, em cứ muốn. Tống Nhất Phàm vẻ mặt ửng hồng, cũng không biết là vẫn sốt hay là xấu hổ, dù sao cũng vô cùng xinh đẹp. Đôi má trắng hồng, mặt như hoa đào vô cùng xinh đẹp lại kéo Hạ Tưởng một cái, như muốn hôn một cái nữa. Hạ Tưởng không phòng ngự liền bị cô cưỡng hôn thành công. Hạ Tưởng trong lòng không biết cảm nhận gì. Tống Nhất Phàm bạo gan và sôi nổi so với Phó Tiên Tiến chỉ hơn chứ không kém. Đúng là nữ sinh thế hệ 8X, chỉ có điều thật không biết làm sao, cửa phòng mở ra, là Tống Chiêu Độ đã về. Tống Nhất Phàm vội vội vàng vàng buôn Hạ Tưởng ra, như con nai giật mình, chạy về phòng mình như con thỏ, nhanh chóng chui vào chăn, che đầu không lộ diện. Chủ tịch tỉnh Tống. Hạ Tưởng thấy Tống Chiêu Độ trở về, cung kính nhiệt tình bắt tay. Phía sau là một người hơn 30 tuổi, mặc áo xám, sắc mặt có phần trắng bệch, hẳn chắc là Trần Thái Trung thư ký của Tống Chiêu Độ. Tống Chiêu Độ cũng không giới thiệu hai người, chỉ quay đầu nói một tiếng. Thái Trung, cậu về trước đi. Trần Thái Trung gật đầu một cái, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, xoay người đi ra. Hạ Tưởng chống ngực đập mạnh, vừa mới hôn không, bị hôn con gái chủ tịch tỉnh thì chủ tịch tỉnh trở về. Tuy là hắn cùng Tống Chiêu Độ đã quen thuộc, nhưng ít nhiều vẫn hơi chột dạ. Trong phòng hơi nóng, cậu cũng đừng mặc áo khoác, xem mặt cậu đỏ kia. Tống Chiêu Độ nói câu quan tâm Hạ Tưởng mới vội cởi áo khoác, nghĩ thầm không phải đỏ do nóng mà là bị con gái hôn. Khi nói chuyện, Tống Chiêu Độ hướng vào buồng trong liếc nhìn thấy Tống Nhất Phàm đang ngủ, nhỏ giọng nói. Vẫn ngủ ư? Hạ Tưởng vốn định trả lời rõ ràng. Lại nghĩ chủ tịch tỉnh Tống hỏi mơ hồ hắn cũng thiếu chút nữa trả lời một cách mơ hồ. Nếu nói Tống Nhất Phàm không tỉnh thì hắn làm sao có thể mở cửa. Liền vội vàng sửa lại. Sau khi mở cửa tôi bảo cô đi nằm, nếu biết trước Tiểu Phàm bị sốt tôi đã mua ít thuốc tốt. Tống Chiêu Độ cũng ý thức được câu hỏi vừa nãy là sai, cười lắc lắc đầu. Gần đây nhiều việc quá, đầu óc choáng rồi. Hạ Tưởng cũng chú ý tới khuôn mặt Tống Chiêu Độ hơi tiều tụy. Và tóc hai bên mai cũng bạc một ít, không khỏi bùi ngùi. Người trong quan trường bên ngoài thì mặt mày rạng rỡ, trên thực tế ngoài công việc nặng nề, tranh chấp cùng toan tính lật đổ trên trường chính trị làm cho lòng người quá mệt mỏi. Chỉ sợ, chủ tịch tỉnh Tống đúng là có mâu thuẫn với thế lực gia tộc. Sau khi ngồi xuống, Hạ Tưởng cũng như một nửa là chủ nhà, pha trà, sau đó vào thư phòng Tống Chiêu Độ liền đi thẳng vào vấn đề nhắc tới tình hình gần đây. Chính sách của Trung ương phát ra gây không ít tranh chấp, cấp cao đang phân hóa rất lớn. Gần đây tập trung mở không ít hội nghị kinh tế, các tỉnh đều biểu lộ thái độ. Khó trách, đòi hỏi các tỉnh tỏ thái độ chính là xem người ủng hộ bên nào nhiều. Không cần phải nói, chủ tịch tỉnh Tống chắc chắn là đứng trên lập trường giai cấp của thế lực dân thường. Tỉnh Yến từ trước đến nay theo sát bước chân Trung ương. Một tháng trước đã một lần tổ chức hội nghị chủ tịch tỉnh toàn quốc. Trên hội nghị từng có một lần tranh luận kịch liệt, tôi cùng Ngô Tài Giang đã tranh cãi ầm ĩ, cuối cùng là thủ tướng ra mặt giảng hòa, nếu không chắc ầm ĩ không yên. Tôi ngày thường rất ít nổi cáu, lúc đó quả thật đã rất phẫn nộ, cùng Ngô Tài Giang quyết tranh luận một phen.
hóa ra căn nguyên sự việc là bắt nguồn từ đây. Tuy nhiên Hạ Tưởng còn có chút nghi ngờ, ông cụ Ngô gia sẽ không chỉ vì một lần tranh luận bình thường mà có thành kiến với chủ tịch tỉnh Tống. Nếu không phải nội dung tranh luận rất nhạy cảm, đụng vào chỗ đau của Ngô gia thậm chí của thế lực dòng họ. Cụ thể nguyên nhân như thế nào, ông cụ không nói rõ, chủ tịch tỉnh Tống cũng giấu kín, Hạ Tưởng chắc chắn cũng sẽ không hỏi nhiều. Vừa ngồi một lúc, Hạ Tưởng không thể nhịn được, cẩn thận hỏi han. Sắp tới, tình hình của tỉnh chắc không ổn định, không có biến động gì chứ? Tống Chiêu Độ cười ha hả. Cậu có phải nghe Phong Thanh chuyện gì rồi không, nói là động vào tôi. Không cần hỏi nhiều, cứ an tâm làm tốt chức thị trưởng thành phố Thiên Trạch của cậu, đúng rồi, nghe nói cậu ở Thiên Trạch cũng có tiếng vang không nhỏ. Hạ Tưởng liền nói qua loa về chính sách giúp đỡ, sau đó lại duỗi hai tay. Chủ tịch tỉnh Tống, chính sách dự án và ưu đãi của tỉnh, cho tới nay đều không tới Thiên Trạch. Hôm nay tôi đến đây muốn ông giúp về tài chính và hạng mục. Ha ha, muốn có vốn có hạng mục thì phải đạt yêu cầu, chức thị trưởng của cậu cũng đủ khí thế nhỉ, trực tiếp chạy đến nhà chủ tịch tỉnh chia tay, toàn tỉnh chỉ có cậu là độc nhất. Vừa nói vừa cười, chuyện không vui của Ngô gia liền tan thành mây khói. Hạ Tưởng cũng nghe ra, Tống Chiêu Độ cũng chưa đặc biệt quan tâm đến mối quan hệ giữa hắn và Ngô gia, hắn cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Khó làm lắm, chủ tịch tỉnh Tống hiện tại cùng thủ tướng càng ngày càng gần. Thủ tướng là nhân vật thủ lĩnh thế lực bình dân, mà Ngô gia lại là cầm đầu thế lực gia tộc, hắn kẹp giữa hai bên, như bước chân trên băng mỏng. Một lát sau, Tống Nhất Phàm đi ra, cô giả bộ rất ấn tượng, vẻ mặt trấn tĩnh, không có chút nào chột dạ. Còn ra vẻ mời Hạ Tưởng uống nước, Hạ Tưởng liền cảm thán. Phụ nữ trời sinh biết diễn kịch, ai dám xem thường phụ nữ người đó sẽ bị mắc mưu. Trong lúc mời nước, Tống Nhất Phàm quay lưng về phía Tống Chiêu Độ, mới nhìn Hạ Tưởng làm mặt hề, vẻ mặt tươi cười đắc ý. Hạ Tưởng không ở lại Tống gia ăn cơm mà về nhà. Về đến nhà, Tào Thù Lê cùng Hạ Đông rất vui mừng ngạc nhiên. Người một nhà đoàn tụ cùng nhau, cũng là cảnh tượng náo nhiệt. Hạ Tưởng thấy cũng tốt, chờ đầu xuân sang năm, lại tiếp tục sống cùng Tào Thu Lê và Hạ Đông như trước. Thành phố Thiên Trạch rất lạnh, sợ hai người khó có thể thích nghi, đồng thời cũng vì hắn vừa mới đến thành phố Thiên Trạch, công việc còn chưa mở rộng, không mang theo người nhà mới có lợi, không có ai lại nghĩ cách đi đường lối phu nhân ngoại giao. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Sáng sớm hôm sau, Hạ Tưởng sẽ lên đường quay trở về thủ đô. Vốn định chỉ dừng lại thủ đô một chút rồi cùng ngày trở về Thiên Trạch. Không nghĩ rằng mới đến thủ đô liền nhận được điện thoại của lão Cố bảo hắn tới. Sự việc cứ đến cùng lúc chạy đến, lão Cố không nói chuyện gì hắn liền vội vàng chạy đến. Cũng ở thủ đô muộn mất một hai ngày, Trần Khiết Văn thì đã sớm trở lại thành phố Thiên Trạch. Vừa đúng lúc này Kỷ Phong Thanh lại xảy ra chuyện, còn ở thành phố Thiên Trạch bắt đầu sóng to gió lớn. Hắn không thể kịp thời ra tay xoay chuyển cũng khiến hắn vô cùng đau lòng. Lão Cố tìm hắn có hai chuyện, một là Cố Ngọc muốn xuất ngoại, hai là chuyển lời thủ tướng. Cố Ngọc đúng là vẫn quyết định xuất ngoại, Hạ Tưởng trong lòng có chút không muốn nhưng cũng không nói ra lời nói giữ lại, chỉ chúc mừng. Cố Ngọc thật không có cảm xúc ly biệt, cười tâu tuét nói là thực ra cô xuất ngoại là có tiền đồ tươi sáng. Không nói trước khi nào trở lại, hiện tại giao thông phát triển cũng chỉ mất mấy giờ máy bay. Lão Cố cùng Hạ Tưởng theo lệ cũ đi tản bộ trong vườn. Ông khen không dứt miệng về chính sách phát triển thành phố Thiên Trạch của Hạ Tưởng. Cho là sáng kiến hạng nhất, Hạ Tưởng liền vội vàng khiêm nhường, cũng không phải sáng kiến của hắn không thể đem trí tuệ người khác làm của riêng. Dụng ý của Lão Cố rõ ràng không phải muốn khen Hạ Tưởng mà là mượn cơ hội nói. Thủ tướng nói rằng cậu đang đi xiếc trên dây, rất nguy hiểm, nhưng ông ấy vẫn rất tán thưởng tinh thần mở rộng của cậu. Thủ tướng khen ngợi cũng nằm trong dự đoán, hắn thực hiện giúp đỡ doanh nghiệp tư nhân tuy rằng hiện tại chưa hẳn thực sự động chạm tới quyền lợi của thế lực gia tộc, nhưng đã biểu lộ khuynh hướng chính trị của hắn. Thủ tướng nhìn ra hắn đi dây làm xiếc, ông cụ Ngô gia cũng nhìn ra, Mai gia, Khâu gia và Phó gia khỏi nói cũng có thể nhìn thấu. Bọn họ sở dĩ không nói gì cũng là đang chờ xem Ngô gia làm như thế nào. Nếu hắn và thế lực gia tộc càng lúc càng xa, bị chê cười nhất là Ngô gia. Tức giận nhất cũng là Ngô gia. Mặt khác mấy nhà thậm chí không cần động thủ, chỉ cần khoanh tay đứng nhìn là được. Nếu Ngô gia có thể dễ dàng tha thứ hắn thân ở Tào Lòng theo hắn thì mấy nhà khác có động thủ cũng không muộn. Đương nhiên lời nói thủ tướng hàm xúc rộng lớn,
chính là tỏ rõ thái độ là được, Đường Quan sau này còn phải tự hắn đi. Tiễn Cố Ngọc đi, cậu biết đấy, cũng không dễ dàng gì. Nó kỳ thực rất muốn cậu tiễn nó nhưng không tiện mở lời. Lão Cố nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Tưởng dường như muốn xem gì đó. Ông khuyên nó không được, thôi đi, để nó đi được rồi. Đúng là con trẻ lớn rồi, muốn bay là bay đi. Lão Cố vẫn khó tránh khỏi thương cảm. Hạ Tưởng vẻ mặt chân thành. Cố Ngọc đi rồi, ngài còn có tôi. Lão Cố vỗ vỗ vai Hạ Tưởng, cũng chân tình thổ lộ. Tôi thật muốn có một đứa cháu trai như cậu, cũng là tốt phúc, cho dù là cháu rể cũng được. Chuyến bay của Cố Ngọc bay vào ban đêm, Hạ Tưởng tự mình lái xe đưa cô đến sân bay. Lão Cố không đi, sợ thương cảm. Trước khi lên máy bay, Cố Ngọc vẫn khóc, ôm Hạ Tưởng hôn vài cái. Em có chút ân hận, anh chờ, qua một thời gian em quay trở lại. Em muốn rời xa anh một chút, anh mới có thể thấy rất nhớ em, cũng rất quý trọng em. Hạ Tưởng cay cay sống mũi, cô gái vừa trong sáng hồn nhiên một khi yêu trong lòng vướng bận sẽ mất đi vẻ thơ ngây vốn có. Cố Ngọc trước kia là một cô gái thuần khiết như ngọc. Nhưng khi yêu hắn, trong lòng cũng chịu nặng. Cố Ngọc nói muốn đi châu Âu, nói là muốn không dắt không treo, nói là muốn theo đuổi cuộc sống tự do tự tại, kỳ thật không phải là không có sự trốn chạy. Tiễn Cố Ngọc, lại ở thủ đô một đêm, sáng sớm hôm sau Hạ Tưởng liền quay trở về thành phố Thiên Trạch. Đi được nửa đường, Hạ Tưởng liền nhận được điện thoại của Bành Vân Phong. Nói đến Bành Vân Phong lớn nhỏ cũng là trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố. Nhưng những gì đã làm của y gần đây so với của thư ký thì vẫn là thư ký. Nói cho Hạ Tưởng hai tin tức kinh người. Có người âm thầm điều tra tác phong sinh hoạt hắn. Nói thị trưởng Hạ và hai cô con gái song sinh hoa nhài vàng và bạc của lão đại xã hội đen ở thành phố Lang quan hệ mập mờ. Và thị trưởng Hạ còn vì hai chị em này ghen tuông ở thủ đô, bị người đánh đập tàn nhẫn. Đây là điều thứ nhất. Thứ hai, chính là tối hôm qua, Kỷ Phong Thanh sau khi để lại một bức di thư, trong văn phòng uống một lượng thuốc ngủ lớn tự sát. Sáng sớm hôm nay đi làm mới phát hiện thi thể, trước mắt đang khẩn trương xử lý hậu sự. Hạ Tưởng tức giận. Chương 933, tranh chấp và điểm đáng ngờ, thất bại. Nếu nói giữa hắn và Trần Khiết Văn có xung đột lợi ích thì không thể tránh được. Từng người phát huy tài năng chính trị, kìm hãm lẫn nhau, kìm hãm và đoạt quyền, đơn giản là vì phục vụ quan niệm chính trị của riêng mình. Nhưng Trần Khiết Văn đem sự việc hoa nhài vàng, bạc bôi nhỏ vào mặt hắn, chính là không thuộc loại thủ đoạn nào. Hắn vẫn không muốn ở thành phố Thiên Trạch gây ra động tĩnh gì đó. Vốn định nhẹ nhàng cầm quyền, không nghĩ tới, chẳng những khó khăn chồng chất, thế lực bảo thủ có thủ đoạn phản kích rất quyết liệt, thật là ngoài dự kiến của hắn. Mà hắn vẫn luôn cho rằng Trần Khiết Văn có kiềm chế. Cũng là kinh nghiệm quan trường, trên cơ bản mâu thuẫn và xung đột đều đã đưa ra bên ngoài, sẽ không lén lút hạ thủ. Không nghĩ cô tự một mình quảng cáo dùm beng là nữ cán bộ bí thư. Cũng mang những tin đồn vu vơ về chuyện tác phong sinh hoạt ra để nói chuyện, hơn nữa rõ ràng nguồn gốc sự tình là do Quốc Hoa Thụy dựng lên, lại nói thành sai lầm của hắn. Thực đúng là đổi trắng thay đen. Tức giận qua đi thì đến chấn động, Kỷ Phong Thanh đang yên đang lành, sao lại chết? Trong điện thoại Bành Vân Phong không nói rõ, nhưng Hạ Tưởng nghe ra có vẻ, dường như cái chết của Kỷ Phong Thanh có liên quan tới hắn. Hạ Tưởng lòng nóng như lửa đốt, mới rời khỏi thành phố Thiên Trạch vài ngày thì đã xảy ra việc lớn như vậy. Ai nói thành phố Thiên Trạch là một hồ nước lặng, phía dưới mặt nước phẳng lặng có luồng nước xoáy rất lớn có thể hút người. Hạ Tưởng phẫn nộ rồi, nếu để hắn kiểm tra quả thật là Trần Khiết Văn ở sau lưng sai khiến kẻ khác bôi xấu hắn, hắn sẽ cho Trần Khiết Văn thưởng thức một chút thủ đoạn của hắn. Đừng tưởng rằng hắn cười mỉm thì dễ bắt nạt. Hạ Tưởng cũng không phải là một người dễ để người khác bắt nạt. Bành Vân Phong trước tiên cùng Hạ Tưởng ra thông báo với cấp dưới. Sau đó, Từ Tử Kỳ, Dương Kiếm và Hứa Phàm Hoa đều lần lượt gọi tới. Lẽ ra là thư ký. Từ Tử Kỳ không thông báo được cho thị trưởng Hạ là không làm tròn bổn phận. Hạ Tưởng cũng không quá so đo tỉ mỉ sai sót trong công tác của Từ Tử Kỳ. Giải thích vài câu liền thúc giục lái xe mau chóng lên đường. Lúc vào đến thành phố, cuối cùng cũng nhận được điện thoại của Trần Khiết Văn. Trần Khiết Văn nói rất ngắn gọn. Thị trưởng Hạ, sẽ nhanh đến chứ? Thành ủy đang tìm hiểu sự việc, mời anh mau tới. Nhân vật số 1 chính là nhân vật số 1. Xảy ra một sự việc lớn như vậy vẫn biết giữ bình tĩnh, hơn nữa cũng không nói tường tận với nhân vật số 2.
Cũng đúng thôi, để nhân vật thứ nhất báo cáo công tác với nhân vật số 2 thì thật mất mặt. Hạ Tưởng cũng liền lầm bầm đùa cợt vài câu, buông điện thoại xuống, trong lòng lại hiện lên chút hối hận. Ở thành phố Lang, là hắn chủ động ra tay chèn ép Nga Ni Trần, cuối cùng lại theo đuổi không bỏ Cổ Hướng Quốc, chính là vì biểu dương chính nghĩa. Nhưng ở thành phố Thiên Trạch, hắn ngay từ đầu không thể nói là khắp nơi nhường đường, ít nhất cũng là khiêm nhường. Hơn nữa còn định bụng ẩn giật, không ngờ sau hai lần xung đột mâu thuẫn, vẫn cần phải ngấm ngầm đả kích hoặc công khai so chiêu, không thể không phân ra thắng bại. Vì sao hắn có thể thoái lui nhường một bước, chỉ cần có thể thúc đẩy quan điểm chính trị của hắn, đối phương lại tuyệt nhiên không cảm kích, vẫn muốn mang chuyện hoa nhài vàng, bạc ra nói. Vấn đề tác phong sinh hoạt hiện tại không đủ sức làm gì được hắn. Hắn là cán bộ cấp giám đốc sở, cho dù truyền tới tỉnh ủy cũng sẽ không có người mang vấn đề tác phong đi điều tra một gã giám đốc sở thực chức của thị trường. Nhưng dụng ý đối phương rõ ràng là muốn bôi nhọ hắn, bởi vì hắn ở thành phố Thiên Trạch uy danh đang lên rất nhanh. Hiện tại đã mơ hồ có vẻ không tương xứng cùng Trần Khiết Văn. Trần Khiết Văn không giống như Cổ Hướng Quốc, cô thân là một nữ cán bộ, về giới tính có ưu thế rất lớn. Đầu tiên có thể cô có vấn đề về tác phong sinh hoạt cực thấp. Cho dù có, cũng không đến nỗi quá nhiều. Thứ hai, cô cho dù có vấn đề về mặt kinh tế, cũng không dễ dàng tra được. Nam viên chức ngày thường ăn uống tiệc tùng hoặc là ra vào một số nơi, đều lưu lại dấu vết. Trần Khiết Văn thì không, cô có phải làm việc trong sạch hay không trước tiên không nói, chỉ ít biểu hiện ra ngoài của cô so với nam viên chức ít đi nhiều cơ hội tham ô hủ bại. Hạ Tưởng đã hiểu rõ hơn một chút, hắn đừng nói lật không đổ Trần Khiết Văn, cho dù có thể, cũng không thể. Bởi vì ở thành phố Lang tình hình đặc biệt, Nga Ni Trần quyền thế ngập trời, không lật đổ Cổ Hướng Quốc, thành phố Lang sẽ hỗn độn lộn xộn lâu dài. Trần Khiết Văn cho dù tham ô hủ bại, cho dù có vấn đề nghiêm trọng, hắn cũng không thể ra tay, bởi vì nếu lại vì hắn mà Trần Khiết Văn bị mất chức, như vậy hắn sẽ không khác gì những kẻ khác trong quan trường. Hoặc thế lực của gia tộc sẽ tán thưởng hắn là có oai phong qua cửa chém tướng. Nhưng thế lực dân thường cũng sẽ xem hắn như nước lũ và thú dữ. Đi tới đâu thì khơi mào tranh đấu ở đó. Sinh mạng chính trị của hắn đáng lo ngại rồi. Sự thật chính là bất đắc dĩ như vậy. Tỉnh Yến từng sinh ra một bao thanh thiên hiện đại, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật nhân nghĩa Thiết Diện. Năm đó ở huyện đảm nhiệm chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, xét xử rất nhiều tham quan ô lại. Sau này thanh danh ngày càng vang xa, liền bị điều tới thành phố. Ở thành phố vẫn là Thiết Diện vô tư. Sau khi điều tra mấy vụ án, liền bị điều lên tỉnh. Rất nhiều người cũng nghĩ là bí thư Thiết Diện chắc chắn vì xét xử tham quan mà liên tiếp được thăng chức, ai ngờ sau khi điều đi nhậm ở tỉnh, bí thư Thiết Diện liền biến mất dần dần trong mắt mọi người. Không còn thấy xử bất kỳ một vụ án lớn nào. Ở tầng thấp có lẽ cần nhân vật anh hùng đầu tàu gương mẫu. Nhưng càng hướng về phía trước, lại càng cần ẩn giật, càng cần chú trọng trí tuệ chính trị. Chú ý nói chính trị, nói quang minh chính đại vì đại cục. Hạ Tưởng suy nghĩ lan man. Bỗng chốc suy nghĩ rất nhiều, vừa nhấc đầu mới phát hiện hóa ra ô tô đã vào đến trụ sở thành ủy. Bầu không khí không bình thường, cảnh tượng tất cả mọi người vội vàng, ánh mắt né tránh, không dám nói chuyện với nhau. Tất cả khẩn cấp như gặp phải đại địch, nhìn thấy thị trưởng Hạ trở về đều cung kính chào hỏi nhưng ánh mắt rất phức tạp. Hạ Tưởng cũng không để ý tới, gật đầu đáp lại, vội vàng lên lầu. Bùi Nhất Phong đang chỉ huy cảnh sát kiểm soát hiện trường. Thi thể của Kỷ Phong Thanh đã được đưa ra xe của nhà tang lễ. Người chết đã lâu rồi, cũng không đưa vào bệnh viện, đưa thẳng đi hỏa táng. Một người trẻ khoảng 20 tuổi đứng đầu ánh mắt đờ đẫn nâng một người phụ nữ trung niên đã khóc không thành tiếng rõ ràng là người nhà Kỷ Phong Thanh. Đi theo thi thể của Kỷ Phong Thanh lên xe, ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban thư ký thành ủy Trần Thiên Vũ cùng một gã phó trưởng ban thư ký đi cùng người nhà Kỷ Phong Thanh nói lời an ủi. Hoàn cảnh bi tráng làm cho người ta không dám nhìn lâu. Bùi Nhất Phong chỉ huy cảnh sát, ầm ầm mà loạn thành một nùi. Còn có không ít thành viên từ văn phòng nhô đầu ra. Có tò mò, có chút hả hê, có chống đối, cũng có châm chọc. Hạ Tưởng nổi giận, lần đầu tiên trước mặt mọi người nổi giận. Bùi Nhất Phong, để toàn bộ cảnh sát nhanh chân nhanh tay, cố gắng đừng làm loạn bát nháo, tôn trọng người chết là đạo đức cơ bản nhất. Sau đó lại quay về phía các công chức thành ủy đang thò đầu ra nhìn cả giận nói. Cũng trở về làm việc đi, thật sự không có việc gì cũng làm loạn, đi hết bên ngoài quét dọn vệ sinh.
thị trưởng giận dữ, gió mây biến sắc. Bùi Nhất Phong trong lòng không phục, cũng không dám không nghe, lập tức quát vài tên cảnh sát, của mắng bọn họ một chút. Những người khác đều sợ tới mức co rụt cổ, về phòng làm việc, trong lòng tim vẫn đập không ngừng. Bình thường thị trưởng Hạ rất ôn hòa, hôm nay làm sao vậy? Sao lại giận dữ đến vậy? Không phải người chết là Kỷ Phong Thanh sao, có cái gì ghê gớm? Đúng là không có gì ghê gớm, nhưng không biết sao Hạ Tưởng cứ không thoải mái trong lòng. Lại nhìn đến đám người dễ thay đổi sắc mặt, hắn liền kiềm nén không được bực tức trong lòng. Tuy nói hiện nay sự kiện cán bộ các nơi tự sát chẳng lạ lùng gì, nhưng trong việc Kỷ Phong Thanh tự sát, cấp bậc không cao, phỏng chừng cũng không thu hút để người đời để ý tới. Nhưng dù sao phát sinh bên cạnh mình, nhất là chứng kiến nỗi đau khổ bất lực của vợ con anh ta, Hạ Tưởng trong lòng cảm thấy bực bội khó chịu. Nếu lúc ấy khi Kỷ Phong Thanh đến đây tỏ vẻ muốn dựa vào, hắn tỏ vẻ thu nhận một chút, có phải có thể vãn hồi việc phát sinh thảm án này không? Tuy rằng hắn cũng không biết nguyên nhân Kỷ Phong Thanh tự sát, nhưng luôn luôn thẹn trong lòng, dường như Kỷ Phong Thanh tuyệt vọng bị từ chối mười mấy năm, cuối cùng đem chút hy vọng gửi gắm lên hắn, hắn cũng quan liêu khe khẽ vung tay, làm mất đi toàn bộ hy vọng của Kỷ Phong Thanh. Chính mình thật sự bị quan trường làm mất đi nhân tính và khía cạnh tốt đẹp rồi sao? Từ hành lang đến văn phòng Trần Khiết Văn, khoảng cách chỉ có hơn chục bước, Hạ Tưởng lại suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Hắn trong lòng vô cùng nặng trĩu. Từ đầu đến cuối cảnh tượng vợ con Kỷ Phong Thanh đã khóc không ra nước mắt đu đưa trong mắt. Khi mà một người khóc đến độ nước mắt không chảy ra ngoài được, phải là đau đớn và tuyệt vọng đến thế nào? Hạ Tưởng lại hồi tưởng lại lúc Kỷ Phong Thanh báo cáo công tác với hắn, bất lực và thất vọng. Hắn bỗng nhiên trong lòng dấy lên một nỗi bi thương. Hắn vốn là có niềm tin ôm hy vọng làm quan một lần tạo phúc một phương đi vào chốn quan trường. 10 năm qua, tình cảm và nhiệt huyết của hắn cũng quả thực bị tiêu tan rất nhiều, nhưng còn có tâm niệm, chỉ cần có lợi cho đất nước, cho dù hy sinh bản thân mình cũng cam lòng, tuyệt đối không vì mình rất có thể sẽ gặp tai họa mà trốn tránh. Nhưng hôm nay, lại phạm phải một sai lầm không nên phạm trong cách dùng người. Có phải quá hiện thực quá thực dụng hay không? Trần Khiết Văn ngồi trong phòng làm việc, vẻ mặt cáu kỉnh. Hạ Tưởng tiến vào, cô hạ thấp người ra hiệu Hạ Tưởng ngồi xuống. Thị trưởng Hạ, công việc khắc phục hậu quả tôi thấy cần 3 việc. Thứ nhất, ban tuyên giáo nghiêm khắc kiểm soát việc tình hình bị phóng to. Ngành công an cố thủ đề phòng nghiêm ngặt. Thứ hai, cấm bất cứ kẻ nào thảo luận về việc tự sát của Kỷ Phong Thanh. Một khi phát hiện ra, sẽ bị xét xử nghiêm. Thứ ba, thành ủy lập tức triệu tập đại hội toàn thể cán bộ, thống nhất cách xử lý. Phòng có người cố ý đem sự việc làm náo loạn. Ai bôi nhọ thành phố Thiên Trạch người đó chính là tội nhân của thành phố. Nói rõ ràng hết ý, Trần Khiết Văn lại thay đổi giọng điệu. Anh xem có gì không được thì bổ sung thêm. Trực tiếp hỏi có phải bổ sung không, ý đúng là 3 quan điểm của cô không phải quan điểm, là quyết định. Nói quan điểm là nể mặt Hạ Tưởng, như quả thật nếu là quan điểm, phải nói để Hạ Tưởng đề xuất ý kiến. Những việc này... Hạ Tưởng không mở miệng tán thành như Trần Khiết Văn dự đoán mà là vẻ mặt nghiêm túc bất ngờ hỏi vặn lại một câu. Những việc này, thị trưởng Hạ chẳng lẽ không có cùng ý kiến? Trần Khiết Văn vẻ mặt khó hiểu. Trước tiên cho dù Kỷ Phong Thanh chết vì nguyên nhân gì, bản thân cũng đã vì thành ủy tận tụy công tác 10 mấy năm. Không có công lao cũng có vất vả, thành ủy không nghĩ kế sách nào trấn an gia đình người chết, để người chết yên nghỉ và người sống an tâm. Lại nghĩ kế sách để phòng nghiêm ngặt cố thủ, thầm nghĩ kế sách để lợi ích chính trị của mình sao cho không bị ảnh hưởng. Bí thư Trần, quan trường không phải là chiến trường, chúng ta cũng không phải quan liêu không có cảm xúc. Hạ Tưởng nói rất thẳng, hơn nữa rõ ràng là giọng điệu nghi ngờ, khiến cho sắc mặt Trần Khiết Văn trong chốc lát đỏ lên. Tức giận đến mức ngực phập phồng không ngừng, nếu như bà là phụ nữ 30 tuổi, có lẽ còn đẹp, nhưng đã hơn 50 tuổi dáng ngòi bà đã thay đổi. Bộ dạng tức giận chỉ khiến cho người ta cảm thấy một luồng khí lạnh. Hạ Tưởng quá kiêu ngạo, một thị trưởng dám nói với bí thư như vậy, không biết kẻ trên người dưới. Trần Khiết Văn không thấy vẻ áy náy của Hạ Tưởng, trong mắt cô, Kỷ Phong Thanh chết không đủ để tiếc thương. Chết thì chết, vì sao lại chết ở tòa nhà thành ủy, chết trong phòng làm việc. Chết cũng không để cho người ta yên lành, nếu chẳng may tin tức bị truyền ra ngoài cho truyền thông đâm chọc. Toàn bộ cán bộ chóp bu của thành phố Thiên Trạch lại thành mục tiêu công kích, lãnh đạo tỉnh không tức giận mới là lạ. Kỷ Phong Thanh là một nhân vật nhỏ không đáng nhắc đến, đã chết rồi.
nhưng nếu vì cái chết của y mà mang đến phiền toái cho thành phố Thiên Trạch, còn muốn thành ủy chiếu cố vợ con y. Đừng có mơ, thị trưởng Hạ rốt cuộc sao lại thế này? Quan trường không phải chiến trường, nhưng quan trường cũng không phải viện phúc lợi. Thị trưởng Hạ, khi nói chuyện phải chú ý đến lập trường giai cấp của mình. Phải nói phù hợp với thân phận của mình, cái gì nên nói thì nói. Trần Khiết Văn cũng tức giận quá chừng, liền lạnh mặt, lạnh lùng nói. Người nhà Kỷ Phong Thanh, thành ủy cũng sẽ có cân nhắc. Nhưng sự việc cần phân nặng nhẹ, hiện tại là lúc thành ủy thống nhất cách xử lý vấn đề. Hy vọng thị trưởng Hạ vì đại cục, xuất phát từ việc gìn giữ lợi ích của thành phố Thiên Trạch, không nên hành động theo cảm tính. Nếu thật tâm muốn giữ gìn cho thành phố Thiên Trạch yên ổn đoàn kết cục diện chính trị thì không có người ác ý phát ra tin đồn. Bí thư Trần, tôi đến thành phố Thiên Trạch đảm nhiệm chức thị trưởng, chỉ có một mục đích, chính là phát triển kinh tế, thay đổi diện mạo thành phố Thiên Trạch nghèo khó lạc hậu. Tôi không hy vọng các đồng chí thành ủy đều ủng hộ công việc của tôi, nhưng xin đừng làm ra chướng ngại. Tôi mong muốn cùng mọi người cùng tiến bộ, nhưng nếu có người tự mình không muốn tiến bộ, còn không cho kẻ khác phát triển, vậy thành chướng ngại trên đường tiến lên rồi. Hạ Tường nói lời nói hàm xúc lại thẳng thắn. Hắn tin Trần Khiết Văn có thể hiểu ý tứ của hắn. Kỳ thực với khả năng kiềm chế của Hạ Tường không đến mức ngay trước mặt Trần Khiết Văn nói lời cay độc. Nhưng đúng lúc có việc lớn Kỷ Phong Thanh tự sát, gặp dịp truyền ra những tin tức bất nhã về hắn, mà cách Trần Khiết Văn xử lý khắc phục hậu quả lại rất quan liêu rất không có cảm xúc, liền kích động sự phẫn nộ và bất mãn vô cùng của hắn. Trần Khiết Văn trợn tròn mắt nhìn Hạ Tường, không thể tin được giọng điệu Hạ Tường lại dũng cảm cùng bà nói chuyện như vậy. Nhưng nghĩ lại quả thực sự việc phát ra lời đồn giải quyết không tốt, hơn nữa lại nghĩ thị trưởng Hạ nói cũng có lý. Không an ủi được người nhà sẽ gây rối, thành ủy bị mất thể diện. Liền nói, cũng được, công việc trấn an người nhà, cậu đưa ra ý kiến thì tận lực trấn an là được. Bà chỉ nói ra việc trấn an gia đình. Về phần chướng ngại như lời Hạ Tường vừa nói thì không đề cập tới. Cục diện chính trị thành phố Thiên Trạch yên ổn đoàn kết không đổi. Hy vọng thị trưởng Hạ có thể làm tốt công tác của mình, cùng tôi làm tốt nhiệm vụ của thành phố Thiên Trạch. Sau khi Hạ Tường đi rồi, Trần Khiết Văn ngồi yên chốc lát, bỗng nhiên, bịch, một tiếng, hung hăng quăng quyển sách. Sau đó lại cầm điện thoại gọi đến thủ đô. Lão Dư, anh Toàn gây phiền phức cho em. Nói anh đừng dùng thủ đoạn ám muội anh không nghe, nếu chẳng may Hạ Tường tức giận, muốn làm ầm ĩ thì sẽ phát triển công việc như thế nào đây? Lão Dư đương nhiên là chồng của Trần Khiết Văn Dư Hóa Thượng. Chủ ý gieo rắc tin đồn về Hạ Tường chính là từ Dư Hóa Thượng. Y sau khi nghe được mâu thuẫn giữa Hạ Tường và Trần Khiết Văn rất là căm tức. Muốn đem Hạ Tường và việc hoa nhài vàng, bạc tung ra. Trần Khiết Văn vốn không đồng ý, nhưng không chịu nổi Dư Hóa Thượng suối bẩy. Hơn nữa bà cũng quả thực bị đánh bại trên hội nghị thường vụ nên trong lòng đau kịch liệt. Liền ngấm ngầm làm theo hành động không lý trí của Dư Hóa Thượng. Nếu chẳng may bị Hạ Tường phát hiện ra, ảnh hưởng đến hình tượng thể diện quang minh vĩ đại của bà, sẽ không tốt. Trần Khiết Văn cảm thấy đau đầu, lại bỗng nhiên chợt nhớ tới cái chết của Kỷ Phong Thanh, không khỏi càng thêm khó chịu trong lòng. Sau khi buông điện thoại lại gọi Lý Dật Phong đến. Di thư của Kỷ Phong Thanh có nói gì không? Lý Dật Phong nhìn mặt đoán ý, hơn nữa vừa mới nghe được Trần Khiết Văn ở bên trong quảng đồ vật, hiểu rõ bí thư Trần trong lòng không vui liền cẩn thận hơn. Cũng không viết gì, chỉ nói là cả đời không được chuyện gì lớn lao, tầm thường không chí tiến thủ, rất xin lỗi đảng và nhà nước đã bồi dưỡng. Lại thêm chứng trầm cảm, chỉ muốn chết, không có gì khác. Bùi Nhất Phong có nói chuyện gì không? Trần Khiết Văn không tin Kỷ Phong Thanh là bởi vì chứng trầm cảm mà tự tử. Bởi vì sự tình rất trùng hợp. Sự việc phải kiểm soát chặt chẽ, đừng cho người ta bàn ra tán vào. Cục trưởng Bùi không nói gì. Lý Dật Phong biết chút ít nội tình, nghĩ thầm có thể che giấu là tốt nhất. Che giấu không được, với thị trưởng Hạ mạnh mẽ, cứng rắn, lại là một trận sóng gió. Tuy nhiên y vẫn thấy may mắn, cho là người đã chết, khẳng định sẽ không có sóng gió. Thật không ngờ thị trưởng Hạ chẳng những không bỏ qua việc này, còn mượn cơ hội thu quyền. Không khí quan trường thành phố Thiên Trạch rất là nghiêm túc. Hạ Tường trở lại phòng làm việc, cơn giận còn sót lại vẫn chưa tiêu tan. Từ Tử Kỳ đưa nước trà, thấy thị trưởng Hạ sắc mặt không tốt lắm liền quan tâm nói. Thị trưởng Hạ, ngài cũng đừng phiền, sự việc vẫn luôn tiếp diễn. Hạ Tường bỗng chốc nhớ tới. Kỷ Phong Thanh vì sao tự sát,
có nghe thấy tin đồn gì không? Từ Tử Kỳ lắc đầu. Không có, bí thư Trần sáng hôm qua trở về. Sau khi trở về cũng không có động tĩnh gì. Chính là chủ nhiệm Bì và cục trưởng Bùi đi báo cáo công tác, nói chuyện dường như rất lâu. Hạ Tưởng sửng sốt, nghi ngờ nhìn Từ Tử Kỳ liếc mắt. Từ Tử Kỳ ngay lập tức hiểu rõ nghi vấn của thị trưởng Hạ, cười ha hả. Lý Dật Phong nói cho tôi biết, tôi và anh ta không phải rất quen thuộc, nhưng cũng là có chơi thân. Tối qua cùng nhau uống rượu anh ta có uống hơi nhiều, sau đó thuận miệng mới nói cho tôi biết. Hạ Tưởng gật gật đầu, không nghĩ ra Từ Tử Kỳ còn cùng Lý Dật Phong chơi thân, ít nhiều khiến hắn bất ngờ. Lại một mình ngẫm nghĩ sự tình một chút, Bùi Nhất Phong sẽ báo cáo công tác. Cục trưởng công an thế nào cũng đi gặp thị trưởng báo cáo tình hình. Bùi Nhất Phong thái độ ngược lại rất cung kính, tuy nhiên Hạ Tưởng vẫn cảm thấy y có che giấu gì đó. Tuy là cùng Bùi Nhất Phong từng có lần hợp tác, nhưng hắn rất rõ ràng. Ngược lại Bùi Nhất Phong vẫn thân cận Trần Khiết Văn. Phần lớn sự việc vẫn phải cùng Trần Khiết Văn đứng chung một chỗ. Theo điều tra của Bùi Nhất Phong cho kết luận Kỷ Phong Thanh quả thật là tự sát. Hoàn toàn loại trừ khả năng bị giết. Hiện trường không có bất cứ điểm nào đáng ngờ. Di thư của Kỷ Phong Thanh cũng được sao chép mang theo, mời thị trưởng Hạ xem qua. Di thư diễn đạt rất cẩn thận chọn lọc, vừa thấy nét chữ viết của Kỷ Phong Thanh, gần giống với con người của hắn. Ngay cả Hạ Tưởng cũng có thể theo tài văn chương và nét chữ nhìn ra không phải là giả mạo. Đồng thời, theo di thư cũng không nhìn ra chính xác nguyên nhân Kỷ Phong Thanh tự sát. Chỉ đơn giản nhắc tới, trong lòng uất ức, không vui. Rất xin lỗi đảng và tổ chức đã bồi dưỡng. Rất xin lỗi gia đình đã kỳ vọng. Hết hy vọng lên chức, lại khổ hạnh sống không bằng chết, cũng là thanh tĩnh. Lại khổ hạnh là có ý gì, chẳng lẽ có người bức tử? Hạ Tưởng trong nháy mắt ngừng thở. Chương 934, đối kháng tăng lên, thất bại. Nhưng hoài nghi thì hoài nghi, chỉ dựa vào một câu nói đã nói ra suy nghĩ của ông ta thì Bùi Nhất Phong cũng sẽ cười chế giễu. Hạ Tưởng liền nén giữ sự hoài nghi ở trong lòng. Theo sự suy đoán của hắn, Kỷ Phong Thanh có thể chịu đựng được mười mấy năm dẫm trận tại chỗ, không thể đến bây giờ mới chịu không nổi, chắc chắn là đã xuất hiện biến cố ngoài ý muốn. Đặt nghi ngờ sang một bên đã, là một thị trưởng, Hạ Tưởng phải tỏ thái độ, cũng đưa ra ba điểm chỉ thị tinh thần. So với khoảng không của Trần Khiết Văn, sự quan sát của hắn cũng thể hiện tình cảm thân thiết với dân của một thị trưởng. Việc dàn xếp bên trong thành ủy thế nào tôi sẽ không nói nhiều nữa. Bí thư Trần đã đưa ra chỉ thị tinh thần, tôi chỉ nói làm thế nào sắp xếp làm yên lòng người ta. Thứ nhất, về phương diện công an, giải thích cụ thể rõ ràng kết quả điều tra để cho người ta yên lòng. Thứ hai, công tác an ủi cho người thân, ngăn chặn xảy ra sự cố ngoài ý muốn do tâm trạng dao động của họ. Thứ ba, chi phí mai táng do Ủy ban Nhân dân thành phố đảm nhiệm. Điều kiện gia đình của Kỷ Phong Thanh không tốt lắm, phải suy nghĩ đến cuộc sống về sau của người thân của anh ta, quan tâm một chút, sắp xếp công việc cho vợ con anh ta. Bùi Nhất Phong ghi chép lại một cách chăm chú, thể hiện việc nhất định sẽ thực hiện theo chỉ thị tinh thần của thị trưởng Hạ. Bùi Nhất Phong vừa đi, Bành Vân Phong đến báo cáo công tác, đối với Bành Vân Phong hiện giờ mới xuất hiện, Hạ Tưởng ngược lại càng xem trọng anh ta. Quả nhiên! Vừa mới vào Bành Vân Phong liền mang đến một tin tức khiến người ta khiếp sợ. Thị trưởng Hạ, Lưu Nhất Cửu nói Kỷ Phong Thanh thực sự là tự sát rồi. Nhưng vẫn phát hiện ra một điểm đáng ngờ. Bành Vân Phong quả thật suy nghĩ giống với Hạ Tưởng, âm thầm đi điều tra. Bởi vì khi Bí Thư Trần vừa quay về, tòa nhà thành ủy liền bắt đầu lưu truyền về tác phong của thị trưởng Hạ. Sau đó liền xuất hiện sự kiện Kỷ Phong Thanh tự sát. Hai việc xem ra không có mối liên hệ. Nhưng có lẽ có nội tình bên trong mà không để cho người khác biết. Anh ta cũng biết thị trưởng Hạ vừa quay về thì chắc chắn có không ít người chen lấn báo cáo xin ý kiến của thị trưởng Hạ. Anh ta không cần phải chen chân vào đám người đó. Chủ yếu là bởi vì anh ta đã hiểu rõ cách đối nhân xử thế của thị trưởng Hạ, không nghe những lời sáo rỗng, mà chỉ nhìn vào hành động mà thôi. Bành Vân Phong chính là người đầu tiên có thể lĩnh hội đầy đủ ý đồ của thị trưởng Hạ nhất trong thành ủy Thiên Trạch. Lưu Nhất Cửu làm hình sự cả một đời, đến bây giờ chỉ nhìn một cái là đưa ra được kết luận là tự sát. Nhưng điểm đáng ngờ đôi khi không thể hiện ra ở hiện trường, Lưu Nhất Cửu cũng điều tra rõ ràng tỉ mỉ hành tung trước một tuần Kỷ Phong Thanh tự sát, cũng không phát hiện ra điều gì lạ thường. Điểm lạ thường duy nhất là nghe nói trước khi chuyện xảy ra Bì Bất Hưu đã tìm Kỷ Phong Thanh nói chuyện một lần.
chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tìm cán bộ nói chuyện là chuyện rất bình thường, nhưng việc nói chuyện với ban tổ chức cán bộ thì không giống. Ai cũng không muốn giao lưu với ủy ban kiểm tra kỷ luật. Nhưng Kỷ Phong Thanh chỉ là một trưởng phòng thông tin, vừa không có quyền tài chính, vừa không có quyền nhân sự. Anh ta muốn tham ô hối lộ đều không ai để ý đến anh ta. Hơn nữa gia đình anh ta, Lưu Nhất Cửu cũng biết, nghèo rất mồng tơi, chẳng bằng một gia đình bình thường. Nếu như nói Kỷ Phong Thanh là tham ô nhận hối lộ bị bại lộ rồi tự sát thì nói gì Lưu Nhất Cửu cũng không tin. Nhưng sau khi nói chuyện với Bỉ Bất Hưu không lâu thì Kỷ Phong Thanh liền tự sát một cách, rất có lỗi với đảng, với nhà nước. Lẽ nào chỉ là trùng hợp, hơn nữa lại còn là sau khi vấn đề tác phong của thị trưởng Hạ Lưu truyền đi, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Kỷ Phong Thanh tìm đến cái chết là có nội tình. Thị trưởng Hạ, có một số từ ngữ chuyên ngành tôi không nói rõ được. Tôi nghĩ, nếu như để cho Nhất Cửu trực tiếp báo cáo cho anh thì sẽ tốt hơn một chút. Bành Vân Phong cẩn thận nói một câu. Anh ta vô cùng hy vọng thị trưởng Hạ có thể tiếp kiến Lưu Nhất Cửu một lần, bởi vì vẫn là anh ta ở giữa điều hòa. Lưu Nhất Cửu có công lao lớn như thế nào thì cũng cần sự thừa nhận của thị trưởng Hạ. Thị trưởng Hạ không thừa nhận thì bao nhiêu chuyện mà Lưu Nhất Cửu làm cũng sẽ không có được sự đền đáp. Anh ta không có được cái ân tình lớn đến vậy. Cũng chỉ có thị trưởng Hạ ra mặt mới cho thấy thị trưởng Hạ thừa nhận sự giúp đỡ của Lưu Nhất Cửu. Sau khi Khương Đào nhậm chức muốn cảm ơn riêng thị trưởng Hạ nhưng bị thị trưởng Hạ khéo léo từ chối. Điều này khiến Bành Vân Phong càng hiểu thêm về cách dùng người của thị trưởng Hạ. Thị trưởng Hạ có phong cách rất độc đáo, không giống lãnh đạo khác. Chỉ cần cất nhắc đề bạt anh thì anh phải ghi nhớ cái ân tình to lớn ấy, không những anh phải biểu thị sự trung thành nguyện đầu rơi máu chảy mà còn phải đem đến nhiều lợi ích lớn hơn. Nhưng thị trưởng Hạ toàn là gặp Khương Đào ở văn phòng, chẳng có sự tiếp xúc riêng gì với Lưu Nhất Cửu. Trong lòng anh ta liền có chút bất an. Anh ta ra mặt là đại diện cho thị trưởng Hạ ra mặt, Lưu Nhất Cửu cũng biết rõ, nhưng nếu như về sau thị trưởng Hạ không gặp Lưu Nhất Cửu, không tỏ thái độ gì thì sẽ trở thành chính anh ta phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ ân tình của Lưu Nhất Cửu. Làm không tốt thì trong anh ta không còn là người nữa rồi. Hạ Tưởng ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Tối nay vừa hay có thời gian. Nói một câu như thế rồi nhảy sang cái khác, lại hỏi. Danh sách doanh nghiệp tư nhân chúng cử có chưa? Vừa nghe thị trưởng Hạ đồng ý gặp mặt Lưu Nhất Cửu, Bành Vân Phong trong lòng sướng rơn. Biết rằng thị trưởng Hạ không phải là người không có đầu có đuôi. Nhưng vừa nghe đến chuyện doanh nghiệp tư nhân thì sắc mặt lại trở nên nghiêm túc. Gặp một chút khó khăn. Kỳ thật không phải là một chút khó khăn, mà là khó khăn không nhỏ. Bành Vân Phong vốn tưởng rằng một khi công bố tin tức ra, những doanh nghiệp đến đăng ký thì nhất định sẽ là chen chúc nhau đến. Thành phố Thiên Trạch, các doanh nghiệp lớn doanh nghiệp nhỏ cũng đến mấy trăm. Quy mô lớn cũng có mấy chục doanh nghiệp, từ trong đó chọn ra 10 doanh nghiệp là một chuyện rất dễ dàng. Không ngờ sau khi thông tin được công bố ra thì những doanh nghiệp đến đăng ký lại ít ỏi vô cùng, thậm chí có thể dùng câu vắng như chùa Bà Đanh để hình dung. Ngoại trừ việc đã đồng ý trước với 3 doanh nghiệp tư nhân của 3 người ủng hộ là Bỉ Bất Hưu, Bùi Nhất Phong và Từ Hâm ra thì chỉ có doanh nghiệp của Trương Vưu. Lại thêm một số doanh nghiệp tản mạn khác đến đăng ký nữa, cộng lại vẫn không đến 10 doanh nghiệp. Hơn nữa, những doanh nghiệp đến đăng ký sản lượng giá trị theo năm không quá 1 triệu. Căn bản là cố ý quấy rầy nên mới đến. Hao hết khí lực mới có được chính sách công khai hoạt động. Sau khi thúc đẩy ra thị trường thì lại có kết cục không người ủng hộ, Bành Vân Phong cảm thấy hơi nản lòng thoái chí. Chả trách nền kinh tế của thành phố Thiên Trạch mãi không đi lên được, không trách được người khác. Chỉ trách người Thiên Trạch quá lười, quá ngốc, không có tinh thần khai thác rộng mở, chính sách hỗ trợ của chính phủ ra đời mà cũng chẳng có ai đến đăng ký. Thực sự là quá ngốc. Nghe Bành Vân Phong báo cáo xong, Hạ Tưởng hiểu là chuyện gì xảy ra. Có người phát huy ảnh hưởng mạnh mẽ khiến cho doanh nghiệp tư nhân không dám đăng ký. Xem ra có người không cam lòng thất bại nên sau khi thất thế trên phương diện đấu tranh chính trị thì vẫn còn chen chân vào phương diện kinh tế, tà tâm không mất. Thành phố Thiên Trạch, quả nhiên lực cản rất lớn hơn nữa còn là lực cản dính như keo vậy. Điều không giống với mục tiêu của thành phố Lang chính là, thành phố Thiên Trạch phương diện nào cũng có những người ở phía sau tạo nên một mạng lưới thế lực khổng lồ, dùng dao chém không đứt mà quét cũng không sạch. Được thôi, nếu như doanh nghiệp địa phương can tâm để vuột mất cơ hội tốt đẹp. Cứ cho họ phải hối hận thôi. Thị trưởng Hạ liền ra cái uy của thị trưởng. Điều khoản lựa chọn chúng cử thả lỏng ra một chút.
Về nguyên tắc thì đồng ý các nhà đầu tư có vốn trên 100 triệu trở lên cũng nhận được sự hỗ trợ của chính sách giúp đỡ. Bành Vân Phong hít một hơi khí lạnh, thị trường Hạ đoán chừng đã có sự chuẩn bị rồi. Điều khoản này vừa tung ra thì không nhất định sẽ có ít nhiều nhà đầu tư nghe tin mà lập tức hành động. Doanh nghiệp tư nhân địa phương không cần biết là do nguyên nhân gì mà không đến đăng ký thì sau này có hối cũng không kịp. Làm thị trưởng Hạ có quyền một lời mà quyết định tất cả. Bành Vân Phong xoay người bước đi, đi tới cửa lại đứng lại. Thị trưởng Hạ, sắp có đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc rồi đấy. Hiện tại là tháng 12, hơn 2 tháng nữa thôi là sẽ có hội nghị Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc. Sắp tới Hội đồng Nhân dân thành phố hẳn là sẽ tuyên bố chương trình hội nghị. Bởi vì không đề cập đến nhiệm kỳ mới, không có nhiều đề tài thảo luận. Về cơ bản là xem xét báo cáo công tác của chính phủ, Hội đồng Nhân dân và Tòa án, Viện Kiểm sát. Đại khái sẽ là một lần đại hội toàn vẹn bàn về chuyện công theo thông lệ. Nhưng Hạ Tưởng cũng biết Bành Vân Phong cũng sẽ không vô cớ nhắc tới hội nghị Hội đồng Nhân dân. Nghĩ một chút thôi là liền hiểu ra điều gì, khẽ gật đầu với Bành Vân Phong. Bành Vân Phong cũng liền gật đầu cười, đẩy cửa đi ra ngoài. Hội nghị Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, nếu có người nghĩ nhiều, cũng có thể sẽ đột nhiên đưa ra chương trình nghị sự thảo luận khi thảo luận theo nhóm, thậm chí không bài trừ có chuyện kiến nghị lâm thời tuyển cử lại trước thị trường. Trần Khiết Văn tuy rằng không kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, nhưng Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Sử Đại Hải và Trần Khiết Văn quan hệ không tồi, giao lưu với nhau không ít. Thị trưởng và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quan hệ bình thường, cũng không phải chuyện tốt. Từ trước đến nay hội nghị Hội đồng Nhân dân đều là một vở chèo lớn. Bí thư là tổng đạo diễn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân là đạo diễn chỉ đạo. Đạo diễn chỉ đạo chắc chắn sẽ nghe lời của tổng đạo diễn. Còn thị trưởng là phó đạo diễn, ít nhất là lúc họp, phải báo cáo công tác lên Hội đồng Nhân dân. Về vấn đề tác phong sinh hoạt của hắn, lại thêm Kỷ Phong Thanh tự sát, lại có hội nghị Hội đồng Nhân dân sắp họp, lại thêm chính sách giúp đỡ không có người ủng hộ, ba việc có mối quan hệ bên trong hay không thì chưa nói, chỉ khiến Hạ Tưởng càng hiểu ra một điều, thành phố Thiên Trạch không phải là một bãi nước lặng, mà là một mảnh đầm lầy, vừa mới bước chân xuống liền rơi vào bên trong vũng bùn. Càng cố cựa thì càng ngập sâu trong đó. Nếu như cách thức tự cứu không thỏa đáng thì nói không chừng sẽ có ngập đầu tai ương. Hạ Tưởng nhớ tới lời nói của ông cụ trước đây, thậm chí trong nháy mắt cũng đủ sinh ra dao động, so với việc mất công phí sức đi làm những chuyện không dễ lấy lòng, thì chi bằng thông đồng làm bậy qua hết 3 năm, thậm chí chưa đến 3 năm là có thể tiếp nhận chức vụ bí thư, tội gì phải khổ chứ. Nhưng thông đồng làm bậy chẳng những vi phạm nguyên tắc làm người của hắn mà còn trái với ước nguyện đi theo chính trị ban đầu của hắn. Ở thành phố Lang, tuy rằng không có cơ hội cống hiến điều gì đó trên lĩnh vực kinh tế nhưng ít nhất thì cũng phá hủy được Nga Ni Trần, vặn ngã cổ Hướng Quốc, đem lại bầu trời bình yên cho thành phố Lang, là cơ sở phát triển về sau này của thành phố Lang. Còn thành phố Thiên Trạch, là thành phố nghèo nhất tỉnh, cũng là nơi đầu tiên hắn nhậm chức thị trưởng, mới gặp phải một chút khó khăn đã lùi bước. Làm quan một lần tạo phúc một phương, lẽ nào chỉ là một câu nói khẩu hiệu? Một lời nói suông lừa mình lừa người. Hạ Tưởng đập bàn một tiếng, dầm, nhớ đến câu nói của Thủ tướng tiền nhiệm. Không cần biết phía trước là sấm chớp mưa xa hay là vực sâu thăm thẳm, tôi đều sẽ hướng về phía trước, không chùn bước, tận tụy đến cùng, có chết cũng cam. Bây giờ mà lùi bước thì Hạ Tưởng sẽ không còn là Hạ Tưởng nữa. Dù là thành phố Thiên Trạch sấm sét giáng xuống hay là nơi đầm lầy thì hắn đều sẽ đơn phương độc mã xông lên. Nhấc điện thoại lên, hắn liền gọi luôn cho Lý Thấm. Lập tức thông báo Tôn Hiện Vĩ, Tiêu Ngũ, Thẩm Lập Xuân và Dương Uy, chuẩn bị tốt tài liệu, đến Ủy ban Nhân dân thành phố đăng ký danh sách xin được hỗ trợ. Có người dựa vào thế lực thâm căn cố đế ở thành phố Thiên Trạch để điều khiển tình hình, để đưa ra bài toán khó. Được thôi. Hắn sẽ lợi dụng ngoại lực để phá tan sự bảo thủ của thành phố Thiên Trạch, một lần đối kháng kinh tế mạnh gặp mạnh. Chương 935, vấn đề đến rồi, thất bại. Lý Thấm sau khi nhận được cuộc điện thoại của Hạ Tưởng liền phấn chấn vô cùng. Từ sau cuộc đại chiến kinh tế ở quận Hạ Mã, cô cảm thấy Hạ Tưởng có chút bó buộc trên cuộc chiến thương trường. Ở thành phố Lang căn bản không có vai trò gì trên lĩnh vực kinh tế. Bây giờ thì tốt rồi. Bắt đầu xây dựng lên chiến tuyến của mình ở thành phố Thiên Trạch. Vừa mới ngắt cuộc gọi với Lý Thấm thì điện thoại của Hạ Tưởng lại vang lên. Là một số lạ, hắn vốn không muốn nhấc máy nhưng biết rằng số máy của hắn không nhiều người biết.
thế nên lại nhấc máy lên nghe. Trong điện thoại lập tức vang lên giọng nói quen thuộc. Lãnh đạo à, là tôi đây, lão Trư cợt nhả. Hạ Tưởng thiếu chút nữa cười thành tiếng. Tôn Hiện Vĩ còn tự xưng mình là lão Trư cợt nhả nữa chứ. Chắc chắn là lại phát hiện ra mục tiêu mới rồi đây. Quả nhiên, Tôn Hiện Vĩ còn nói. Tôi đang ở thành phố Thiên Trạch. Hạ Tưởng giật mình. Anh lẳng lặng đến đây, sao không báo cho tôi một tiếng? Tôi sợ lãnh đạo phê bình tôi. Bởi vì tôi thứ nhất là đi khảo sát thị trường, thứ hai là đi khảo sát mỹ nữ. Kim Nhan chiếu đẹp quá, đẹp gấp trăm lần so với các mỹ nữ Hàn Quốc cộng lại. Tôi sẽ theo đuổi cô ấy. Tôn Hiện Vĩ dù không ở trước mặt Hạ Tưởng nhưng Hạ Tưởng vẫn có thể tưởng tượng ra bộ dạng hớn hở làm dáng của anh ta. Hạ Tưởng không nói gì. Khi nào Tôn Hiện Vĩ có thể bỏ tật xấu lẳng lơ lẳng thì anh ta nói không chừng sẽ là một trong 10 nhà bất động sản lớn của tỉnh Yến. Đáng tiếc là anh ta quá háo sắc. Buổi tối thì hãy nói chuyện chính với Lý Thấm đã. Đừng có suốt ngày mơ tưởng đến phụ nữ. Hạ Tưởng chẳng muốn nói thêm gì anh ta. Ngoài chuyện chính ra, anh có quyền tự do trong đời sống riêng tư. Nhưng giới công thương thành phố Thiên Trạch, chẳng những bảo thủ mà còn rất đoàn kết, cục diện không dễ mở ra đâu. Lãnh đạo yên tâm, chỉ cần vốn hùng hậu thì không có chuyện không mở được cục diện. Chỉ cần thực lực đủ thì không có cái giường nào của phụ nữ mà không lên được. Thật sự là một lão Trư bất cứ lúc nào cũng tùy tiện thể hiện thói lẳng lơ. Hạ Tưởng cười rồi ngắt điện thoại. Buổi chiều Trần Thiên Vũ và Dương Kiếm đến nhà Kỷ Phong Thanh an ủi người nhà của anh ta. Sau khi hai người trở về lại triệu tập một cuộc họp thường vụ thống nhất cách nhìn nhận vấn đề và do Văn phòng Thành ủy và Văn phòng Ủy ban Nhân dân Liên hợp gửi đi thông báo nội bộ. Yêu cầu tất cả các cán bộ đảng viên không được tùy ý tùy tiện nghị luận vụ tự sát của Kỷ Phong Thanh, và cũng không được nhận phỏng vấn từ các thông tin đại chúng nếu như chưa được sự cho phép. Sau đó, lại triệu tập một cuộc họp nội bộ phạm vi nhỏ. Trong cuộc họp, Trần Thiên Vũ đề xuất phải triển khai một lần hoạt động giáo dục tư tưởng ở trong Thành ủy. Nghiêm túc theo kỷ luật đảng, thay đổi tác phong cơ quan tự do phân tán, mỗi người đều phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân. Ngô Minh Nghị tỏ vẻ đồng ý với kiến nghị của Trần Thiên Vũ, nhấn mạnh chỉ ra Thành ủy Thiên Trạch có một không khí rất không tốt, chính là mùa đông dài, ít việc. Các nhân viên cơ quan làm việc thì vô kỷ luật phóng túng, không có việc gì thì hoặc là bàn luận thị phi, hoặc là đánh bài trong thời gian làm việc, người thì chơi game máy vi tính, người thì nói chuyện, thậm chí có người còn ngủ. Cần phải thay đổi từ gốc rễ tác phong tự do đó bên trong Thành ủy. Rõ ràng là nói chỉnh đốn tác phong. Trên thực tế những người ngồi đó đều nghe ra là một lần phản kích đối với lời đồn có liên quan đến thị trưởng Hạ trong Thành ủy. Trần Khiết Văn không nói gì, đáp ứng một cách rõ ràng. Ngô Minh Nghị chính là bí thư nắm giữ quần chúng và đảng. Ông ta và Trần Thiên Vũ kẻ sướng người họa, lại đều là công việc trong phạm vi chức trách của mình nên ai cũng không tiện phản bác. Sau giờ làm, Hạ Tưởng và Bành Vân Phong cùng nhau đến Vân Tiêu Các dự tiệc. Vân Tiêu Các nằm ở phía đông thành phố, cách Thành ủy không xa, là một nhà hàng khá nhỏ. Trước kia, ông chủ của Vân Tiêu Các là đến từ Bắc Kinh, có thể coi mình chính là người thủ đô, cao hơn người khác một bậc. Sau khi đến thành phố Thiên Trạch, thế rất mạnh, nhưng không lâu sau thì bị người ta chèn ép đến sập tiệm. Ông ta cũng vì một số chuyện mờ ám nên bị cục thành phố bắt giữ một thời gian. Về sau lại được thả ra, sau khi ảo não quay trở về Bắc Kinh thì sợ thành phố Thiên Trạch như sợ cọp. Hiện tại Vân Tiêu Các đã đổi ông chủ là người địa phương. Việc kinh doanh vẫn rất tốt, bởi vì chú ý đến hoàn cảnh xung quanh, thực khách cao cấp. Ở thành phố Thiên Trạch này xem như khá là tao nhã. Vốn Lưu Nhất Cửu muốn tự mình đến đón, nhưng Hạ Tưởng không đồng ý, không cần thiết phải làm rõ ràng như thế. Hơn nữa suy nghĩ trước mắt của hắn vẫn là giữ một khoảng cách phù hợp với Lưu Nhất Cửu là tốt. Không hẳn là hắn không muốn tiếp nhận Lưu Nhất Cửu mà là vì trực giác nói với hắn, Lưu Nhất Cửu nhiệt tình làm việc cho hắn như vậy, hẳn phải có mục đích khác. Lưu Nhất Cửu ở ngoài cửa nhiệt tình đón chào. So với tưởng tượng của Hạ Tưởng thì anh ta trẻ hơn một chút. Lưu Nhất Cửu khoảng 40 tuổi cũng coi là lão luyện. Dáng vóc tầm trung, tóc ngắn, mặt tròn, tướng mạo khá là trung hậu. Nhưng đôi mắt tinh anh khôn khéo hơn người, thỉnh thoảng lại nhay nháy giảo hoạt. Thực sự trước khi gặp mặt thì Hạ Tưởng đã có sự đánh giá ban đầu đối với Lưu Nhất Cửu rồi. Cho rằng trong cái khôn khéo của anh ta có sự hoang đường. Trong cái hoang đường lại có sự đứng đắn, coi như là một nhân vật vừa chính vừa tà. Bắt tay, hàn huyên,
sau đó lên lầu. Bành Vân Phong sợ Lưu Nhất Cửu hành vi hoang đường, nếu chẳng may để lại ấn tượng không tốt với thị trưởng Hạ thì thật phiền phức. Như thế chẳng những kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, mà con đường về sau cũng trắc trở. Lưu Nhất Cửu trước mặt thị trưởng Hạ coi như cũng cung kính, không có cử chỉ vô lễ nào. Đồ ăn và rượu bưng lên, Hạ Tưởng cầm chén rượu, cười cười rồi xua tay. Tôi sẽ không uống rượu, buổi tối uống rượu thì đau đầu nên tôi sẽ chỉ uống nước ngọt là được rồi. Vậy thì cho thị trưởng Hạ 2 bình nước hạnh nhân. Bành Vân Phong vội vàng nói tiếp, sợ Lưu Nhất Cửu nói mấy lời ngốc nghếch như thị trưởng Hạ không uống rượu sẽ không nể mặt. Trước đây không phải là anh ta chưa từng nói. Thị trưởng Mao tiền nhiệm trước đây, sau khi anh ta nói một câu thì mặt liền biến sắc. Lưu Nhất Cửu cười hi ha, cũng không miễn cưỡng. Thị trưởng Hạ không uống rượu là chuyện tốt, như tôi đây, bây giờ nghiện rượu rồi. Mỗi tối không uống say choáng choáng đều không ngủ được. Đây cũng là tật xấu từ thời làm cảnh sát hình sự trước kia. Có một năm đi đến huyện nằm vùng để bắt tội phạm bỏ trốn, mùa đông lạnh, không uống chút rượu trắng thì không gắng nổi. Ngồi đến nửa tháng, tôi uống hơn 20 bình rượu trắng. Tửu lượng chính là được rèn luyện từ lúc đó. Hạ Tưởng ha hả cười, không tiếp lời của anh ta, lại hỏi. Trong nhà Nhất Cửu còn có ai nữa không? Lưu Nhất Cửu thở dài một hơi. Một người làm quan, cả họ được nhờ. Ly hôn rồi, đứa con cũng theo cô ta. Bây giờ tôi sống một mình, vui vả yên tĩnh. Vì thế nên tôi dám xông lên, không cần lo lắng người thân sẽ bị trả đũa. Bành Vân Phong liền tiếp lời. Nhất Cửu cũng đừng có quá tự ái, cũng chẳng trách chị dâu và anh ta ly hôn. Anh ta quá mải mê với các vụ án. Bất kể là những vụ án đó có thể đắc tội đến rất nhiều người, chỉ cần rơi vào tay anh ta thì cũng sẽ thành vụ án với những bằng chứng thép. Chị dâu vốn là ở trong một đơn vị khá tốt nhưng vì có một vụ án mà đắc tội người ta nên người ta mong được lượng thứ, anh ta không muốn. Kết quả là chị dâu bị đơn vị đó khai trừ. Chị dâu giận liền đòi ly hôn. Anh ấy thì hay rồi. Không có gia đình, lại trở thành một người càng hoang đường. Nếu như cái hoang đường của cá nhân tôi có thể đổi lấy sự bình an hạnh phúc cho dân chúng thì tôi nguyện hoang đường cả đời. Câu nói này nói rất hay, khiến cho Hạ Tưởng cũng thay đổi sắc mặt, giơ tay lên cùng một ly với Lưu Nhất Cửu. Mời Nhất Cửu một chén, nói hay lắm. Lưu Nhất Cửu và Hạ Tưởng sau khi cùng ly với nhau thì vui vẻ uống sạch. Cảm ơn thị trưởng Hạ. Hạ Tưởng không uống rượu nữa, Bành Vân Phong liền cùng với Lưu Nhất Cửu uống không ít. Chỉ trong chốc lát chai rượu đã đến đáy, lại khui một chai mới. Lúc uống xong hết, Lưu Nhất Cửu đã say đến 7-8 phần rồi. Anh ta nói to với thị trưởng Hạ. Thị trưởng Hạ, nói một câu không sợ anh giận. Vụ án, Kỳ Phong Thanh tự sát, tôi đã điều tra một số dấu vết để lại. Thực ra là có quan hệ với anh, nhưng tôi đã cược với chính mình. Nếu như hôm nay anh không đến thì tôi sẽ giữ mãi trong lòng không nói. Nếu như anh đến thì tôi sẽ nói ra. Lời nói của Lưu Nhất Cửu phạm vào điều tối kỵ của trốn quan trường, cũng đồng nghĩa với việc anh ta uy hiếp cán bộ cấp trên, tính chất vô cùng nguy hiểm. Nếu là một vị lãnh đạo không có tính kiềm chế thì trở mặt ngay lập tức là điều hoàn toàn có thể. Bành Vân Phong sốt sắng, vội vàng nháy mắt Lưu Nhất Cửu, Lưu Nhất Cửu nhìn thấy nhưng lại giả vờ như không thấy, mắt say lờ đờ híp lại nhìn Hạ Tưởng, đợi Hạ Tưởng trả lời. Cách dùng người của Hạ Tưởng là không theo một khuôn mẫu nào cả. Bên trong cái hoang đường của Lưu Nhất Cửu thì có phong cách đứng đắn. Có lẽ các cán bộ chính thống khác sẽ không thích nhưng hắn thì lại không có thành kiến về điều này. Tuy nói rằng lúc này Lưu Nhất Cửu có ý làm khó người khác nhưng hắn cũng không tức giận mà lại mỉm cười nói. Nhất Cửu vất vả rồi. Bành Vân Phong làm việc cẩn thận, thấy thị trưởng Hạ không có ý trách cứ gì, mới thở dài một hơi nhưng vẫn liếc mắt bất mãn nhìn Lưu Nhất Cửu một cái. Lưu Nhất Cửu cười ha ha. Bên cạnh thị trưởng Hạ vẫn còn một người cẩn thận, cứng nhắc như anh là đủ rồi. Tôi uống rượu là sẽ không ra vẻ gì nữa cả. Cả cuộc đời tôi sẽ là cái đức hạnh này. Dù sao thì tôi không làm thất vọng nhân dân, không thấy hổ thẹn với bộ quần áo này là được rồi. Cả cuộc đời không có lãnh đạo tán thưởng. Cả cuộc đời tôi sẽ là như vậy, không sống dập khuôn. Sợ cái gì chứ? Lưu Nhất Cửu trả trách không thăng quan lên được. Thứ nhất là gặp rượu thì chắc chắn là say. Thứ hai là ăn nói không biết che đậy. Chẳng có vị lãnh đạo nào lại thích một cấp dưới không biết tôn trọng trước mặt mình cả. Lấy ngay việc Hoàng đế Tống Triều nghe được một câu Liễu Vĩnh nói, ông ta chỉ nói một câu thôi là Liễu Vĩnh cả đời thi thố không có công danh, thực ra bây giờ cũng vậy thôi,
Ai mà nói sai một câu thì có một số lãnh đạo sẽ ghi nhớ đến cả đời. Hạ Tưởng cũng không bực, hắn gặp bao nhiêu nhân vật, đủ các hạng người trong xã hội. Ngay cả Nga Ni Trần cũng có thể ngồi cùng nhau nói chuyện huống hồ là Lưu Nhất Cửu. Lưu Nhất Cửu lại tự uống thêm một chén, thấy thị trưởng Hạ vừa có sự kiên nhẫn, vừa có sự kiềm chế, trẻ hơn anh ta 10 tuổi mà đã đường đường là một thị trưởng rồi. Anh ta không phục không được, thực ra, vẫn có chút không phục, bởi vì anh ta có cái cần cầu Hạ Tưởng, lại vì bản thân nhất của anh ta là Bành Vân Phong rất tâm phục khẩu phục thị trưởng Hạ, nên anh ta cũng ôm ấp cái thái độ dò thử và giúp thị trưởng Hạ làm một số việc. Hy vọng thị trưởng Hạ lúc nào thích hợp thì giúp anh ta một tay. Tâm sự của Lưu Nhất Cửu chôn giấu thật sâu, ngay cả Bành Vân Phong cũng không biết ông ta muốn gì. Ông ta chẳng nói gì với ai, chỉ đợi thời cơ chín muồi. Phải xem điều anh ta làm có thể lọt mắt thị trưởng Hạ hay không, cũng phải xem thị trưởng Hạ có phải là một lãnh đạo có thể đảm đương được hay không. Kỷ Phong Thanh là tự sát. Trước khi anh ta tự sát, Bì Bất Hưu có tìm anh ta nói chuyện. Bởi vì Ủy ban Kỷ luật lại tổ chức một lần hoạt động nên muốn mời Kỷ Phong Thanh viết cho một bài. Lưu Nhất Cửu nói chuyện không để ý, mở miệng ra là liền thao thao bất tuyệt. Ý của Bì Bất Hưu là để Kỷ Phong Thanh phát biểu về vấn đề tác phong của cán bộ lãnh đạo. Bởi vì năm đó anh ta viết một bài gì đó liệt kê ra 7-8 điều, còn có một biệt hiệu là Kỷ 18. Thực ra cũng không phải là chuyện gì không hay. Bì Bất Hưu cũng hứa nếu như bài viết tốt thì sẽ đề bạt Kỷ Phong Thanh lên đảm nhiệm chức phó bí thư Ủy ban Kỷ luật. Nhưng có một điều kiện chính là bài văn phải nói bóng gió đến thị trưởng Hạ. Chương 936, lỡ mất cơ hội tốt, thất bại. Ngực Hạ Tưởng như bị nghẹn lại, là một loại cảm giác khó chịu chưa từng có. Lưu Nhất Cửu không phải người biết nhìn mặt đoán lòng người, gã mặc kệ trong lòng Hạ Tưởng có khó chịu hay không, tiếp tục nói. Có thể Bì Bất Hưu không những giữ lời hứa, còn uy hiếp Kỷ Phong Thanh. Căn cứ vào kinh nghiệm điều tra nhiều năm của tôi, Kỷ Phong Thanh vừa không muốn lòng tốt bị người khác lợi dụng, lại bị kẹt ở giữa không biết phải làm sao, vì vậy mới đi vào đường cùng. Tay Hạ Tưởng run nhẹ nhẹ, hắn vào chốn quan trường đã 10 năm, lần đầu tiên cảm thấy ngực mình đau nhói. Hắn cũng không hề trách Lưu Nhất Cửu nói thẳng quá, ngược lại còn cảm kích sự thẳng thắn của gã. Vì lời nói của Lưu Nhất Cửu, khiến hắn đối mặt trực tiếp với mặt yếu của mình, khiến hắn vô cùng đau khổ, hối hận lúc trước không nên dở giọng đuổi Kỷ Phong Thanh đi. Nếu hơi lộ ra chút ý tứ giữ lại, dù rằng cho Kỷ Phong Thanh một chút hy vọng, Kỷ Phong Thanh cũng không đi vào đường cùng. Tự trách lại càng thêm hối hận, Hạ Tưởng đưa tay đẩy ly rượu đến trước mặt Bành Vân Phong. Rót một ly đi. Bành Vân Phong vội vàng rót cho Hạ Tưởng, Hạ Tưởng liền nâng ly lên. Nhất Cửu, cạn ly này đi. Lưu Nhất Cửu nghiêm túc cụng ly với Hạ Tưởng. Thị trưởng Hạ, anh nói thế nào, tôi làm thế ấy. Hạ Tưởng mới biết Lưu Nhất Cửu 7 phần say 3 phần tỉnh, kỳ thật trong lòng hiểu rất rõ lý lẽ, liền yên tâm, giọng nói kiên định. Điều tra đến cùng, bất luận liên lụy đến ai, ông cứ đi điều tra đi, nếu có vấn đề lớn gì xuất hiện, tôi gánh vác. Trong lòng hắn tức nghẹn, nói chuyện lại rất gọn gàng dứt khoát. Lưu Nhất Cửu đặt ly rượu lên bàn, nói lớn. Phục vụ, mang rượu lên. Rượu được mang lên, Lưu Nhất Cửu vung cái ly không lên, lại rót đầy ly, mắt đỏ lên uống cạn. Thị trưởng Hạ, vậy tôi sẽ điều tra đến cùng, tôi sẽ dùng thủ đoạn của tôi để phá án, anh cứ làm như không biết gì là được. Còn có một việc tôi phải nhắc nhở anh một chút, khi họp, anh phải cẩn thận thủ đoạn của những tên tiểu nhân. Trước đây, thành phố Thiên Trạch không phải chưa từng có những ví dụ như vậy. Kỷ Phong Thanh bị chết oan uổng, không thể không chết được. Gã không viết văn bản đó thì sẽ bị làm khó dễ, nếu viết, thì lại bị người ta lợi dụng, thậm chí còn trở thành một đề án trong cuộc họp, cuối cùng cũng không có kết thúc tốt đẹp gì. Gã không muốn lấy thân mình làm súng. Trên đường về, Hạ Tưởng cứ im lặng không nói gì, lãnh đạo không nói, Bành Vân Phong cũng không dám nhiều lời, không khí trong xe vô cùng trầm mặc. Bành Vân Phong cũng có thể nhận thấy tâm tình thị trưởng Hạ không tốt. Gã còn tưởng thị trưởng Hạ đang tức giận mấy chuyện Bì Bất Hưu làm, nhưng lại không biết rằng, thị trưởng Hạ đang tức giận chính bản thân mình. Hạ Tưởng quả thật đau lòng. Vấn đề tác phong sinh hoạt, cái chết của Kỷ Phong Thanh, lại thêm hội nghị được triệu tập, lại còn có chính sách chống đỡ không có người hưởng ứng, v.v. Thủ đoạn của đối thủ quả thật chu đáo chặt chẽ, thận trọng, thủ đoạn cao siêu mà không hề có dấu vết gì. Hắn tuy đau lòng cho cái chết của Kỷ Phong Thanh,
lại hận bì bất hưu nham hiểm giết người mà không có vết máu, hơn nữa lại không cần phải chịu trách nhiệm gì trước pháp luật. Thành phố Thiên Trạch quả thật là một nơi lòng người phức tạp, có những đối đầu của những lãnh đạo trong hội nghị thường vụ, lại có những tính toán âm thầm không ai đoán biết được phía sau lưng, thật sự trông gà hóa quốc, nơi nào cũng là cạm bẫy. Có thể nói cái chết của Kỷ Phong Thanh khiến Hạ Tưởng đau lòng, nhưng đồng thời, cũng đốt lên lửa giận trong lòng, ý chí chiến đấu sục sôi. Đối phương xuất những chiêu ngầm không ngừng, nếu hắn còn nhượng bộ nữa, không những không thể thi hành những lý luận chính trị của mình, còn có khả năng bước đi khó khăn hơn, không chừng sẽ rơi vào một kết cục thảm hại. Trừ phi hoàn toàn thông đồng với đối phương, để mặc thành phố Thiên Trạch tiếp tục nghèo khó, hơn nữa phải đầy đủ hết mọi thứ, có lẽ đối phương mới cho rằng hắn không hề có khả năng uy hiếp. Nếu như vậy, hắn thà rằng không quan tâm không làm gì, đi kiếm tiền đi hưởng thụ cuộc sống là được. Về đến nhà, Vệ Tân đã ngủ, một mình quyền chữ ngồi trên giường, giống như một con mèo rất đáng yêu. Gần đây trạng thái của Vệ Tân cũng không tệ, đã thích nghi với sự giá lạnh của Thiên Trạch, vẫn luôn khảo sát thị trường, còn chuẩn bị thương mại tin tức điện tử, Hạ Tưởng cũng không miễn cưỡng cô, mặc kệ cô. Ngủ không được, hắn lại đến thư phòng nghiên cứu tình hình thành phố Thiên Trạch. Chuyện của Kỷ Phong Thanh Lưu Nhất Cửu đã đáp ứng, không cần hắn phải lo nghĩ nữa. Cái hắn cần ứng phó bây giờ là bước mở rộng tiếp theo với chính sách ủng hộ doanh nghiệp quốc doanh, chỉ được thắng chứ không thể bại. Cũng may hắn có một thực lực kinh tế mạnh đứng phía sau, chỉ cần bắt đầu từ kinh tế thúc đẩy lợi ích của toàn bộ thị trường là được. Sức khống chế của đối phương có lớn nữa, cũng không thể khống chế nổi sự theo đuổi cuồng nhiệt của doanh nghiệp đối với tư bản. Đợi đến lúc tất cả những doanh nghiệp quốc doanh đều phát hiện bọn họ đột nhiên bị đẩy sang một bên, đã bỏ qua một thời cơ tốt, bọn họ sẽ phải trả giá rất lớn. Nền kinh tế thị trường là một trò chơi có quy luật cá lớn nuốt cá bé, có cơ hội phát triển lớn mạnh rồi còn nhìn trước ngó sau, cuối cùng nếu bị đào thải khỏi thị trường, thì cũng đừng trách ai. Thật ra bất cứ nơi nào, có nghèo khó có lạc hậu đi nữa cũng phải có những ưu thế trời sinh, nhưng còn phải xem lợi thế đó có được phát hiện và phát triển hay không. Trong tay Hạ Tưởng cầm một tập tài liệu, do Lý Thấm chỉnh lý, liên quan đến những suy nghĩ về thực trạng và những khó khăn của nền kinh tế Thiên Trạch hiện nay. Phân tích của bà rất tỉ mỉ xác thực, cũng rất khách quan, có giá trị tham khảo rất lớn. Đương nhiên Lý Thấm không phải cán bộ chính phủ, cũng không phải học giả kinh tế, nên cũng khó tránh khỏi những chỗ không đúng. Còn có một điểm bà hoàn toàn kém xa Hạ Tưởng, bởi vì Hạ Tưởng có một khả năng dự đoán tương lai mà không người nào có được. Lại xem qua một lượt tài liệu về những nhà đầu tư ở thành phố Yến và ở Bắc Kinh, trong lòng Hạ Tưởng càng hiểu rõ, vài ngày sau, hắn sẽ mang lại một luồng gió lớn cho thành phố Thiên Trạch vốn yên tĩnh này. Mấy ngày gần đây, không khí ở Thiên Trạch rất lạ lùng, trong tòa nhà thành ủy ai cũng cảm thấy bất an, không ai dám nói gì, vì ngày nào cũng họp để nhấn mạnh về kỷ luật và tác phong. Ai dám nói lung tung người đó liền không hay, cấp trên họp nói còn dễ nghe một chút. Lúc truyền đạt đến những hội nghị cấp dưới, nói rất thô, có những trưởng phòng và người phụ trách liền nói lớn. Ai dám nói lung tung, người đó là phản đồ của chúng ta. Ai là phản đồ, không để chúng tôi sống yên ổn, tôi sẽ khiến người đó gặp ác mộng. Cũng có những phóng viên các nơi khác nghe tin đến phỏng vấn, bị ban truyền thông và công an phối hợp đuổi ra khỏi Thiên Trạch, không thu hoạch được gì. Truyền thông tin tức địa phương không cần nói đến, sớm đã đánh tiếng qua. Ngay cả Kim Nhan Chiếu và Lan Mẫn Mẫn cũng không có yêu cầu phỏng vấn, họ đã được sắp xếp cho ra nước ngoài du lịch rồi, nói là đi du lịch, nhưng rõ ràng là phòng ngừa các cô gây chuyện. Hạ Tưởng cũng không ngờ sự việc lại trở nên ồn ào như vậy, hắn là thị trưởng, thành phố Thiên Trạch có chuyện, hắn sẽ xử lý theo lẽ công bằng, nhưng cũng xử lý nội bộ, dù sao Thiên Trạch cũng bị truyền bậy bạ bên ngoài, thân là thị trưởng hắn cũng cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên cũng không ai bàn luận gì đến cái chết của Kỷ Phong Thanh, nhưng lại có người bàn luận chuyện tình cảm của thị trưởng Hạ. Thị trưởng Hạ tuổi trẻ anh Tuấn, cho dù không phải thị trưởng cũng có người đẹp theo quanh, huống hồ còn là một thị trưởng đang nắm quyền trẻ nhất trong tỉnh. Nhưng khiến người khởi xướng ra chuyện này cũng theo không kịp chính là, tin đồn thị trưởng Hạ và các chị em không những khiến thị trưởng Hạ bị xấu mặt, ngược lại khiến những người trẻ tuổi trong thành ủy càng thêm hâm mộ và kính nể, cho rằng thị trưởng Hạ chính là gương mẫu của họ. Thân là cấp trên, những chuyện đồn đại nhảm nhí từ trước đến nay không hề thiếu, Hạ Tưởng cũng nghĩ thoáng hơn, mặc kệ người khác nói thế nào, hắn không quan tâm không áp chế không giải thích, dù sao hoa nhài vàng,
Hoa Nhài Bạc cũng đang ở nước ngoài, những lời đồn đại cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở những lời vu vơ mà thôi. Không ngờ mấy ngày sau lời đồn đại về thị trưởng Hạ và Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc cũng biến mất, nhưng lại có tin đồn mới xuất hiện, nói rằng thị trưởng Hạ không có gì với họ Kim, người hắn thích là một người khác, thứ nhất là Kim Nhan Chiếu ở đài truyền hình, một người khác nữa là Lan Mẫn Mẫn ở Nhật Báo. Vừa lúc này Kim Nhan Chiếu và Lan Mẫn Mẫn đi du lịch đã quay lại, sau khi nghe xong tin đồn, Kim Nhan Chiếu rất thoải mái, cười hì hì. Ai nói tôi cùng với thị trưởng Hạ vậy? Tôi cũng có bạn trai rồi, và là một cô gái thuần khiết. Lan Mẫn Mẫn nghe xong lại cười không dứt. Việc này ai tin thì người đó có chỉ số thông minh của loài heo. Đương sự không thừa nhận, người ngoài lại được dịp suy đoán. Mà đương sự thứ nhất là thị trưởng Hạ lại không thèm đếm xỉa, ngày nào cũng bận rộn không ngừng, đừng nói đi giải thích những tin tức lá cải, mà còn không màng để ý. Hạ tưởng thật sự rất bận. Vì vụ việc Kỷ Phong Thanh tạm thời được bình ổn lại, không gây ra phiền phức gì cho Thiên Trạch, người nhà cũng không gây rắc rối gì, nhưng những việc ngầm bên trong vẫn còn được tiến triển. Hắn cũng không thể quên được cái chết của Kỷ Phong Thanh, cũng tiếp tục điều tra làm rõ, chắc chắn cũng sẽ có thu hoạch gì đó. Nhưng hắn sẽ không lộ diện, chỉ biết âm thầm ủng hộ cho Lưu Nhất Cửu.